Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 71. Nhưng, chiến tích bất bại của nàng, vậy mà ở hải vực này lại bị khiêu khích nghiêm trọng. Tên Khương Phàm đáng chết, nếu như không phải trước đó hắn bắn nàng mấy chục mũi tên kia, làm thương tổn tới linh hồn, nàng khẳng định còn có thể càng mạnh hơn nữa. Không được, ta là Kim Vô Song, coi như linh hồn bị thương thì như thế nào? Ầm ầm, kim quang cuồn cuộn. Khung trời sau lưng Kim Vô Song diễn biến ra cung điện màu vàng quần sơn, hình ảnh màu vàng, chính là mê ảnh của Hoàng Kim Thiên Phủ. Theo toàn thân Kim Vô Song bộc phát ánh sáng, mê hình Thiên Phủ đã biến thành chân thực, uy thế tràn ngập đất trời. Chấn cho ta! Kim Vô Song phất tay đẩy một kích, cung điện Hoàng Kim Sơn, còn có Hoàng Kim tộc nhân đều lao ra, giống như là Hoàng Kim Thiên Phủ giáng lâm, chấn áp đi qua thẳng đến đại tạc. Đây là tuyệt sát chiến kích của Hoàng Kim Thiên Phủ khiến Thiên Khải rung động, truyền nhân thiên phẩm linh văn có thể trên cô đọng kim thân khắc đầy vết tích Thiên Phủ, cùng loại với đạo ngấn, có thể tại thời khắc đặc thù, thông qua kích phát kim thân, mượn dùng năng lượng cả tòa Thiên Phủ. Nguồn năng lượng này có thể đạt tới trình độ gì, đều hoàn toàn dựa vào thiên phú của chính mình, cùng thực lực của kim thân. Ầm ầm, khung trời lay động, không gian bạo động, Hoàng Kim Thiên Phủ như là vượt qua thời không mà đến, chấn áp đại tạc. Đại tạc cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể to béo nhanh chóng khô quắt gầy gò, toàn bộ năng lượng mênh mông hội tụ đến linh văn trên trán, cùng loại với long tinh của cự long, thể hiện ra khí tức kinh khủng. Mặc dù đại tạc vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được tuyệt kỹ này, nhưng phối hợp 18 tấm huyết lân, đủ để nghênh chiến tuyệt tích thiên phủ. Ầm ầm, long văn hóa rồng, giống như là thiên long chân thực mà đẹp đẽ, dương cánh bay lên không, rung ra sóng cả hoa mỹ. Những nơi đi qua, núi sông chôn vùi, không gian tàn lụi, tiểu thiên long hâm mộ phát ra tiếng long ngâm giống như tổ long, toàn bộ thân hình hóa thành long ảnh hồng mông. 18 tấm huyết lân nhận trùng kích, kích phát máu tươi, liên tiếp hóa rồng, bao quanh long ảnh hồng mông, phóng lên tận trời. Ba động trong chốc lát như là vạn long lên trời, bách thú thần phục. Ầm ầm, tiếng nổ lớn kinh thế hãi tục, trực tiếp đánh vào thị giác không có gì sánh kịp. Bộc phát trên chiến trường dưới sự chú ý của hàng vạn người. Vô số cường giả dõi mắt nhìn ra xa, tận mắt chứng kiến tràng diện khủng bố, long ảnh diệt thế, thiên phủ sụp đổ, hai nguồn năng lượng dưới sự va chạm thảm liệt đã nhanh chóng chôn vùi, nhưng tại thời khắc đang rằng con này, Kim Vô Song có chút hoảng hốt, linh hồn đã bị thương không chịu nổi bộc phát như vậy. Kết quả, uy thế vạn long lên trời cuồng bạo chôn vùi hư ảnh thiên phủ. Đẩy toàn bộ năng lượng bạo động mất Kim Vô Song trên không trung. Kim Vô Song cực lực chống cự, nhưng vẫn tháo chạy hơn vạn mét, cuối cùng đánh tới bình chướng trên khung trời, áo giáp hoàng kim vỡ vụn, chiến khu màu vàng bò đầy vết nứt, máu tươi hoàng kim tùy ý chảy xuôi. Nàng thua. Thất bại lần đầu tiên trong đời. Khóe miệng Kim Vô Song chảy máu, dừng ở không trung quan sát thiên long ở phía dưới, bàn tay nắm chặt chiến kích đang nhẹ nhàng run rẩy. Nói cho ta biết thân phận của ngươi. Toàn trường yên tĩnh, vô số ánh mắt từ trên thân Kim Vô Song chuyển rời đến chỗ con thiên long kiêu ngạo kia. Đó là thiên long, sẽ không sai. Nhưng thiên long có thể trực diện với Hoàng Kim Thiên Phủ, ở trong ấn tượng của bọn hắn hẳn là chỉ có long tử của cửu thủ thiên long. Mà đây lại là do một con cá sấu biến thành, là thiên long có được ánh sáng bảy màu, đây lại là cái gì? Tiểu tổ tông của ta ơi! Đại tặc đều mạnh đến trình độ này. Đại vương ngây người ra đó, ngay cả Dương Biện đều cảm nhận được từng trận hồi hộp. Ngao ngao ngao, ha ha ha, thắng. Thắng rồi, ha ha, lão tử thắng rồi. Đại tặc giống như không nghe thấy lời Kim Vô Song đang hỏi, nó phách lối huy động hai cánh, ở trên không nhấc lên ngao ngao không ngừng, bộ dáng tôn quý bá đạo phối hợp với phách lối giống như du côn để Kim Vô Song lên cơn giận dữ. Cũng làm cho tất cả cường giả hoàng đạo đều thể hiện quái dị. Khương Phàm dậm chân phóng lên trời, rơi xuống trên thân đại tặc, cười lạnh trêu tức. Ha ha, trách không được Kim cô nương nhất định phải khiêu chiến thánh linh ta đây, thì ra cùng cảnh giới là đánh không lại. Kim Vô Song gắt gao nắm chặt hoàng kim chiến kích, vinh quang nửa đời, đã bao giờ nàng nhận qua nhục nhã như vậy. Nếu như không phải vừa mới bắt đầu đã bị Khương Phàm thương tổn tới linh hồn, làm sao nàng có thể đến mức thua một con cá sấu được? Để Kim cô nương hổ thẹn, ha ha, sai lầm. Tuy nhiên, cũng không thể trách ta được, thật sự là ta vừa đánh xong cùng miếu chủ thần miếu, tiêu hao rất lớn, không thể tái chiến thánh vương.
Miệng Khương Phàm lại không tha cho người ta, tiếp tục đâm kích Kim Vô Song. Nói bóng gió, nếu như không phải giết Hạo Diệp trước, thì chính là giết Kim Vô Song ngươi. Kim Vô Song đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hắc Ma Đại Lục, trong này ma khí cuồn cuộn, nhưng không có ma vương nào đứng ra tái chiến với Khương Phàm cùng Thiên Long, dù sao. Quan hệ giữa bọn hắn và Thái Sơ ở giữa là thuộc về thù địch, rất tình nguyện nhìn thấy bọn người Kim Vô Song chịu nhục. Bọn chúng không thể hiện thái độ, Kim Vô Song cũng sẽ không theo dự định mà buông tha bọn chúng. Ma tộc đều chết sạch rồi sao? Trước đó là ai kêu gào muốn thay Liệp Thiên Ma Hoàng báo thù? Khương Phàm đang ở ngay chỗ này, các ngươi không nhìn thấy sao? Ma tộc còn ở đây sao, có Hắc Ma tộc không? Ta vẫn luôn muốn nói tiếng cảm ơn với Hắc Ma tộc các ngươi, nhờ có Liệp Thiên Ma Hoàng ngưng tụ huyết nguyệt, cống hiến hoàng cốt, mang đến cơ duyên cho đám huynh đệ kia của cho ta, nếu không sao chúng ta dám bố cục Vạn Đạo Thần Giáo, sao dám vây giết Vạn Đạo Giáo Tôn? Khương Phàm tàn nhẫn khiêu khích chọc giận ma tộc, nhưng trong này sau một lúc đè nén, vẫn không có ai bước ra khiêu chiến, chỉ là lạnh lùng nhắc nhở. Hắc Ma đế tộc đang trên đường tới, nếu như ngươi thật lòng muốn cảm ơn, nhất định phải ở lại nơi này, chờ bọn họ đích thân tới. Hắc Ma đế tộc muốn tới, vậy ta thật phải chờ một chút, Long tộc cũng là đã có được tin tức, bây giờ đang trên đường tới. Thế giới mới thật sự là nơi tốt, lại có thể tập kết cường giả đế tộc. Khương Phàm không sợ hãi mà đáp lại. Bên trong ma khí cuồn cuộn truyền ra giọng của một nữ tử. Thế giới mới đúng là chỗ tốt, rất thích hợp mai táng kẻ đã chết không nên sống lại là ngươi đây. Phần thiên chiến vực chảy xuôi trên người Khương Phàm như dung nham, hội tụ đến cánh tay phải, diễn biến thành liệt diễm chiến đao, chỉ đến toàn trường. Còn có người muốn khiêu chiến không? Hôm nay ta tiêu hao có chút lớn, chỉ tiếp nhận thánh linh cảnh khiêu chiến. Nếu có thánh vương kìm nén không được, có thiên long hầu hạ. Toàn trường an tĩnh, cứ việc đều hận không thể giết Khương Phàm, nhưng không có ai lại đứng ra. Khương Phàm có thể đánh giết chủ nhân hoàng đạo, vị thánh linh nào sẽ là đối thủ? Thiên Long có thể đánh tan hoàng kim phủ chủ, vị thánh vương nào còn dám tự rước lấy nhục? Thời điểm không khí đang ngột ngạt, trong sương mù cấm khu đột nhiên truyền ra thanh âm lạnh lùng trầm thấp. Không có sao, nên để chúng ta ra tay rồi. Mê vụ cuồn cuộn cuốn ra. Xuất hiện một con đường vòng xoáy cùng loại với cái ở bên ngoài thế giới mới. Giờ khắc này, rốt cuộc tràng cảnh bị bao phủ bên trong mê vụ cũng hiển hiện ra. Núi cao sụp đổ, cây rừng lộn xộn, phế tích đầy đất. Lít nha lít nhít yêu thú chiếm cứ phía sau con đường vòng xoáy, đằng xa lệ khí như biển, thái thản cự viên khôi ngô hùng tráng, thái thản cự mãng dài đến vạn mét, thất thủ kim sư tỏa kim quang ngập trời, kim bằng dương cánh đến ngàn mét, khí tức bích ngọc long tượng vần quanh. Thôn thiên thước thôn thiên nạp địa, băng xương long sư băng phong không gian, còn có thủy kỳ lân, lục mục linh hầu. Hơn 30 yêu chủ mang theo mãnh thú mạnh nhất dưới trướng, toàn bộ phát ra tiếng gào thét kinh khủng. Thanh chiều nổ tung, cuồn cuộn như biển, lay động đất trời, xé rách không gian, nhấc lên cuồng phong sát khí vô tận, trong chốc lát tuôn ra con đường vòng xoáy, khuấy động phế tích chiến trường ở phía ngoài. Khương Phàm và tất cả các cường giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị tiếng gầm gừ như đại dương chiều lôi chiều bao phủ, phun ra ra máu tươi, kêu gào thảm thiết, chật vật tán loạn. Hống 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 hống. Đàn thú bạo động, số lượng chỉ có mấy trăm, nhưng lại phát ra uy thế khủng bố hủy thiên diệt địa, lấy thái thản cự viên cầm đầu, gầm thét xô ra con đường vòng xoáy, đuổi giết tất cả những người xâm nhập ở phía ngoài. Quần hùng kinh dị, hốt hoảng rút lui, ai cũng có thể đoán được khẳng định là thế giới mới có âm mưu. Nhưng bọn hắn thật không cho rằng thế giới mới dám tùy ý làm bậy, dù sao giết bọn hắn chính là chọc giận hoàng đạo phía sau bọn họ, thế giới mới chắc chắn sẽ bị liên hợp vây bắt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, thế giới mới lại hung tàn như thế, dám mưu toan một mẻ hốt gọn bọn hắn. Không được lui, liên thủ lại, giết, bầy yêu thú của thế giới mới này còn chưa đủ tư cách săn giết chúng ta. Kim Vô Song với tư thế hiên ngang, dũng mãnh vô địch. Mãnh liệt lao ra đám thú triều phát khởi tấn công mạnh, kim thân vẫn cùng chân thân giao hòa, trong thân thể thẳng tắp tràn ngập năng lượng hủy diệt, chiến kích quét ngang, đất trời nứt ra, kim quang cuồn cuộn giống như là dòng lũ lớn, đối diện che mất thú triều. Thái thản cự viên cuồng bạo mãnh liệt run rẩy, thân thể uy mãnh lại đột ngột nhảy lên, gào thét bay rớt ra ngoài. Số lượng lớn yêu thú theo sát phía sau đều lọt vào trùng kích, khó mà chống cự được năng lượng cường đại của đỉnh phong thánh vương này.
thậm chí kim quang cuồn cuộn còn chiếu thấu thân thể bọn chúng, làm bị thương tới linh hồn. Nhưng không đợi Kim Vô Song oanh sát thú triều, không gian trước mặt đã đột nhiên sụp đổ, một đoàn hắc vụ tuôn ra, huy động chiều cường không gian, quét sạch trời cao, để kim quang ngược dòng, điên cuồng đảo ngược. Là lân trùng hư không, nhưng không có trực tiếp xuất hiện, mà là đưa đến một con ác thú dữ tợn tương tự mãnh hổ, toàn thân tuôn ra sát khí. Giống là cảnh giới thánh vương tuyệt thế hung thú đảo ngột. Thiên địa bạo động, như là nhật nguyệt sụp đổ, sát khí vô tận kinh hồn nhiếp phách, như là có hàng tỷ vong hồn đang gào thét. Đào một mở miệng đầy răng nanh, dữ tợn khủng bố, nâng cao móng vuốt giao phong chính diện cùng hoàng kim chiến kích, một kích kinh khủng đánh tan hoàng kim chiến kích. Hai tay Kim Vô Song cố gắng áp chế đã tuôn ra vết nứt, hoàng kim chiến kích suýt chút nữa đã rời khỏi tay. Đào ngột, nơi này còn có đào ngột. Sắc mặt Kim Vô Song hơi biến đổi, nhưng chiến ý như thủy triều, nàng không hề sợ hãi mà nắm chặt hoàng kim chiến kích, điên cuồng chém giết cùng đào ngột. Đào ngột nhanh nhẹn dũng mãnh cuồng mãnh, là siêu cấp chiến thú được giới chủ toàn lực bồi dưỡng, cảnh giới thẳng bước đến thánh hoàng. Nhưng Kim Vô Song bằng vào kim thân giúp đỡ, hoàn toàn không sợ đào ngột tàn bạo, mà sự điên cuồng cùng hung hãn của nàng, cũng ổn định các hoàng tộc hoàng đạo đang muốn tháo chạy. Bảo vệ tốt Phật Đà. Lão Phật Thánh Vương cảnh triệu ra một cây Phật sử, toàn thân phát ra Phật quang vô lượng, ra tay cương liệt, phổ chiếu Phật quang, cũng đánh về phía thú triều đang xông ra tới. Dưới áp chế của Phật quang giống như thánh uy, thú triều lại lần nữa nhận trùng kích. Lão Phật ra tay vô tình, uy lực Phật sử to lớn lại vô địch, một kích quét ngang, cuồn cuộn Phật quang giống như là muốn hàng phục toàn bộ thế giới, đánh tới mối uy hiếp cực lớn ở phía trước là đằng xa. Đây là thánh binh cường hãn của Tu Di Sơn, do thần linh đương thời tự mình tế luyện, giao cho lão Phật bảo hộ Hứa Như Lai. Nhưng, thời điểm Phật sử đang oanh sát đằng xa, một mảnh kim quang màu vàng giống như là thiểm điện chặn lại được ở trước mặt. Cũng là một con đằng xà, nhưng cảnh giới thình lình đã là thánh vương cảnh. Đằng xà phát huy, kim quang toàn thân tỏa ra vạn trượng, giống như là 100.000 ngọn núi lửa đồng thời phục sinh, thú uy kinh khủng xông lên trời, bao phủ không gian, cũng ngang nhiên đánh bay lão Phật. Trước kia nó là yêu chủ, được yêu đồng tự mình bồi dưỡng thành thánh vương cảnh. Lão Phật tháo chạy, nhưng dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt hừng hực, thân thể già nua giống như là đỉnh lô tách ra Phật quang vĩnh hằng, Phật sử rung trời, đánh về phía thánh vương đằng xà. Đằng xà rít gào, hùng uy cuồn cuộn, chiến khu vài trăm mét mãnh liệt đong đưa, lấy uy lực phá toái cửu thiên, nghênh chiến lão Phật. Mặc dù Phật uy có thể áp chế yêu ma, nhưng huyết mạch đằng xà là một trong 12 yêu tổ, có thể gánh vác được sự áp chế này. Theo Kim Vô Song cùng lão Phật lần lượt xuất kích, toàn bộ các cường giả Thái Sơ đều phanh chân lại, gầm thét lao thẳng đến thú triều. Ma tộc và các cường giả hải vực đang tháo chạy, sau khi hơi do dự thì cũng tiến công với đám thú triều. Bọn hắn cũng không thể ở chỗ này làm mất thanh danh lục địa cùng hải vực của mình được. Khi toàn bộ thú triều hiện lên, Thánh Vương Tân Tấn thứ hai đã xuất hiện. Kim Sĩ Thiên Bằng. Thiên Bằng, thức tỉnh tổ mạch bằng tộc, cũng là có thể cùng cự côn tộc chống lại bằng điều chân chính. Được yêu đồng tự mình tẩm bổ, Kim Bằng bộ tộc đã ra đời Kim Sĩ Thiên Bằng cao ngạo. Kim quang vô biên, sáng lạn như mặt trời, để đất trời cũng vì đó mà thất sắc, hai cánh hoành không, xé rách không gian, thể hiện ra ưu thế tốc độ kinh diễm, nó xuất lĩnh một thánh linh Kim Bằng cùng ba con bán thánh Kim Bằng, chủ động lao thẳng đến đội ngũ ma tộc. 1-2-3-4, 42 thánh linh, hoa hoa hoa, nghịch thiên, không thấy được Thương Loan đâu, là cố ý không ra sao. Xem ra trong sương mù còn cất giấu càng nhiều yêu thú nhỉ. Nơi này thật đúng là nên đổi thành đại lục yêu tộc. Xem ra lúc trước nuốt cái kia ngàn vạn sinh linh, thật có hiệu quả. Trách không được bây giờ thế giới mới dám can đảm trực diện thiên hạ. Khương Phàm cưỡi thiên long đi đến bên ngoài chiến trường, phán đoán số lượng cường giả ở thế giới mới bây giờ sau đó nhanh chóng rời khỏi. Đi thôi, đi ra bên ngoài chờ bọn người dương biện một chút. Hắn phóng khoáng rời khỏi. Để vị thánh nữ Tổ Sơn, Tử Ngữ Yên chờ mong Khương Phàm kia có thể cưỡi thiên long nghênh chiến thú triều thất vọng. Dương Biện thì cưỡi huyền quy, cố ý rơi xuống bên ngoài, nhìn đánh cho oanh oanh liệt liệt, kỳ thật cơ bản không ra một chút lực nào. Chờ đến khi bọn người Khương Phàm rời khỏi, bọn hắn thừa dịp không có người chú ý, lặng lẽ chạy đi. Nhưng một màn này đã rơi xuống trong mắt đám người Thiên Kiếm Thần Tông kia, không
không thể nghi ngờ là triệt để mối quan hệ giữa Dương Biện cùng Khương Phàm. Tâm tình của bọn hắn trở nên phức tạp, vốn cho rằng phần thiên thần hoàng trùng sinh báo thù không hề liên quan gì với bọn hắn, tuyệt đối không nghĩ tới sớm tại mười mấy năm trước, phần thiên thần hoàng đã đưa tay tiến vào thần dụ chi hải bọn hắn, còn bắt đầu nhúng tay vào cách cục nơi này. Phần thiên thần hoàng, từ tư thái hắn hiện ra bây giờ đến xem, hắn nào chỉ là muốn báo thù Thương Huyền, càng là muốn báo thù thiên hạ. Bất luận kẻ nào dính líu liên quan cùng hắn, cuối cùng không phải vạn thế vĩnh xương, thì chính là tan xương nát thịt. Ngay cả Lôi Bằng đều hồi hộp, tâm tính lại cao ngạo hơn nữa cũng không chịu nổi kích thích như thế này. Bọn chúng không phải muốn khiêu chiến Dương Biện, quả thực là đang khiêu chiến Khương Phàm. Ai? Cổ Vân Thiên nhẹ giọng thở dài, bây giờ chỉ có thể trấn an Thiên Kiếm Thần Tông mình và Khương Phàm cũng không có trực tiếp hợp tác, bọn hắn chỉ là đồng ý cho Hải Thần Đảo phát triển. Lại là còn dưới tình huống bị Khương Phàm chèn ép không thể không làm ra thỏa hiệp. Thiên Kiếm Thần Tông bọn hắn và Khương Phàm không có bất kỳ liên quan thực chất gì, càng không liên lụy đến bên trong cuộc báo thù của Khương Phàm. Bây giờ suy nghĩ một chút, cổ thần lão tổ hẳn là bị Khương Phàm uy hiếp. Phó Hành không hồi tưởng vẻ trầm mặc cùng ngày của cổ thần lão tổ, rất có thể là bị Khương Phàm bức hiếp, ví dụ như không đồng ý liền diệt môn chẳng hạn. Nhất định phải giữ vững bí mật. Bất kỳ người nào cũng đều không được tiết lộ tin tức. Cổ Vân Thiên nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn, cũng chuẩn bị sau khi trở về sẽ một lần nữa chế định tông quy, miệng toàn tông đều một mực khóa gấp. Băng Vương mở miệng. Chúng ta biết nặng nhẹ, nhưng... Nhưng cái gì? Trong ước định của chúng ta cùng Hải Thần Đảo, bao gồm cả việc đưa bọn hắn đến Thiên Khải chiến trường. Chờ ngày nào đó sau khi thân phận Hải Thần Đảo bại lộ, Hoàng đạo Thiên Khải nhất định sẽ ngờ vực vô căn cứ rằng chúng ta là đồng phạm. Coi như chúng ta muốn giải thích, Hoàng đạo Thiên Khải có tin hay không? Nếu như gặp phải Hoàng đạo cực đoan, rất có thể sẽ không nghe giải thích, trực tiếp diệt trừ chúng ta chấm dứt hậu hoạn. Lời Bằng Vương nói để tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, dù sao cũng là chiến tranh dính đến toàn Thiên Khải, ai sẽ bởi vì hai ba câu nói liền để ngươi thoát khỏi hiểm nghi. Mà Thiên Kiếm Thần Tông bây giờ chính là thời điểm thế yếu, diệt trừ bọn hắn chỉ cần 3 năm hoàng đạo liên thủ liền có thể làm được. Nhất là hoàng đạo gần hải vực, càng có thể mượn cơ hội này diệt trừ bọn hắn, sau đó chia cắt thần dụ chi hải. Trước tiên phong tỏa tin tức, đợi đến sau này rồi nói sau. Tin tưởng cổ thần lão tổ, ngài ấy đã sống 3 thế, hẳn là có thể có kế hoạch ứng phó. Cổ Vân Thiên rất buồn khổ, thế giới mới vừa mới mở ra tai nạn. Đã sinh ra ảnh hưởng đối với cách cục của thần vực chi hải đến mức không thể lường được, không nghĩ tới nguy cơ nghiêm trọng hơn đã chờ đợi bọn hắn trong tương lai. Quả thật là họa vô đơn chí. Dương Biện cưỡi huyền quy rời khỏi chiến trường, bí mật hội hợp cùng Khương Phàm. Ha ha, tiểu vương, nhìn thấy không? Lão tử đã xử một chủ nhân hoàng đạo. Thánh vương, bây giờ ta đã là thánh vương, người biết cảm giác của cảnh giới thánh vương không? Đơn giản mà nói, chính là... Thoải mái, ha ha, sung sướng, thoải mái. Đại tặc lắc đầu vẫy đuôi, ngao ngao gọi bậy, cố ý khoe khoang trước mặt đại vương. Đại vương nghiêm mặt, oán hận nói. Mấy tháng này lão tử cũng rất thoải mái. Đại tặc tiếp tục đâm kích nói. Người đó chính là chuyện khẽ run rẩy, bản thánh vương đây là một mực run rẩy, một mực thoải mái đến phát nổ, ha ha. Không phải chỉ là thánh vương thôi sao? Nhìn ngươi đắc ý như thế. Ngươi đến đi, ngươi bước lên thánh vương xem nào. Ngươi chờ đấy, không ngoài 10 năm, bản vương cũng có thể tiến vào thánh vương. Chờ ngày nào đó ngươi tiến đến thánh vương, lão tử đã sớm tiến đến thánh hoàng. Ngươi a, đời này nhất định bị ta đặt ở dưới thân mà chà đạp, ha ha, cam chịu số phận đi. Còn tiến đến thánh hoàng, với ngươi năng lực, nếu như không có hai cái trứng kia dắt lấy, ngươi muốn thượng thiên. Bây giờ chính là 10 cái trứng, cũng túm không nổi lão tử muốn một bước lên trời. Khụ khụ, nơi này còn có nữ hài tử, các ngươi chú ý hình tượng. Khương Phàm lúng túng cắt ngang hai con cự thú đang gây gỗ với nhau. Tỷ muội Đông Hoàng như ảnh đều đã hình thành bình chướng không gian ở xung quanh, thực sự không tiếp nhận được trận đối thoại, kình bạo, như vậy. Dương Biện hỏi, các ngươi lấy được cơ duyên gì? Nó vốn là một con cá sấu làm sao lại biến thành thiên long? Phải là nên đổi thành cự long chứ, đây đều tương đương với hai loại huyết mạch khác biệt. Khương Phàm cười nói. Đại tặc ở chỗ này cất giấu một bí mật,
chỉ là không nghĩ tới sau khi móc bí mật ra, so với nó tưởng tượng còn muốn lớn hơn, sau đó liền biến đổi. Cũng không thể nói là thay xương đổi thịt, hẳn là trở lại trong trứng dựng dục một lần nữa. Nói như thế nào đây? Nó biến đổi thành Thiên Long, là chủ vị Long Đế trong lịch sử Thiên Long tộc, Đại Đạo Long Quỳ, bên trên tư liệu lịch sử Long tộc trực tiếp dùng Hồng Hoang định danh cho nó, tên là Hồng Hoang Thiên Long. Bọn người Dương Biện trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngay cả Đại Vương đang cùng cự ngạc mắt lớn chừng mắt nhỏ đều ngây ngẩn cả người. Chủ vị Long Đế, Đại Đạo Long Quỳ, lại còn là Hồng Hoang Thiên Long. Bọn hắn chỉ coi là đại tặc đạt được một loại cơ duyên nào đó, kích phát tiềm lực huyết mạch, nhưng cái này, đây cũng quá điên cuồng. Trực tiếp đã thức tỉnh một con rồng tổ tông. Trách không được có thể thay đổi huyết mạch. Dương Hồng Liệt đều trừng to mắt, trong thế giới mới lại còn chôn giấu bí mật như thế này. Mấu chốt là lại còn để cho Khương Phàm đạt được. Đây quả thực là ông trời đang trợ giúp cho Khương Phàm mà. Nó chỉ là thay đổi huyết mạch, phát triển tiềm lực, hẳn là có hy vọng tiến đến Thánh Hoàng, nhưng muốn vào thần long cảnh. Phải nhìn cơ hội. Tuy là Khương Phàm nói như vậy, nhưng nếu thật sự có cơ hội, hắn đánh cược tất cả đều muốn chồng cự ngạc đến vấn đề thần linh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tiềm lực của Đại Đạo Long Quỳ đều muốn đuổi sát Chu Tước. Mà bồi dưỡng đại tặc đến cảnh giới thần linh không chỉ là tạo nên một siêu cấp chiến thần cho mình, càng có thể ảnh hưởng đến Thiên Long tộc trong Long tộc. Cảnh giới thần Long. Bọn người Dương Biện lại lần nữa hoảng hốt, Thánh Hoàng không phải là cuối cùng, còn có thể nâng cao thêm một bước. Thần sao, tên thổ phỉ này còn có thể thành thần. Đại tặc kiêu ngạo bãi động cơ thể to béo, nói với Đại Vương. Biết sự lợi hại của ta đi, từ nay về sau khách khí một chút cho ta. Sau này ta chính là lão đại, người ngoan ngoãn làm tiểu đệ của ta. Đại Vương kinh ngạc nhìn đại tặc, suýt chút nữa thì khóc. Tất cả mọi người là thánh linh đều thật tốt, đều là huynh đệ tốt với nhau, người đột nhiên lên như diều gặp gió như thế này, vứt chúng ta xuống, còn ở chung với nhau như thế nào? Người muốn bồi dưỡng Thiên Long, liền phải làm tốt chuẩn bị để tuyên chiến toàn diện cùng Long tộc. Một khi thân phận đại tặc bị bại lộ, kích thích đối với Long tộc không thua gì kích thích của Liệp Thần Thương đối với Hắc Ma đế tộc, đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tai họa ngầm chí mạng cho Long tộc. Sau khi Dương Biện tỉnh táo lại, hắn đột nhiên không biết là nên vui mừng cho Khương Phàm hay là nên lo lắng cho Khương Phàm, đầu tiên là Hắc Ma đế tộc, bây giờ lại là Long tộc, Khương Phàm đang thay đổi mạnh, đồng thời cũng tỉnh lại càng nhiều cường địch. Nếu như kiếp trước đế tộc tám phương chỉ là can thiệp Khương Phàm quật khởi, bây giờ không thể nghi ngờ là muốn trực tiếp tuyên chiến. Bây giờ ta còn có cái gì để sợ nữa sao? Khương Phàm bật cười lớn, kiếp này xác thực trêu chọc rất nhiều cường địch, nhưng truyền thừa cùng cơ duyên hắn lấy được kiếp này cũng đều cao hơn kiếp trước, nhất là bí mật đại táng đại đạo, càng là lực lượng để hắn nghênh chiến đế tộc. Còn có Đan Hoàng. Kể từ sau khi biết Đan Hoàng có thể giành lấy cuộc sống mới, hắn liền ở trong một loại phấn khởi không cách nào nói rõ. Đây chính là đan sư cảnh giới thần linh. Các đan sư trong xã hội hiện nay ngay cả cảnh giới thánh vương đều lác đác không có mấy. Đan Hoàng giành lấy cuộc sống mới, vậy chẳng khác nào có thể dẫn dắt ngàn vạn đan sư xí thiên giới, thăng hoa nơi đó đan thuật, cho vạn thế thần triều cung cấp không ngừng liên tục đan dược. Nhất là năm viên đan dược mà Đan Hoàng luyện chế cuối cùng kia, đã từng có hiệu quả nghịch thiên thăng hoa linh văn, thức tỉnh tổ mạch. Nếu như có thể luyện cho bọn hắn mấy viên. Khương Phàm giao tất cả di cốt cự long dài 20 km mà hắn cất giữ riêng cho Dương Biện. Long huyết có tác dụng với ta, ta đều giữ lại, còn có long tinh, long nguyên, ta cũng giữ lại. Thịt và xương cự long hơn 20 km này cho các ngươi, phụng trộm mà dùng, chú ý phải triệt để luyện hóa, không được đẻ còn sót lại bất cứ khí tức gì của rồng, miễn cho chọc tới phiền phức. Dương Biện nhận đại tặc kích thích, không có từ chối. Liền thu sạch vào nhẫn không gian. Tin tức cự long bị giết hẳn là đã truyền đến cự long đại lục, không chỉ long tộc sẽ có hành động, ngay cả đỉnh cấp yêu tộc nơi đó đều sẽ chen chúc mà tới. Ngươi thật muốn ở lại nơi này. Ta đã liên lạc được cùng giới chủ thế giới mới, không tính là kết minh, nhưng có ăn ý. Yêu tộc trong thế giới mới sẽ không tổn thương đối với ta, ta có thể nhân cơ hội này săn giết hoàng tộc hoàng đạo ở đây. Về phần long tộc, chờ điều động lại chạy tới nơi này, hẳn là cần đến 2-3 tháng. Đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể của thế giới mới quyết định là trực tiếp nghênh chiến, hay là sớm rút lui.
Yên tâm đi, ta nháo thì nháo, nhưng nên rút lui khẳng định sẽ rút lui, ta cũng sẽ không ở lại chịu chết. Các ngươi không đi hải thần đảo. Thời điểm Dương Hồng Liệt nói ra lời này khả năng cũng không biết mình đây là mời, hay là đang kiêng kỵ. Bảo cốt thánh vương cùng đan dược ta đều đã để lại ở đó cho các ngươi, ta không đi đến nữa. Nếu như nơi này lại cướp được tài nguyên tốt, ta sẽ liền chuyển cho các ngươi. Khương Phàm vỗ vỗ bả vai Dương Biệt, nhắc nhở. Mau chóng tiến đến thánh linh cảnh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ta cần các ngươi trong vòng 10 năm phải đến thiên khải chiến trường. Chờ ta tiến đến thánh linh cảnh, liền vận dụng thái cổ kình hồn phong tồn trong tổ từ. Dương Biện cam đoan với Khương Phàm, kình hồn phong tồn trong tổ từ đều là thánh tổ các đời còn sót lại, hắn đã thương lượng qua cùng Dương Hồng Liệt thánh tổ, cũng câu thông qua cùng những kình hồn đang ngủ say kia rồi, bọn hắn đều nguyện ý buông tay đánh cược một lần, hiệp trợ Dương Biện trùng kích cảnh giới thánh vương. Khương Phàm lại vỗ vỗ Dương Biện, không tiếp tục nhiều lời, cưỡi long cốt cự ngạc rời khỏi. À, chờ một chút, mang ta theo đi, thật sự từ bỏ ta sao? Huyền Quy gấp rút. Kế hoạch trước đó là dự định ở lại hải thần đảo phát triển lớn sự nghiệp to lớn, chuẩn bị, xin phép nghỉ, với Khương Phàm, bây giờ thấy đại tặc thay xương đổi thịt, nó lại không tham luyến những con rùa cái kia nữa, vẫn là đi theo Khương Phàm tốt hơn. Người đi theo Dương Biện trước, miễn cho người khác hoài nghi. Chờ lúc ta rời khỏi sẽ đón thêm ngươi. Khương Phàm không để ý đến Huyền Quy đang la lên, liền cưỡi long cốt cự ngạc biến mất ở chân trời. Huyền Quy ảo não nói. Ham thú chơi bời, tử sắc hại rùa a. Dương Biện im lặng. Ngươi diễn kịch với ta sao? Ngươi muốn thật có cốt khí, trực tiếp đuổi theo, Khương Phàm còn có thể quăng ngươi. Huyền Quy lúng túng rút rút khóe miệng. Được rồi, Khương Phàm nói rất đúng, vẫn là hầu ở bên cạnh ngươi tốt hơn. Ngươi là tham mộ thịt rồng của ta. Đều là huynh đệ nhà mình, đừng nói ngay thẳng như vậy nha, nhanh nhanh nhanh, tới nếm thử chút trước. Ta chỉ có bấy nhiêu, không đủ phân. 20 kg, lô, mét còn chưa đủ phân, ăn cho bể bụng ngươi nha. Ta phải chừa chút cho Dương gia ta, chừa chút cho Lý Hoàng, thật không đủ phân, cho ngươi tối đa là 200 mét. 1%, Dương Biện, ngươi có còn là huynh đệ hay không? Không được, thiếu 1000 mét, ta tuyệt giao với ngươi. Trận chém giết ở ngoài cấm khu rất nhanh đã kết thúc, khi thú triều trùng kích vào, tất cả cường tộc đều không thể phối hợp, liên tục tháo chạy, chật vật thoát khỏi cấm khu. Bọn người Kim Vô Song khó chống đỡ được, cũng không thể không lựa chọn rút lui. Dưới sự hiệp trợ của Lân Trùng hư không, thú triều đã chia ra 3 chi đội. Phân biệt do Đào Ngột, Kim Sí Thiên Bằng, Đằng Xà tự mình thống lĩnh, càn quét ra bên ngoài. Viễn Cổ Thương Loan thì tiếp tục ở lại trong cấm khu. Hiệp trợ trấn thủ pháp trận. Đám xúc sinh đáng chết, cũng dám phục kích chúng ta. Kim Vô Song đầy ngập lửa giận, nếu như không phải trước đó tiêu hao quá lớn, nàng nhất định phải chém đầu con Đào Một kia. Xem bộ dáng là thế giới mới muốn lặp lại chiêu cũ, vây bắt tất cả kẻ xông vào. Phủ chủ, chúng ta có nên rời khỏi nơi này trước hay không? Đội ngũ của Hoàng Kim Thiên Phủ chỉ còn một vị thống lĩnh cảnh giới thánh linh, những người khác không phải chết trên tay Khương Phàm. Thì chính là mất mạng ở trong thú triều. Địa vị của Hoàng Kim Thiên Phủ tại Thái Sơ vô cùng tôn quý, vạn người kính ngưỡng, tại Thiên Khải chiến trường càng là đại biểu cho đế tộc, không có người nào dám khiêu khích. Hai chữ Thiên Phủ đối với bất kỳ thế lực nào đều là kiêng kỵ, nếu như ai hại chết một vị tộc nhân nào đó của bọn hắn thì đó không thể nghi ngờ là tai nạn hủy phái diệt môn. Ai biết được khi tiến đến thế giới mới, vậy mà lại tổn thất nặng nề như thế, suýt chút nữa là toàn quân bị diệt. Nếu thế giới mới dám can đảm khai chiến, bây giờ liền sẽ không phong bế bình chướng, nhất định là muốn chờ càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo tiến đến. Kim Vô Song ăn đan dược, điều trị huyết khí. Chúng ta ở lại nơi này, rất dễ dàng bị vây bắt, nếu không trước tiên cứ lui ra bên ngoài, chờ hoàng tộc hoàng đạo Thái Sơ chạy tới nơi này, liên thủ tiếp giết đến. Thống lĩnh thánh linh tên là Kim Hình Đạo nói, lại liên tục thúc phụ Kim Vô Song, nhưng đối mặt với Kim Vô Song. Vẫn duy trì tôn trọng. Lui ra ngoài chẳng phải là nói Kim Vô Song ta sợ bọn hắn. Không cần lo lắng, chỉ cần ta khôi phục lại, một mình vẫn có thể độc chiến với tất cả yêu chủ. Ta tin tưởng thực lực phủ chủ, ta là sợ. Sợ cái gì, người đường đường là thống lĩnh, vậy mà trong miệng lại có thể nói ra chữ sợ. Ta tin tưởng ngài có thể ứng phó thú triều, ta lo lắng chính là.
Khương Phàm. Trước đó Kim Hình Đạo không có quá trực tiếp phán đoán đối với Khương Phàm, bây giờ xem ra, thật đúng là một tên điên không sợ trời không sợ đất, so thú triều đều muốn khủng bố. Hắn bồi tiếp Kim Vô Song đi ra, liền có trách nhiệm bảo đảm Kim Vô Song có thể trở về. Khương Phàm. Đôi mắt sáng tỏ của Kim Vô Song có chút ngưng lại, nhìn chằm chằm đỉnh núi cách đó không xa. Nơi đó có hắc ám cuồn cuộn, tinh quang sáng chói. Một con to mỏng cự ngạc bảy màu đang lắc đầu vẫy đuôi đi tới. Đến rồi. Kim Hình Đạo thể hiện nghiêm trọng, tên điên này lại còn muốn phục kích bọn hắn. Kim cô nương, chơi rất tận hứng nhỉ. Khương Phàm cưỡi long cốt cự ngạc đi đến cười cười chào hỏi. Ta chơi đặc biệt tận hứng, nhìn ngươi giống như không quá hứng thú, còn chưa bắt đầu liền chạy. Ta chạy vào trộm bảo bối của người ta, đã rất vô sỉ, làm sao còn có thể lại đánh chủ nhân được đây? Có thể chạy đương nhiên là phải chạy rồi. Không giống những hoàng đạo các người đây, da mặt thật là dày, làm việc thật là không coi trọng. Người ta mở cửa đón khách, các ngươi là lại trộm lại đoạt, người ta xua đuổi, các ngươi còn ngao ngao muốn đánh muốn giết. Khương Phàm ta chỉ là cường đạo, nhưng các ngươi, ha ha, không bằng súc sinh. Khương Phàm cười ha hả chào phúng Kim Vô Song. Thế giới mới bị vỡ nát địa tầng, dẫn phát tai nạn, khiến mấy trăm đến hơn ngàn vạn người gặp nạn. Bọn chúng cần trả giá đắt. Ô ô ô, người đây là tới làm sứ giả chính nghĩa rồi. Đồ ăn cướp được đâu, có phải ngươi muốn phân chia cho người chịu khổ gặp nạn ở bên ngoài hay không? Được rồi, nếu muốn làm sói, liền làm sói rất thẳng thắn, khoác ra dê cái gì chứ, dở dở ương ương, làm trò hề, mất mặt xấu hổ. Ngươi là một tên tội nhân hoắc loạn chiến tranh thương huyền, có tư cách gì bình phán người khác? Ta bình phán ngươi rồi. Ta là đang mắng người đấy, nghe không hiểu tiếng người. Người phách lối cái gì, người đã chết qua một lần, sống lại vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, ta chết lúc nào, người không biết, nhưng người chết khi nào thì do ta đến định. Khương Phàm hoạt động bả vai, kích thích lên minh mông yêu hỏa. Long cốt cự ngạc mãnh liệt đong đưa, ngẩng đầu phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, một mảnh ánh sáng lộng lẫy như hoắc loạn càn khôn bao phủ dãy núi. Sinh tử của ta. Ngươi định không được, nhưng ta sẽ nhìn ngươi chết ở chỗ này. Mặt ngoài áo giáp màu vàng óng của Kim Vô Song đột nhiên hiện ra ánh sáng tinh thần, sau một khắc, tinh quang mãnh liệt che mất nàng, kéo nàng biến mất vào thâm không. Kim Hình Đạo cũng bắt lấy bả vai Kim Vô Song ngay đầu tiên, biến mất trong hư không. À, nương môn nhi này còn mang theo vũ khí không gian, trách không được dám mạo hiểm tới đây. Khương Phàm thể hiện cứng đờ, cứ chạy như vậy. Chạy. Bảo bối của ta a. Long cốt cự ngạc còn chuẩn bị tẩy sạch con quỷ nhỏ này. Nhanh nhanh nhanh, tìm đến kẻ kế tiếp. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo còn không có chạy xa, đuổi kịp một kẻ nhìn xem có bảo bối hay không. Khương Phàm tranh thủ thời gian thúc giục. Những này hoàng tộc hoàng đạo đa phần đều là tập kích tổ Nguyên Sơn, nói không chừng trong tay ai đó liền nắm số lượng lớn bảo bối. Liệt diễm lao nhanh, vượt qua trời cao, dung nham sền sệt như màn mưa đổ đầy trời. Nhóm lửa cây rừng, dung thực núi cao. Một đám quái ngư xích hồng như máu đang chạy trốn, bọn chúng giống như là cá mập to lớn lại có hai cánh, như cá lại như chim. Lân giáp toàn thân giống dung nham đang chảy xuôi làm cho không gian đều muốn vặn vẹo. Nhanh nhanh nhanh, rời khỏi nơi này, chớ bị đuổi kịp. Thế giới mới bắt đầu phản kích, chúng ta không cần ở chỗ này lâu thêm, trực tiếp rời khỏi. Số lượng lớn nam nữ tử mang theo trọng giáp cưỡi trên quái ngư. Lo lắng thúc giục, còn tấp nập quay đầu nhìn quanh cấm khu. Bọn hắn là hoàng tộc đến từ thần khắp chi hải, bộ lạc dung nham. Quái ngư chính là hỏa viêm ngư sinh sống bên trong thế giới dung nham dưới đáy biển. Hòn đảo của bộ lạc dung nham là hòn đảo khổng lồ nhất thần khắp chi hải, khoảng cách dài nhất có thể đạt tới ngàn dặm, mà còn trực tiếp xuyên suốt cùng thế giới dung nham dưới đáy biển. Tại thần khắp chi hải mênh mông, thực lực tổng hợp của bọn hắn không thể nghi ngờ là có thể xếp vào 5 vị trí đầu, tồn tại tương đương như bá vương. Nhưng ở nơi này, bọn hắn không dám khinh thường. Dù sao đã có được bảo bối, không cần thiết lại xen vào. Này, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn đi qua chỗ này thì để lại tiền qua đường. Cùng với tiếng gào thét phách lối, một con cá sấu mập màu sắc rực rỡ dáng vẻ lưu manh từ trong tinh không lao ra, ngăn cản đường đi của hỏa viêm ngư. Ngọa tào, Khương Phàm. Trái tim các nam nữ tử bên trên hỏa viêm ngư đều giật giật liên hồi,
vội vàng khống chế hỏa viêm ngư lại. Bầy hỏa viêm ngư hung tàn không dám phách lối, con cá sấu kia chính là Thiên Long ngụy trang. Trước mặt bằng hữu, còn nhớ rõ những lời ta từng nói không? Từ hôm nay trở đi, bất kể là ai đụng phải ta, đều nhất định phải lập tức cho thấy thái độ. Khương Phàm đưa tay nhấc lên liệt diễm ngập trời, kịch liệt cuồn cuộn, phần thiên diệt địa, diễn hóa thành hình dáng Chu Tước Dương cánh gáy to, giống như là thần linh đang thức tỉnh, quan sát cường giả bộ lạc dung nham cùng bầy hỏa viêm ngư. Chúng ta không có ác ý gì đối với ngài. Bộ lạc dung nham nhiếp tại sự uy hiếp của Khương Phàm và cự ngạc, không thể không cho thấy thái độ. Khương Phàm cười nói, rất tốt, không tệ, sau này sẽ là bằng hữu. Xảy ra chuyện gì thì cứ nói với ta bảo kê các ngươi. Đám người của bộ lạc dung nham giật giật khóe mắt, chúng ta chỉ là thỏa hiệp, chưa hề nói làm bằng hữu với ngươi, thiên hạ này ai dám làm bằng hữu cùng tên điên ngươi đây, sống đủ rồi à? Tới đi, giao tiền ra. Khương Phàm lắc lắc ngón tay. Giao tiền gì? Nó vừa mới kêu các ngươi không nghe rõ. Tiền qua đường. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu là bằng hữu, tiền qua đường là tiền qua đường, đừng nói nhảm, giao tiền. Ngài muốn bao nhiêu? Trong lòng bộ lạc dung nham dần phiền muộn, cho tới bây giờ đều là bọn hắn cản đường cướp bóc, hoành hành bá đạo, lúc nào lại bị người ta khi nhục qua như thế? Nhẫn không gian, ném toàn bộ qua đây. Toàn bộ. Đây là mua đường sao? Đây là mua mạng. Tùy ngươi hiểu ra sao, nhanh. Cho một nửa được không? Chỉ có thể qua một nửa. Để cho chúng ta giữ một cái. Chỉ cần các ngươi không sợ thú triều phía sau đuổi tới, có thể từ từ, ta không nôn nóng. Mặt mũi đám người bộ lạc dung nham tràn đầy bi phẫn, nhất là những người ở phía trước kia, thân thể đều đang run rẩy. Bọn hắn đúng là vơ vét rất nhiều bảo bối trong thế giới mới, nhất là thu hoạch bên trong tổ nguyên sơn càng từng để bọn hắn cuồng hoan vài ngày. Ai cũng đừng nghĩ giấu nhẫn, đại gia ta đang tiếp cận các ngươi. Đại tặc mãnh liệt đung đưa cơ thể to béo, run run lên long khí ngập trời, bên trong hiện ra lít nha lít nhít long ảnh, như là lúc nào cũng có thể bổ nhào đi qua. Dưới sự liên hợp áp bách của Chu Tước cùng Thiên Long, cuối cùng người của bộ lạc dung nham vẫn thỏa hiệp. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Khương Phàm thu toàn bộ nhẫn không gian lại, cười cười lui về trong hư không, liên chiến chỗ chiến trường tiếp theo. Tên hỗn đản trời đánh. Người của bộ lạc dung nham cuồng loạn chửi mắng. Vốn đang chuẩn bị rời khỏi, bây giờ còn thế nào có mặt mũi để trở về. Khương Phàm liên chiến khắp nơi, thành công ăn cướp được 5 cường tộc, cuối cùng gặp phải thú triều do đằng xà xuất lĩnh. Vì để che giấu bí mật hai bên hợp tác, dưới chỉ lệnh bí mật của lân trùng hư không, đằng xà đã tấn công đối với Khương Phàm. Khương Phàm rất phối hợp, cưỡi cự ngạc ngang nhiên nghênh kích. Đánh đến thiên hôn địa ám. Khủng bố tuyệt luân, hơn 1000 dặm núi sông đều biến thành đất bằng, cũng khiến cho số lượng lớn cường tộc đang đảo vong chú ý. Những cường tộc bị đánh cướp kia đứng ở đằng xa mà gào to, hận không thể là đằng xa để có thể giết Khương Phàm. Nhưng rất bất đắc dĩ, Khương Phàm liên hợp cự ngạc thành công đánh lui đằng xa không có dây dưa, xuất lĩnh đội ngũ liên chiến đến những vị trí khác. Mau nhìn xem có tốt bảo bối gì. Long cốt cự ngạc kích động thúc giục Khương Phàm. Ngươi gấp cái gì, bây giờ liền muốn tiến đến Thánh Hoàng sao? Thánh Vương tiến Thánh Hoàng không phải dễ dàng như vậy, vậy cần thần vật kích thích. Người đó, trước tiên làm chắc cảnh giới Thánh Vương, lĩnh ngộ được tất cả truyền thừa, lại nắm giữ tốt tinh túy truyền thừa. Nhất là vấn đề huyết mạch, nhất định phải bảo đảm giữa cự long cùng thiên long thông thuận quá độ, không được để lại tai họa ngầm, ảnh hưởng đến trưởng thành sau này của ngươi. Khương Phàm nhắc nhở cự ngạc an tâm chớ vội. Cự long biến đổi đến thiên long xác thực rất phức tạp, nếu như không thể triệt để hoàn toàn hóa thành thiên long, sau này thật có khả năng dừng bước tại Thánh Hoàng. Ta không nôn nóng, ta là kiếm chút cho đại vương bát. Cự ngạc ngoài miệng khiêu khích đại vương, nhưng trong lòng vẫn nhớ mong đến nó, dù sao cũng đều là huynh đệ cùng đi ra, há có thể chạy trước huynh đệ kết nghĩa ném đến phía sau không để ý. Đại vương sao, không thể thiếu nó. Khương Phàm cười cười. Triệu ra toàn bộ nhẫn không gian bên trong thông thiên tháp. 5 chi đội ngũ, tất cả đều là hoàng tộc đội ngũ, tổng cộng hơn 40 chiếc nhẫn không gian. Các ngươi đi ăn cướp. Đông Hoàng Như Yên mới ra đến liền bị nhẫn không gian sáng rực đầy đất kích thích.
Đây là nghề kiếm sống đứng đắn của đoàn cướp bóc, Như Yên cô nương, đến lượt ngươi ra tay, đều móc đồ bên trong ra. Ngươi xem ta là cái gì rồi? Ta là cô nương đứng đắn, không làm loại chuyện lén lút này. Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng, nhanh. Ngươi nghe không hiểu ta sao? Ta không làm loại chuyện này. Ta biết, nhanh. Đông Hoàng Như Yên mím môi phiền muộn một lát, vẫn cầm lên một cái nhẫn không gian, lợi dụng năng lượng không gian cưỡng ép kéo đổ bên trong đi ra. Kết quả, đầy đất đều là áo lót quần đùi, mấy loại đan dược giải rác. Khương Phàm thể hiện xấu hổ. Đây cũng là cái cô gái thích sạch sẽ mà. Đây đều là thứ gì đồ chơi, tất cả đều là tấm vải. Cự Ngạc đụng cái đầu to qua đến, há mồm lại chửi, áo lót bay lên tứ tán, đối diện treo ở trên mặt Như Yên. A a a, đại phì ngư ngươi, lui ra phía sau thành thật một chút. Đông Hoàng Như Yên thét lên, mặt mũi xấu hổ mà đỏ lên. Khương Phàm nói, đại tặc, đừng quấy rầy Như Yên cô nương làm việc, lui ra phía sau chút. Đông Hoàng Như Yên bắt đầu dần dần thanh lý nhẫn không gian. Không hổ là đội ngũ hoàng tộc, bên trong xác thực tồn trữ đồ rất tốt, cũng có linh thảo linh quả bọn họ vơ vét trong thế giới mới. Nhưng thứ thật sự để Khương Phàm vui mừng chính là bọn hắn rất nhanh từ trong nhẫn không gian, tìm ra từng viên bảo bối giống như trứng vàng, chiếu sáng rạng rỡ, sinh cơ cuồn cuộn, quanh quẩn âm thanh ù ù của sóng biển. Đây là bảo bối gì? Bọn hắn liếc mắt nhìn ra trứng vàng bất phàm, rất có thể là đến từ tổ Nguyên Sơn. Sẽ không lại là trứng đấy chứ? Cự Ngạc lại gần, quả trứng vàng giống như cối xay trong mắt nó lại giống như là hạt gạo. Không phải ngươi hiểu nhiều lắm sao, có thể nhìn ra tới cái gì không? Đông Hoàng Như Ảnh liếc mắt nhìn Khương Phàm. Ta xem một chút. Khương Phàm nhìn chằm chằm trứng vàng, cẩn thận nghiên cứu, mà giọng Đan Hoàng đã vang lên trong đầu. Chẳng lẽ là dịch hải linh mà kim thiềm kết tinh? Thứ này cùng bất lão tuyển của Huyền Quy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thuộc về linh dịch truyền thừa của bộ tộc Bích Hải Kim Thiềm. Bích Hải Kim Thiềm tương đương với linh thú trong hải dương, xen vào giữa yêu tộc cùng linh tộc, bình thường linh mạch hội tụ ở trong đáy biển. Nói là linh tộc, là bởi vì bọn chúng là do linh mạch dựng dục ra, có đặc chất linh tộc. Nói chúng nó là yêu tộc, là bởi vì sau khi bọn chúng sinh ra còn có thể thông qua giao hợp sinh sôi hậu đại. Ta có thể nói như vậy, trong 13 nơi hải dương của thế giới, thậm chí là một ít đất liền trong hải dương, phàm là đỉnh cấp linh mạch vượt qua 10 vạn dặm, đều có thể từ bên trong đào ra hàng ngàn hàng vạn bích hải kim thiềm. Bọn chúng sinh ra từ trong linh mạch, cũng đời đời thủ vệ linh mạch, thậm chí còn có thể hấp thu tinh hoa hải dương, tẩm bổ linh mạch, cam đoan linh mạch vĩnh hằng bất hủ. Tẩm bổ linh mạch, đồng thời cũng sẽ hấp thu năng lượng bên trong linh mạch, bồi dưỡng được kim thiềm dịch. Chỉ có sinh ra ra kim thiềm dịch, mới có thể giao hợp sinh sôi giống như yêu thú. Kim thiềm dịch vượt qua vạn năm, sẽ còn lắng đọng ra kết tinh quý giá, những kết tinh này có thể bảo đảm Bích Hải Kim Thiềm biến đổi huyết mạch, trở nên cực kỳ cường đại. Tóm lại, Bích Hải Kim Thiềm là chủng linh vật rất thần kỳ. Sở dĩ ta biết là bởi vì đã từng may mắn từng chiếm được một viên kết tinh, là lúc trước Hải Hoàng cho ta. Khương Phàm kích động, quả nhiên gặp được bảo bối tốt. Linh mạch dưới đáy biển ngưng tụ linh dịch kết tinh lắng đọng lại, đây quả là đỉnh cấp bảo dược, nó có công hiệu đặc thù gì sao? Bên trong kết tinh có được tinh hoa hải dương cực kỳ thuần túy, cũng có được sinh cơ để linh tộc có thể kéo dài sinh sôi cường thịnh, đối với võ giả hải dương linh văn mà nói, thật đúng là bảo dược cực phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiệu quả cụ thể không dễ miêu tả, ta nói như thế này cho ngươi vậy, đối với hải dương linh văn mà nói, một viên kết tinh như thế này, bù đắp được 10 viên thánh đan. 10 viên thánh đan. Khương Phàm hít vào một hơi, làm luyện đan sư, hắn biết rõ giá trị của thánh đan, vậy mà thứ này lại có thể chống đỡ tới 10 viên. Đưa thứ này cho Dương Biện và Lý Hoàng, không có gì thích hợp bằng. Đại kình ngư thật có phúc khí. Khương Phàm nghĩ tới đây, lắc đầu cười cười. Thì ra ngươi Khương Phàm cũng có thứ không biết sao. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn không được mà trêu ghẹo một câu. Không tệ không tệ, tiếp tục giữ vững. Khương Phàm nhíu mày. Giữ vững cái gì? Ngươi cũng sẽ nói móc người khác, cuối cùng có chút khói lửa nhân gian. Ngươi! Kiều Nhan Đông Hoàng Như Ảnh sau mạng che mặt hiện ra vài tia xấu hổ hiếm thấy. Đừng khi dễ tỉ tỉ của ta. Đông Hoàng Như Yên tranh thủ thời gian ngăn ở giữa hai người. Ta là đang khen tỉ tỉ cô.
Khương Phàm nâng trứng vàng lên, thu vào thông thiên tháp. Biết Bích Hải Kim Thiềm không? Đây là kết tinh do Kim Thiềm dịch lắng đọng. Ngươi lại biết? Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc nhìn hắn, người này thật đúng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác rồi. Kim Thiềm dịch là Bích Hải Kim Thiềm hấp thu linh mạch Hải Dương cùng nguyên lực Hải Dương lắng đọng ra linh dịch truyền thừa, mà kết tinh như thế này, chỉ có thể xuất hiện ở vạn năm bên trong Kim Thiềm dịch, mỗi viên đều là tinh hoa đất trời. Đối với bất cứ sinh linh Hải Dương nào mà nói, đều là tuyệt thế linh túy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau khi Khương Phàm giới thiệu sơ lược liền thu sạch 5 viên kết tinh vào thông thiên tháp. Tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem còn có cái gì tốt. Ngươi thật sự biết, không phải là nói bừa đấy chứ. Đông Hoàng Như Yên hồ nghi nhìn Khương Phàm, tiếp tục điều tra nhẫn không gian. Cũng không lâu lắm, bọn hắn từ bên trong một chiếc nhẫn tìm ra một cái tử kim hồ lô đẹp đẽ, thoạt nhìn như là tinh kim rèn đúc vũ khí, mặt ngoài còn trải rộng đường vân phức tạp khó hiểu, nở rộ ánh sáng, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra phía ngoài, còn tạo nên gợn sóng không gian thần kỳ. Đông Hoàng Như Yên tiện tay liền muốn ném đi, nhưng Đan Hoàng từ đầu đến cuối vẫn đang quan sát phía ngoài đột nhiên lên tiếng. Đạo văn hồ lô. Khương Phàm tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian đỡ lấy tinh kim hồ lô muốn rơi xuống, rơi vào trong tay chịu nặng, lấy Khương Phàm đều cảm nhận được lực lượng đến ép tay, giống như nặng đến mấy ngàn cân. Đồ tốt sao? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn Khương Phàm. Khương Phàm suy nghĩ. Đây là đạo văn hồ lô. Đạo văn hồ lô là cái gì? Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc, người này thật chẳng lẽ cái gì cũng đều biết sao? Nàng một mực ở trong thiên cung, ngoại trừ lĩnh hội võ pháp hư không thì chính là đọc qua tư liệu điển tịch, không nói không gì không biết, cũng coi là bác học, chỉ ít trong những người đồng lứa, nàng được xem là người hiểu biết rất nhiều. Nhưng ở trước mặt Khương Phàm, nàng lại xuất hiện một loại cảm giác vô tri. Cái tên điên chiến tranh này mỗi ngày trừ chiến đấu thì chính là đang trên đường chiến đấu, cũng không thấy bưng lấy sách thật dày chăm chú xem gì cả, làm sao cái gì cũng đều biết được thế này. Đan Hoàng xuyên qua ý thức Khương Phàm, sau khi cẩn thận quan sát lại kinh ngạc nói. Thật đúng là đạo văn hồ lô. Khương Phàm bị đôi mắt kinh ngạc lại mang theo chút sùng bái của tỷ muội Đông Hoàng nhìn mà cảm thấy ngại ngùng, lặng lẽ hỏi Đan Hoàng. Sư phụ, đây lại là vật tốt gì? Cái này thật đúng là đồ tốt. Đan Hoàng trầm mặc, xác định mình không nhìn lầm, nói. Đây không phải là vũ khí được rèn luyện chế tạo, mà là một loại thực vật thai nghén tên là Đại Đạo Linh Đằng. Nói đến đây, Đại Đạo Linh Đằng cùng Đại Đạo Thánh Thụ trong truyền thuyết lại có chỗ giống nhau, đều có liên quan cùng võ đạo truyền thừa. Khác biệt chính là, Đại Đạo Thánh Thụ là có thể lắng đọng truyền thừa, Đại Đạo Linh Đằng Hồ Lô thì là dung nạp truyền thừa. Đơn giản mà nói thì Đại Đạo Thánh Thụ có thể hấp thu truyền thừa của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, kết xuất linh quả truyền thừa, chỉ cần dùng liền có thể đạt được loại truyền thừa này. Đại Đạo Linh Đằng lại giống như là vũ khí, có thể thông qua đạo ngấn ở mặt ngoài, tiếp nhận uy lực truyền thừa của ngươi, cũng tại thời điểm cần thiết mà thả ra ngoài. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Ta nghe không quá hiểu. Dùng ngươi để ví dụ, ngươi có thể ngươi dung nhập chu tước truyền thừa vào bên trong đạo ngấn hồ lô. Lại sung túc rót chu tước yêu hỏa vào trong hồ lô. Cứ như vậy, đạo ngấn hồ lô tương đương với một tiểu chu tước đang ngủ say. Tại thời khắc cần thiết, chỉ cần ngươi thôi động ý niệm, đạo ngấn hồ lô liền có thể trong thời gian rất ngắn thức tỉnh lại, triệu tập yêu hỏa trong hồ lô, trùng kích đạo ngấn mặt ngoài, tất cả chu tước truyền thừa của ngươi. Toàn bộ được thả ra ngoài, nghe rõ ràng, là toàn bộ. Nếu như các loại truyền thừa của ngươi như chu tước bác thiên thuật, chu tước phục thiên thuật, chu tước liệt ngục thuật, đều dung nhập đạo ngấn, thời khắc mấu chốt, hồ lô liền có thể ngay lập tức đánh đi ra toàn bộ ba loại truyền thừa. Phóng thích đồng thời ba loại truyền thừa, bảo bối này thật lợi hại, tuy nhiên thực lực của ta có thể so với thánh vương cảnh, nó có thể phát huy ra hiệu quả như thế. Cái này phải nhìn tình huống trưởng thành của hồ lô, còn có quá trình luyện chế cuối cùng. Còn có thể luyện chế. Đạo văn hồ lô không chỉ là vũ khí trời sinh, mà tính dẻo dai còn rất mạnh. Tại thời cổ đại, không chỉ có nhân tộc nóng lòng bồi dưỡng Đại Đạo Linh Đằng, hai tộc yêu ma còn phụng nó như chí bảo, đỉnh cấp đạo văn hồ lô còn có thể bán với giá trên trời. Ta nhớ không lầm, đạo văn hồ lô thai nghén từ lúc thiên địa ban sơ kia, trực tiếp liền có thể khắc xuống truyền thừa thần cấp, là siêu cấp thần binh hàng thật giá thật. Đáng tiếc, đạo văn hồ lô có bệnh chung với linh vật đồng loại, chính là độ khó thai nghén cực lớn, cần lắng đọng hơn mấy ngàn vạn năm,
thậm chí là mười mấy vạn năm, thật hao không nổi. Đan Hoàng lắc đầu, thế lực có thể truyền thừa vạn năm đã là khó có được, có mấy cái có thể truyền thừa mười mấy vạn năm. Cho nên mặc dù tiên thiên linh vật cường hoành biến thái, nhưng thật không có mấy cái có thể lưu truyền xuống, trừ phi là thế giới mới mai táng thời gian vô tận như thế này, lại cam đoan hoàn cảnh diễn biến tự nhiên đặc biệt. Ngài biết làm sao luyện chế không? Khương Phàm mừng rỡ vuốt vuốt đạo văn hồ lô trong tay, không thể không lần nữa nói một câu xúc động, thế giới mới thật sự là nơi tốt. Rất đơn giản, dùng luyện thiên đỉnh rèn luyện, kiếp trước ta từng rèn đúc qua một cái. Luyện thiên đỉnh còn có thể rèn đúc vũ khí. Vũ khí bình thường khẳng định không được, nhưng đạo ngấn hồ lô rất đặc thù, chỉ cần lặp đi lặp lại rèn luyện liền có thể làm được. Sư phụ, ngài nhìn hồ lô này thế nào, có tiềm lực chế tạo thành vũ khí cấp thánh vương không? Hẳn là có thể, hồ lô có thể dùng trực tiếp, cái gọi là luyện chế là hai lần thăng hoa, có thể thăng hoa tới trình độ nào, liền xem ai đến luyện chế ra. Có thể liên tục sử dụng không? Nếu như là trong phạm vi chịu đựng, đạo văn hồ lô có thể liên tục phóng, nhưng nếu như tấp nập khắc xuống đỉnh cấp truyền thừa, đạo ngấn hồ lô đến cực hạn sẽ vỡ vụn. Khương Phàm đang cùng Đan Hoàng giao lưu, tỉ muội Đông Hoàng như ảnh đứng ở bên cạnh càng nhìn càng cảm thấy quái dị. Gia hỏa này rốt cuộc là đang tự hỏi. Hay là đang biên cố sự? Cần lâu như vậy sao? Thói quen thôi. Long cốt cự ngạc rất có kiên nhẫn, nó đã thành thói quen. Mỗi lần gặp được một ít chuyện cổ quái kỳ lạ, Khương Phàm đều giơ đầu lên phát ngốc một hồi, sau đó tựa như được thanh tịnh sáng suốt, biết tất cả mọi chuyện. Hồ lô này giống như vừa hái xuống. Khương Phàm đột nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian thúc giục Đông Hoàng Như Yên. Mau nhìn trong những nhẫn không gian khác có dây leo hay không. Ngươi còn chưa nói đây là cái gì. Hồ lô do đại đạo linh đằng kết xuất, đạo ngấn mặt ngoài có thể chứa đựng lực lượng truyền thừa. Nó hẳn là vừa hái xuống gần đây, mau nhìn xem bọn hắn có cùng rút linh đằng ra hay không. Đại đạo linh đằng lại là cái gì? Cô tìm, ta giới thiệu. Khương Phàm giải thích xong bí mật của linh đằng cùng hồ lô, lại lần nữa rước lấy ánh mắt quái dị của Đông Hoàng Như Ảnh, lại có loại xúc động muốn đụng chút đầu của hắn. Đông Hoàng Như Yên lật đến cuối cùng, phát hiện không ít bảo bối, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới bất cứ linh đằng gì. Nhưng may mắn tìm được hai cái hồ lô khác, mà đều tương xứng với cái ban đầu kia. Bọn ngu xuẩn này chỉ là hái được hồ lô, không có rút linh đằng ra. Khương Phàm lập tức cưỡi long cốt cự ngạc, một lần nữa điều tra tổ nguyên sơn. Sau 8 ngày, khi thế giới mới càng ngày càng loạn, rốt cuộc Khương Phàm cũng tại phát hiện đại đạo linh đằng trên một ngọn tổ nguyên sơn nguy nga. Nhưng khi đến nơi này hắn mới hiểu được vì sao lúc ấy đám kia hoàng tộc không có cùng mang linh đằng đi. Thì ra là ở trong tổ nguyên sơn. Tại một chỗ sườn núi cao hơn 3.000 mét có một vết nứt thô to, nói là vết nứt, nhưng càng giống hố sâu hơn, đại đạo linh đằng liền cắm rễ ở trong đó, mà còn là rất rất sâu, giống như đều chui vào nội bộ tổ nguyên sơn. Chiều dài lộ ở bên ngoài chỉ ngắn ngủi có mấy chục mét, rõ ràng bị đám kia cường giả hoàng tộc tàn nhẫn kéo đứt, vỏ cây chóc ra, chảy xuôi chất lỏng sền sệt như máu, nhưng cuối cùng vẫn không có rút ra. Có thể thấy được cắm rễ rất sâu. Khương Phàm sẽ không bỏ qua đồ tốt như vậy, hắn cùng cự ngạc điên cuồng va chạm tổ nguyên sơn, muốn đụng ra vết nứt càng sâu, rút ra toàn bộ sợi đằng già. Nhưng, tổ nguyên sơn cùng minh mông bình chướng trên khung trời lại hòa làm một thể, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không lay động được tổ nguyên sơn, càng không tìm tới rễ già của linh đằng. Ta thử một chút. Đông Hoàng Như Ảnh nhanh nhẹn bước về phía trước. Cô chỉ là bán thánh. Càng không lay động được. Nếu như ta có thể lấy ra, người chia đạo ngấn hồ lô cho ta cùng muội muội một người một cái. Cô thử trước một chút xem. Khương Phàm cũng không ôm hy vọng, tổ nguyên sơn dung hợp cùng pháp trận rất triệt để, cũng không phải năng lượng không gian có thể cưỡng ép di chuyển. Nhưng, dưới ánh mắt trực nhìn của Khương Phàm cùng cự ngạc, thao tác nhu hòa của Đông Hoàng Như Ảnh mang ra lưu quang không gian, thấm vào trong cái khe trên ngọn núi, sợi đằng già cắm rễ mấy ngàn mét thật sâu. Một chút xíu đã được kéo đi ra. Thật giống như bôi trơn. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra. Còn có thể làm như thế. Khương Phàm lúng túng, làm sao lại không nghĩ tới chứ. Thành giao. Khuôn mặt Đông Hoàng Như Ảnh sau mạng che mặt khó có được toát ra mấy phần hoạt bát. Tuy nhiên rất nhanh đã khôi phục bộ dáng thanh lãnh. Thành giao, thành giao. Khương Phàm mừng rỡ nhận lấy sợi đằng già,
nếu bảo bối này đã nằm dài trong tổ nguyên sơn, khẳng định cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, đưa về thế giới ngũ hành của An Nhiên, tiếp tục tẩm bổ, lập tức có thể phong phú thế giới ngũ hành, lại có thể kích phát tiềm lực linh đằng, kết xuất càng nhiều đạo văn hồ lô. Ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Đầu tiên là cửu khiếu thông linh thụ, sau đó là thôn thiên yêu hoa, bây giờ lại lấy được đại đạo linh đằng, An Nhiên thật có khả năng vui mừng ôm hắn hung hăng hôn mấy cái. Nghĩ tới đây, Khương Phàm lại cười hắc hắc. Đông Hoàng Như Yên ở bên cạnh nhìn đến nhíu chặt mày lên, gia hỏa này luôn cười ngây ngô cái gì, thế nào lại thấy có chút hèn mọn cơ chứ? Trong hư không, hai hài đồng trên lưng lân trùng hư không đang theo dõi Khương Phàm lại bắt đầu tranh luận. Chúng ta để lại một bộ phận bảo vật trên tổ nguyên sơn, là muốn kích thích tất cả hoàng tộc hoàng đạo tự giết lẫn nhau, không phải thật sự muốn để bọn hắn mang đi nơi. Nam hài tà khí vô cùng bất mãn hành vi cướp bóc của Khương Phàm, bảo bối ở tổ nguyên sơn đều bị hắn càn quét mấy lần. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, cho phép hắn mang đi mấy cái. Ta đồng ý chỉ có cửu khiếu thông linh quả. Cho thêm mấy cái cũng không sao. Ai nói không sao, bảo bối nơi này đều là tồn tại trước khi đại lục trầm luân, đều là tuyệt thế linh bảo. Hắn càng mạnh, hấp dẫn lực chú ý càng lớn, nơi này càng an toàn. Bỏ ra chút ấy, vẫn đáng giá. Không nên tức giận, gần đây lại có mấy thế lực cấp hoàng đạo tiến đến, thế giới mới càng ngày càng náo nhiệt. Yêu đồng cười ha hả nhìn ra bên ngoài, không thèm để ý ánh mắt lạnh lẽo thấu xương kia của giới chủ chút nào. Nếu như ngày nào đó trong tương lai ta thật sự có thể lên trời chứng đạo, thế giới mới cư công chí vĩ. Khương Phàm cố ý hô to, không biết có phải cường giả ở thế giới mới đi theo hay không, cứ cho thấy thái độ trước lại nói. Nếu không phải vậy, hắn thật sợ thế giới mới ngăn chặn hắn, bảo bối tới tay hắn đều vơ vét trở về. Thế giới mới thật khẳng khái nhỉ. Đan Hoàng đều có chút không có ý tứ, dù sao nếu đổi lại là hắn, như bảo bối tương đương với chí bảo trấn tộc giống như thế này hắn thật sẽ không dễ dàng tặng cho người khác. Không rõ, thật không rõ. Đông Hoàng Như Yên lắc đầu, vận khí của người này quá tốt rồi, cơ duyên một cái lại tiếp một cái, làm sao lại không có bị tỷ tỷ ảnh hưởng chứ? Uy, tiểu nha đầu, có hứng thú gia nhập với chúng ta hay không? Đại tặc đột nhiên tiến đến trước mặt Đông Hoàng Như Yên, như tên trộm, hỏi. Có ý gì? Đông Hoàng Như Yên hơi nhíu mày lại, thoáng lui lại mấy bước, gia hỏa này không biết mình lớn bao nhiêu sao. Luôn luôn đụng ở bên cạnh, nàng thật sợ gia hỏa dữ tợn này một ngụm nuốt mất nàng. Đoàn cướp bóc hoàng thất chúng ta thiếu nhân tài như ngươi. Đại tặc hưng phấn mà nhìn Như Yên, vừa mới nhìn thấy tỉ muội các nàng dùng lực lượng không gian lấy linh đằng ra, trong lúc bất chợt liền lóe lên linh quang, nếu như kéo Đông Hoàng Như Yên vào băng, đoàn cướp bóc khẳng định sẽ được tăng thực lực nhiều. Đến lúc đó, hắn chủ công, đại vương chủ phòng, tặc điểu đánh lén, cầm thú áp trận, lại đến thêm không gian linh văn tùy thời chuẩn bị chạy trốn, ha ha, tuyệt. Đi ra, Đông Hoàng Như Yên phiền muộn, ta vốn là kiều nữ thiên cung. Há có thể làm thổ phỉ cùng ngươi? Các ngươi từng kẻ là con rùa lại là con cá, ta còn có lấy được chồng hay không? Suy nghĩ một chút nha, không gian linh văn cứ hoang phế như vậy, thực sự đáng tiếc. Ai nói ta hoang phế? Chớ ồn ào, chúng ta tiếp tục ăn cướp. Khương Phàm đang muốn khởi hành rời khỏi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên bay lên không nhìn phương xa. Khương Phàm bất chợt cảnh giác không có dấu hiệu nào không chỉ có hù dọa Như Yên. Cũng khiến cho yêu đồng trong hư không chú ý của bọn hắn. Khương Phàm cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Vừa mới trong chớp mắt, ý thức của hắn đột nhiên hoảng hốt, như đặt mình vào tinh không mênh mông, tinh thần lấp lóe, tinh hà phiêu miểu, mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh trăng chuyển, dưới thân thì sơn hà rộng lớn là vô biên vô tận. Nhật nguyệt tinh thần đại táng cùng sơn hà đại táng thức tỉnh không có dấu hiệu nào. Mà tại giữa khung trời mênh mông cùng đại địa rộng lớn, không gian lại chậm rãi trống lên, giống như là năng lượng vô hình đè sơn hà đang chập trùng lại, nhấc lên tinh không vô tận. Không gian mông lung như hỗn độn sơ khai, như huyền hoàng sơ định. Thiên địa đại táng. Khương Phàm kinh dị qua đi, toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt. Cái này hiển nhiên là đệ nhị táng bên trong chư thiên lục táng, thiên địa đại táng. Hắn lại có thể gặp đại táng truyền thừa mới tại nơi này. Thiên địa đại táng sao? Nếu như có thể cướp đoạt dung hợp, đại táng tự nhiên trong chư thiên lục táng liền tập hợp đủ toàn bộ.
Cái này chẳng phải cơ hội để hắn trùng kích cảnh giới Thánh Vương, thậm chí là khiêu chiến Thánh Hoàng. Thiên địa đại táng xuất hiện. Đan Hoàng kinh ngạc, đại táng tự nhiên trong chư thiên lục táng, chính là Sơn Hà, thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, vậy mà lại để Khương Phàm toàn đụng phải, đây là số mệnh sao? Là ai? Thiên địa đại táng rơi xuống trong tay ai rồi? Khương Phàm phấn chấn nói nhỏ, một vị tán tu nào đó, hay là hoàng tộc thế lực? Có thể tiếp quản thiên địa đại táng, nhất định là linh văn đặc biệt có được năng lượng hủy thiên diệt địa. Nơi đó có cái gì? Bạch Tai dõi mắt nhìn ra xa, nhưng không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi làm sao thế? Bọn người Đông Hoàng Như Ảnh cũng đều nhao nhao nhìn về phương xa, nhưng không chỉ không thấy được cái gì, mà cũng không có cảm giác được năng lượng đặc thù. Cơ duyên của ta tới, các ngươi đều vào trong thông thiên tháp đợi đi, đại tặc, theo ta xuất chiến. Khương Phàm không để ý đến tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh đang kiên trì, cưỡng ép thu hồi vào thông thiên tháp, cưỡi cự ngạc liền vào tới. Hắn bị cái gì kích thích? Trong hư không yêu đồng cùng giới chủ ngừng gây gỗ lại, cũng tò mò đi theo. Ở bên ngoài hơn 1.000 dặm, lôi vân bạo động đè ép dãy núi, đen nhánh khủng bố, giống như là một ngọn lôi sơn hùng vĩ ầm ầm di động tại khung trời, tràn ngập áp bách hít thở không thông. Không chỉ có các kẻ sông gần đó vào nhau nhau rời xa, mà ngay cả thú triều phát hiện lôi vân, cũng được Kim Sĩ Thiên Bằng dẫn đầu rút lui. Lôi vân cuồn cuộn, kéo dài trăm dặm, xuyên qua lôi quang không ngừng bùng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một con cự hùng khỏe mạnh to lớn ở bên trong, không chỉ có hình thể nhìn đến kinh người khủng bố, mà trong thân thể đều giống như dựng dục ra lôi hải kinh khủng, bành trướng nhấc lên, để cho người ta cảm nhận được khí tức hủy diệt tuyệt vọng. Nhất là đôi mắt kia lại khuấy động lôi chiều màu máu, thoạt nhìn như là hai cái thế giới bị lôi chiều đỏ hủy diệt, trời đất đều đang tung bay đầy máu. Xích hải lôi thú. Một loại lôi hùng tính tình táo bạo, lại hung hãn cực độ, ngay cả trong máu đều chảy xuôi lôi điện, đến mức không sợ hãi, cái gì cũng không sợ. Một khi lâm vào trạng thái cuồng nộ, thực lực sẽ được tăng vọt, ngay cả yêu thú cấp bậc yêu tổ cũng dám khiêu chiến. Tại Bắc Thái Đại Lục, xích hải lôi thú có được uy danh cực cao, ngoại trừ xác thực cường hãn ra, nguyên nhân quan trọng hơn là bọn chúng là lôi thú bảo vệ của Cửu Cực Thần Điện. Cửu Cực Thần Điện, chí tôn hoàng đạo duy nhất trong 9 đại hoàng đạo của Bắc Thái Đại Lục có thể chống lại Thiên Mệnh Thần Triều, mà Cửu Cực Thần Điện cũng không phụ thuộc vào đế tộc, mà là một thế lực cao ngạo độc lập. Khương Phàm xuất hiện lần cuối cùng là vào 8 ngày trước đó, bây giờ hẳn là còn ở thế giới mới. Trên lưng xích hải lôi thú có 4 bóng người đang đứng, người nói chuyện rõ ràng là Sở Vũ đến từ Vạn Đạo Thần Giáo. Vào 2 tháng trước hắn đã lấy được tin tức, kích động đến mức đã xin lệnh đế tộc trước tiên, đi đầu tiến về thần dụ chi hải điều tra tình huống. Sau khi được đế tộc cho phép, hắn liền lập tức hóa thành lôi triều, phóng tới xuôi nam. Trên đường tới đây, ngoài ý muốn đã đụng phải chí tôn hoàng đạo, Cửu Cực Thần Điện của Bắc Thái. Mặc dù Cửu Cực Thần Điện cũng không phụ thuộc vào Bắc Thái đế tộc, nhưng Sở gia Vạn Đạo cùng Nhiếp gia Cửu Cực lại đều là hai đại lôi tộc cơ tại Thiên Khải, vẫn luôn có liên hệ. Bây giờ Sở Vũ chỉ muốn giết Khương Phàm, sau khi nhìn thấy đội hình của Cửu Cực Thần Điện, lập tức hạ thấp tư thái, tự mình tiến hành liên minh. Sở Vũ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần mệnh Khương Phàm, vinh quang về Cửu Cực. Cửu Cực Thần Điện đương nhiên nguyện ý mang lên một vị Hoang Lôi Thánh Vương, một lòng muốn chết. Như thế, bọn họ ăn nhịp với nhau, dùng lôi chiều bằng tốc độ nhanh nhất giáng lâm đến thế giới mới. Bọn hắn cũng là nhóm chạy đến đầu tiên, cường tộc đến từ Bắc Thái Đại Lục. Khương Phàm đang ăn cướp khắp nơi, hẳn là cướp được rất nhiều bảo bối. Ha ha, bây giờ hắn chính là một cái bảo khố di động. Một nữ tử lãnh diễm cầm lôi thương trong tay, dáng người thẳng tắp, mặt đầy khí khái hào hùng. Nàng là thống lĩnh đương đại của Cửu Cực Thần Điện. Cũng là nữ thống lĩnh ít có của Sử Thượng Thần Điện, Nhiếp Linh Đại. Không nên khinh địch, Khương Phàm tự tay giết miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu, tòa kỵ Thiên Long càng là đã đánh bại thiên kiêu bất bại không ai bì nổi của Thái Sơ Đại Lục, Kim Vô Song, hai người liên thủ còn săn giết Tử Kim Cự Long, thực lực của một người một rồng, không thể khinh thường. Người đứng ở phía trước nhất chính là một vị nam tử hùng tráng, hắn là điện chủ tiền nhiệm Quy Ẩn, cũng là tộc trưởng tiền nhiệm của Nhiếp gia, Nhiếp Khuê Hùng. Nhiếp Khuê Hùng đã hơn trăm năm không hỏi thế sự, lần này tự mình rời khỏi thần điện, tiến về thần dụ chi hải, chủ yếu là bởi vì bảo hộ nam tử đang ngồi xếp bằng minh tưởng phía sau hắn. Siêu cấp thiên tài của Cửu Cực Thần Điện, Nhiếp Cảnh Thiên,
Từ lúc Nhiếp Cảnh Thiên bắt đầu thức tỉnh linh văn liền do vị tộc trưởng tiền nhiệm là hắn tự mình bồi dưỡng. Đãi ngộ như thế, cũng đủ để nhìn ra kỳ vọng của Nhiếp gia đối với hắn rất cao. Nhiếp Cảnh Thiên nhắm mắt lại, thuận miệng nói ra. Khương Phàm xác thực rất mạnh, nhưng không cần thiết phải khuếch đại. Hắn có thể giết Cự Long là bởi vì có Thiên Long hiệp trợ, hắn có thể giết Miếu Chủ Thần Miếu, cũng là bởi vì dẫn nổ hạt sen Vạn Kiếp Mẫu Liên. Hạt sen của Vạn Kiếp Mẫu Liên ngàn năm mới có thể thành thục, là tài nguyên Sở gia ta dùng để bồi dưỡng Thánh Hoàng, lại bị Khương Phàm lấy ra làm vũ khí, thật sự là phung phí của trời. Sở Vũ nắm chặt nắm đấm, trên mặt đều xông ra gân xanh. Tâm huyết ngàn năm, chờ đợi ngàn năm, những hạt sen kia không thể nghi ngờ là chỗ căn bản để Sở gia kéo dài địa vị và thực lực, lại bị Khương Phàm lấy ra chà đạp như vậy, hắn thật sự không thể nào tiếp nhận được. Mà nghe được kẻ cầm đầu hủy diệt Vạn Đạo Thần Giáo lại còn nghênh ngang xông xáo ở bên ngoài, hắn càng lên cơn giận dữ hơn. Nhiếp Khuê Hùng nhắc nhở. Trên người Khương Phàm hẳn là còn có càng nhiều hạt sen, muốn săn giết hắn, ngàn vạn lần phải coi chừng hắn chó cùng rứt dậu lại dẫn bạo hạt sen. Nhiếp Cảnh Thiên hừ lạnh. Hạt sen tương đương với một kích của Thánh Hoàng, nếu như Khương Phàm dùng, cũng sẽ phế đi. Ta kết luận, hạt sen kia khẳng định là ở trên người Thiên Long. Chỉ cần kiềm chế lại Thiên Long, Khương Phàm. Không đáng để lo. Nhiếp Khuê Hùng nghiêm túc cảnh cáo. Không được khinh địch, Khương Phàm có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không chỉ là may mắn. Đối với hài tử chút xuống tất cả tâm huyết này, hắn vừa yêu vừa bất đắc dĩ. Thiên phú của Nhiếp Cảnh Thiên thật sự không gì sánh kịp, 8 tuổi thức tỉnh chính là Thánh Vương Thiên Phẩm, bây giờ càng là sớm bồi dưỡng đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm, tiềm lực có thể xưng khủng bố. Hắn làm sư phụ bồi dưỡng Nhiếp Cảnh Thiên, cũng coi như không có thẹn toàn tộc chờ mong. Nhưng, tính tình của Nhiếp Cảnh Thiên thật sự là, ai, quá kiêu ngạo. Nhiếp Cảnh Thiên lơ đễnh, thản nhiên nói. Lôi thú, tốc độ nhanh một chút, Kim Vô Song đang tập kết cường tộc Thái Sơ, chuẩn bị vây bắt Khương Phàm, chúng ta nhất định phải bắt lấy Khương Phàm trước bọn hắn. Mặc dù bây giờ hắn còn kẹt tại Thánh Linh Cảnh, nhưng đã đụng chạm đến hàng rào cảnh giới Thánh Vương. Huống chi phẩm cấp linh văn càng là đã tiến đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm, hắn hoàn toàn có tư cách khiêu chiến Thánh Vương. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có bí mật càng kinh khủng, bí mật này ngay cả tổ gia gia Nhiếp Khuê Hùng đều không có đề cập qua. Quá ngạo, hắn đương nhiên muốn ngạo, hắn có tư cách ngạo. Hắn lọt mắt xanh của ông trời như vậy, cũng không phải để hắn hèn nhát. Từ nhỏ đến lớn. Hắn thích nhất chính là thưởng thức những cái bộ dáng không quen nhìn hắn lại không bằng người kia, thần phục ở trước mặt hắn. Giống. Xích hải lôi thú phát ra tiếng gào thét hùng hậu, xôi trào lôi chiều cuồn cuộn trăm dặm minh mông, ầm vang bước lên, mỗi một bước mà nó dẫm xuống đều oanh minh lôi chiều, phát ra tiếng vang chấn thiên động địa, nhưng mỗi một bước dẫm xuống, lôi chiều đều sẽ bạo động, lấy tốc độ khủng khiếp xung kích về đằng trước. Nhẹ nhàng một bước, 20-30 dặm. Nhưng ngay sau đó không lâu, ý thức Nhiếp Cảnh Thiên đột nhiên hoảng hốt, như là đột nhiên đặt mình vào thế giới hỗn độn chưa mở, đại địa chập trùng, ầm ầm dậy sóng, khung trời mênh mông, tinh hà lao nhanh. Trời và đất động lại cùng một chỗ không thể tưởng tượng nổi, khó phân lẫn nhau, giống như thời điểm đất trời chưa mở. Ngay sau đó, tình cảnh trong ý thức hắn ầm ầm chấn động, khung trời nhấc lên, đại địa lún xuống, mênh mông khí tức hỗn độn kịch liệt cuồn cuộn trong đó, một tràng diện khai thiên tích địa. Thiên địa sơ thành rung động cứ như vậy hiện ra ở sâu trong ý thức. Nhiếp Cảnh Thiên hoảng hốt một lát, bỗng nhiên lắc đầu bừng tỉnh, đứng dậy ngóng nhìn phương xa. Đây là có chuyện gì? Truyền thừa táng diệt thiên địa của hắn lại bị đánh thức. Nhưng, giống như không giống với cảm ngộ bình thường. Nhật Nguyệt Tinh không cùng Sơn Hà từ đâu mà đến. Ngươi làm sao thế? Nhiếp Linh Đại kỳ quái nhìn Nhiếp Cảnh Thiên, tiểu gia hỏa cao ngạo này giống như có chút khẩn trương. Đi về phía trước, nhanh lên cho ta. Nhiếp Cảnh Thiên một chân dẫm lên lôi thú trên lưng, toàn thân nổ tung giống như dâng lên lôi chiều kinh khủng, khuấy động mênh mông lôi hải. Nhiếp gia lôi văn, hỗn độn thiên lôi. Đây là trừ hồng hoang thiên lôi các loại số ít thiên lôi bên ngoài, cơ hồ thiên hạ tất cả lôi điện tổ tông, cùng loại với hỗn độn nguyên hỏa. Hỗn độn thiên lôi có được địa vị trí cao vô thượng, còn có uy thế bá đạo hủy thiên diệt địa, thậm chí còn có thể khắc chế cùng thôn phệ lôi điện khác. Đây cũng là Nhiếp gia chỗ Cửu Cực Thần Điện dám chống lại Thiên Mệnh Thần Triều, thậm chí không cần phụ thuộc đế tộc nguyên nhân. Càng là Nhiếp Cảnh Thiên phách lối bá đạo nguyên nhân,
hắn hỗn độn thiên lôi phối hợp thiên địa đại táng, từng tại cảnh giới bán thánh săn giết qua thánh linh. Xích hải lôi thú thân thể lắc lư, cất bước phóng tới lao nhanh trong lôi chiều, vượt qua không gian lao về phía trước điều tra. Sau hơn 800 dặm, lôi thú đột nhiên dừng lại, bọn người sở vũ trên lưng nó lập tức đề phòng, đều chăm chú nhìn con cá sấu to béo đang nằm nhoài trên bầu trời nơi xa kia. Cá sấu to lớn. Chẳng lẽ chính là con cự ngạc kia có thể biến thành thiên long? Khương Phàm. Bọn hắn lại thật sự gặp được Khương Phàm. Khương Phàm. Nhiếp Cảnh Thiên đi đến phía trước nhất, lông mày càng nhăn chặt, cảnh tượng trong ý thức lần nữa hiển hiện, mà còn là cực kỳ mãnh liệt, trong lúc hoảng hốt, thế giới này đều đã biến mất, chỉ còn có hắn cùng Khương Phàm đứng đối diện nhau tại giữa thiên địa hỗn độn sơ khai. Đây là tình huống quỷ dị gì? Thì ra là cửu cực thần điện. Khương Phàm nhận ra cự hùng trong lôi chiều kia, chính là lôi thú bảo vệ của cửu cực thần điện, xích hải lôi thú. Hỗn độn thiên lôi sao? Trách không được có thể có được truyền thừa đất trời. Đan Hoàng đã hiểu, hỗn độn thiên lôi tương đương với hỗn độn nguyên hỏa, là một trong hai nguồn năng lượng bá đạo nhất trong năng lượng hỗn độn, quả thật có hủy thiên diệt địa uy lực. Con lôi hùng kia nhìn rất uy mãnh nhỉ. Cự ngạc đong đưa đầu, lắc lư cơ thể to béo, nhìn chằm chằm cự hùng trong lôi chiều cuồn cuộn. Không nên khinh thường, xích hải lôi thú có được huyết mạch cuồng bạo, một khi phát cuồng, thực lực sẽ tăng vọt, mà là không chết không thôi. Bạch Tai, giao cho ngươi. Khương Phàm ra hiệu Bạch Tai chuẩn bị sẵn sàng ở sau lưng. Thật muốn đánh. Bạch Tai không sợ lôi thú, nhưng rõ ràng từ bên trong đó đã nhận ra hai loại khí tức để hắn cảm thấy chèn ép, cũng liền mang ý nghĩa có hai vị thánh vương. Cường giả lôi hệ phổ biến là cuồng mãnh hiếu chiến, mà tốc độ và năng lực phá hoại đều cực kỳ khủng bố, lấy đội hình của bọn hắn, giống như không có năng lực khiêu chiến. Bây giờ cũng không có đường lui. Nếu như chúng ta không đánh mà lui, bọn hắn chắc chắn sẽ cắn thật chặt, cuối cùng vẫn khó thoát một trận chiến. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm, kích ra phần thiên chiến vực. Nếu đã gặp thiên địa đại táng, nhất định phải bắt lấy, lại còn phải nhanh chóng, bằng không đợi càng ngày càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo đuổi tới, hắn muốn săn giết thiên địa đại táng thì càng khó khăn. Giao lôi hùng cho thuộc hạ. Bạch Tai không cần phải nhiều lời nữa, hắn cau mày, lập mưu chiến thuật. Cho ta một hạt sen. Cự ngạc nghiêm túc lên. Ầm ầm. Lôi chiều ầm vang tăng vọt, lôi quang xé rách nồng vụ, hiện ra hình dáng chân thực của cự thú, oai hùng, hùng tráng, tản mát ra uy thế cường hãn tựa như là hủy diệt. Khương Phàm, đã lâu không gặp. Sở Vũ đi đến phía trước, linh văn chỗ mi tâm bộc phát kiếp quang cuồn cuộn, mặt mo tang thương dữ tợn đến đáng sợ, lôi chiều sáu màu giống như là từng con lôi long bao quanh bay lên. Mở ra hư không, chấn động cả trời đất. Là ngươi sao, thời gian qua ở đế tộc tốt chứ? Mặt ngoài Khương Phàm là khiêu khích, nhưng trong lòng lại chìm chìm. Thiên kiếp hoang lôi cùng hỗn độn thiên lôi liên hợp rồi. Đây không thể nghi ngờ là hai loại lôi văn mạnh nhất thiên hạ hôm nay. Hai vị thánh vương liên thủ, cự ngạc có thể gánh vác được không? Vẻ mặt của long cốt cự ngạc trở nên nghiêm trọng, nó cảm nhận được áp bách từ hai vị thánh vương kia. Mặc dù bây giờ nó rất mạnh mẽ, nhưng thật không dám coi thường lôi hệ thánh vương, huống chi là hai người liên thủ. Nhờ người ban tặng, cũng không tệ lắm. Sở Vũ nghiến răng đến két vang, đường đường là hoàng đạo, lại luân lạc tới phụ thuộc, thật sự là sỉ nhục. Nếu như không tệ, vì sao còn muốn đi ra chịu chết? Người của vạn đạo thần giáo còn lại không nhiều lắm, nếu như lại ngươi chết, thời gian bọn hắn ở lại đế tộc chỉ sợ sẽ không tốt hơn đâu nhỉ. Lời giống vậy tặng cho ngươi. Ngươi không thành thật đợi tại xí thiên giới, tại sao phải đến bên ngoài chịu chết? Nếu như ngươi chết, xí thiên giới đâu chỉ không có ngày tốt lành, người ở bên trong càng đừng nghĩ còn sống. Nữ làm kỹ nữ, nam làm nô, phượng hoàng kim kiêu, triệt để bị diệt tộc. Đây là ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trên đời này xác thực có người có thể giết chết ta, rất đáng tiếc không phải ngươi. Dựa theo số mệnh mà nói, ngược lại là ta có thể giết ngươi. Số mệnh, ha ha, ta chính là số mệnh của ngươi. Đáy mắt Khương Phàm chợt hiện mấy tia hung ác, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, hắn đột nhiên chủ động xuất kích, hắn kích phát 5 cái, bản thân, cưỡng ép thúc cảnh giới lên tới cảnh giới Thánh Vương, đuổi giết đến lôi chiều. Tiểu tử phía trước kia, có dám đánh một trận, chỉ ngươi và ta. Quả nhiên như lời đồn, cuồng ngạo tự phụ, ta, thiếu chủ cửu cực thần điện, Nhiếp Cảnh Thiên, tiếp chiến.
Ngũ tạng của Nhiếp Cảnh Thiên cùng chấn động, tiếng như thiên âm, há mồm phun ra một mảnh tinh lôi hỗn độn. Đây là hỗn độn lôi hải thai nghén hỗn độn tinh nguyên trong đan điền, khủng bố tuyệt luân, năng lượng chân chính hủy trời diệt đất. Bình thường hắn cũng sẽ không tùy tiện phóng thích, huống chi cũng không có mấy người có thể ép hắn vận dụng tinh lôi hỗn độn. Nhưng đối mặt với sự cường hãn của Ua Khương Phàm, hắn há miệng chính là một kích, cố ý hiện ra sự cường hãn của mình. Tinh lôi hỗn độn bổ ra không gian, nối liền trời đất, giống như kiếp quang diệt thế, lôi uy cuồn cuộn, lôi quang chói mắt. Khương Phàm không giảm tốc độ, trong hai tròng mắt sáng tỏ hiện lên liệt diễm, thần uy yên lặng trong hai thần nhãn tại thời khắc này đã tỉnh lại, tuôn ra hai mảnh liệt diễm hừng hực, giống như là hai cánh chân chính dương rộng ra, đối diện oanh kích tinh lôi hỗn độn. Oanh! Tinh lôi hỗn độn sụp đổ, hóa thành lôi quang đầy trời, lôi uy mênh mông, cuồng kích mười phương. Hai con liệt diễm chu tước mở ra lôi chiều đang bạo động, đánh tới Nhiếp Cảnh Thiên. Sắc mặt Nhiếp Cảnh Thiên hơi biến đổi, quả nhiên cùng không giống với cường giả hắn gặp phải trước đó. Hắn cuồn cuộn ngực bụng, liên tiếp tuôn ra sáu mảnh tinh lôi hỗn độn, rốt cuộc cũng đánh xuyên hai mảnh ánh sáng chu tước lúc trước cưỡng ép chôn vùi hắn kia. Liệt diễm cuồn cuộn tản ra nhiệt độ kinh khủng, tán loạn ở trước mặt bọn họ. Thật mạnh, đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Đáy mắt Nhiếp Cảnh Thiên bắn ra lôi quang hừng hực, chiến ý trong chốc lát đạt đến cực hạn. Dừng tay. Sở Vũ lập tức ngăn cản, cao giọng hét lớn. Chúng ta nói qua, Khương Phàm phải giao cho ta tới thu thập. Ta ngăn chặn Khương Phàm trước, các ngươi liên thủ xử lý con cự ngạc kia. Trước khi cự ngạc chết, nếu như ta không giết chết được Khương Phàm để ngươi xử trí. Nhiếp Cảnh Thiên không để ý khuyên can, hắn trực tiếp bay thẳng lên trời. Hét lớn một tiếng, chấn động đến khung trời đều muốn vỡ ra, cuồn cuộn lôi chiều sôi trào, quét sạch trên trời dưới đất. Dãy núi rừng rậm đều đang lắc lư, như là không chịu nổi mảnh lôi uy lạnh thấu xương này, muốn mạnh mẽ nổ tung. Lôi uy cái thế kích phát trong nháy mắt, không phụ cái danh hỗn độn thiên lôi, càng là vốn liếng để hắn hoành hành thiên khải, coi thường thiên kiêu hoàng đạo. Khương Phàm giết tới, vung mạnh quyền bạo kích, cánh tay phải kích phát móng vuốt chu tước. Chu tước yêu hỏa quấn quanh, giống như là chu tước yêu tổ chân chính quấn ở trên cánh tay, giao phó cho hắn uy thế không có gì sánh kịp. Một tiếng ầm vang, đất trời rung chuyển, dãy núi nổ tung. Nhiếp Cảnh Thiên bị đánh bay, cánh tay đều vô cùng đau đớn, nhưng vừa mới tháo chạy mấy trăm mét, lôi chiều toàn thân đã nổ tung, biến mất trong nháy mắt. Hắn ngẩng đầu lên trời hét lớn, toàn thân lại kích thích ra xiềng xích lôi điện kinh khủng, đây là tinh lôi hỗn độn trong khí hải biến thành. Mỗi sợi xiềng xích đều giống như vạn tia lôi đình ngưng tụ thành, khủng bố tuyệt luân, tùy tiện một kích đã liền có thể mở ra không gian. Khương Phàm, ta xem ngươi có tư cách gì, diệt thế anh kiệt thiên hạ. Nhiếp Cảnh Thiên thể hiện ra thực lực thật sự của bản thân, Thánh Hoàng Linh Văn khống chế 88 sợi xiềng xích hỗn độn, khí thế cường hãn thẳng bức cảnh giới Thánh Vương. Tiếng hắn giống to rung trời, huy động xiềng xích tinh lôi, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm sôi trào tinh huyết, chiến ý như thủy triều, kích phát phần thiên chiến vực hóa thành áo giáp cùng hai cánh, chống cự lại lôi uy tràn ngập đất trời, ngang nhiên lao thẳng đến Nhiếp Cảnh Thiên. Hỗn độn thiên lôi xác thực khủng bố, mỗi tai đều phun trào năng lượng đến cực hạn, không ngừng mở ra vết thương trên khắp cơ thể hắn. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ còn chưa tới trước mặt, liền bị tươi sống đánh nát thành cặn bã. Nhưng hắn chu tước yêu hỏa có liệt diễm bá đạo. Nhiệt độ cao đến mức có thể phần diệt vạn vật. Trong lúc nhất thời, lôi hỏa giao hòa, nhật nguyệt không còn ánh sáng, thiên địa thất sắc, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc như là thần ma gầm thét, kinh hồn nhiếp phách, chu tước yêu hỏa sôi trào, lôi đình vô tận nở rộ, tốc độ bọn họ đều đạt đến cực hạn, cơ hồ gắt gao dây dưa đến cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Hai loại năng lượng cực hạn là chu tước yêu hỏa cùng hỗn độn thiên lôi, vậy mà dưới sự va chạm giao hòa lại giống như biển động. Diễn biến ra cảnh tượng tự nhiên kỳ diệu, như là lôi hỏa diễn biến ra vạn vật đất trời, nhưng trong lúc thoáng qua đã biến mất nhanh như là khói bụi. Kỳ cảnh đáng sợ đều để bọn người Nhiếp Khuê Hùng kinh ngạc, mặc dù bọn hắn biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng cho đến khi thật sự nhìn thấy Khương Phàm đối kháng chính diện cùng tuyệt thế thiên kiêu của bọn hắn, thì vẫn khó nén rung động. Rõ ràng đã nói xong, giao Khương Phàm cho ta xử lý, hắn bị thần kinh à. Sở Vũ cau mày. Hận không thể kéo Nhiếp Cảnh Thiên về, tự mình chinh chiến với Khương Phàm, tự mình oanh sát Khương Phàm, thậm chí kéo lấy Khương Phàm đồng quy vô tận.
Bọn hắn nhất thời khó phân cao thấp, trước tiên hãy chém con cự ngạc kia, nhất là coi chừng hạt sen. Nhiếp Linh đại hô to, cầm cây giáo trong tay chỉ đến phía long cốt cự ngạc. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong cự ngạc liền có thể trà đạp Khương Phàm. Giọng Nhiếp Khuê Hùng vang lên như thiên âm, oanh động khung trời, cũng là nhắc nhở Sở Vũ liên thủ cùng hắn, con thiên long kia rất nguy hiểm, chỉ mỗi hắn thật đúng là ép không được, muốn giải quyết triệt để, nhất định phải phối hợp cùng Sở Vũ. Giống, xích hải lôi thú trực tiếp lâm vào trạng thái cuồng bạo, lôi chiều chảy xuôi trong máu giao hòa cùng cơ thể, giống như một con lôi linh, một tiếng ầm vang, lôi chiều vô tận lập tức bạo động, che mất vùng không gian này, lôi điện tràn ngập đất trời, mênh mông vô tận, như là không còn là lôi chiều, mà là lôi hải. Trên trời dưới đất đều nhìn không thấy cái gì cả, dãy núi rừng rậm cũng đều nhanh chóng bị phá hủy. Một mảnh chướng mắt lọt vào trong tầm mắt. Cách vài trăm dặm đều có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt. Xích hải lôi thú phóng tới tại lôi hải mênh mông, nhìn to béo nặng nề, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, nó vượt qua trong lôi chiều, cặp mắt màu đỏ tươi kia trực tiếp đánh ra lôi điện xích hồng, uy thế kinh khủng so với lôi hải còn cường thịnh hơn mấy lần. Long cốt cự ngạc lập tức bị lôi chiều bao phủ, ngay sau đó bị mấy trăm tia lôi trụ màu đỏ đánh trúng. Cơ thể to béo lập tức ù ù lui lại. Lần giáp cứng rắn lại đều để lại vết tích rõ ràng. Có thể bằng vào thánh linh lôi chiều, để lại vết cắt cho thánh vương thiên long, đủ để thấy xích hải lôi thú dữ dội như thế nào. Giống. Long cốt cự ngạc phát huy, mãnh liệt đong đưa cơ thể, há mồm phun ra tiếng long ngâm giống như biển động. Một màn kinh khủng xuất hiện, lôi hải vô biên kịch liệt nhấc lên, giống như là triệt để bị lật ngược, lôi chiều cuồn cuộn chồng chất nhau lui lại, chuyển ngược về phía xích hải lôi thú. Đại tặc, người cuốn lấy hai thánh vương kia, ngàn vạn lần không được để cho bọn hắn tập kích hoàng chiến trường. Xích hải lôi thú cùng nữ tử kia, giao cho ta. Bạch tai kích phát bạch cốt lĩnh vực, khống chế răng rồng, phóng lên tận trời, đuổi giết xích hải lôi thú. Hắn không có vội vã vận dụng đầu lâu thiên nhân, mà là muốn để ở phía sau xem như kỳ binh. Long cốt cự ngạc âm thầm than vãn. Nói nghe thật nhẹ nhàng, sao ta có thể cuốn lấy hai thánh vương được? Tất cả nhân tộc có thể bước lên cảnh giới thánh linh, đều là nhân kiệt đương thời, mà có thể biến đổi đến cảnh giới thánh vương, không khỏi là rồng phượng trong loài người. Thánh vương trong thiên hạ, tuyệt đối không có bất kỳ kẻ yếu nào. Coi như nó đã thức tỉnh huyết mạch thiên long, nhưng cũng rất có áp lực. Đương nhiên, không phải hắn gánh không được hai vị thánh vương liên thủ, cũng không phải e ngại hai vị thánh vương tấn công, mà là lo lắng nắm không nổi bọn hắn. Dù sao bọn họ cũng đều là thánh vương lôi điện táo bạo, tốc độ và năng lượng kết hợp hoàn mỹ, nếu thật sự là đánh tới, nếu một trong hai đột nhiên phóng tới Khương Phàm nơi đó, nó thật đúng là không ngăn được. Đến lúc đó, Khương Phàm thật có khả năng giữ nhiều lành ít. Long cốt cự ngạc ngậm lấy hạt sen trong miệng, mãnh liệt đong đưa thân thể, bổ nhào qua phía hai vị thánh vương lôi điện. Khương Phàm cùng Nhiếp Cảnh Thiên điên cuồng đối kháng với nhau, biển lửa cuồn cuộn bao phủ lôi chiều vô tận. Lôi chiều bạo động xé rách biển lửa đầy trời, hai bóng người tiếp tục va chạm ở bên trong, lít nha lít nhít tiếng va đập đều muốn che lôi minh cùng chiều dâng nóng nảy lại. Oanh! Sau khi Nhiếp Cảnh Thiên cùng Khương Phàm va chạm mãnh liệt lại đột nhiên rút lui, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã liền xuất hiện ở biên giới chiến trường. Hắn há miệng hút vào, hàng vạn tia lôi điện giống như là một con sông lớn đang cuộn trào mãnh liệt, như bị hắn nạp vào trong cơ thể. Tràng diện rung động. Thôn vệ kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hải cốt, ngũ tạng, huyết nhục của Nhiếp Cảnh Thiên đều chiếu rọi đến sáng rực, phun trào ra ba động khủng bố không có gì sánh kịp, gần như là uy thế của Thánh Vương. Khương Phàm cũng lập tức ngưng lại, trước tiên liền thi triển Chu Tước Quy Nguyên Thuật, pháp trận hùng vĩ mở tại khung trời, biển lửa cuồn cuộn, thậm chí năng lượng trong trời đất đều bị thôn nạp hết cả. Trong lúc nhất thời, chiến trường oanh động trên khung trời lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Không gian mênh mông đều không có chút năng lượng nào lưu lại. Nhiếp Cảnh Thiên đứng ngạo nghễ giữa trời cao, ánh mắt hừng hực, cuồn cuộn lôi chiều tại toàn thân bạo động, bay lên tóc dài đều như là tràn ngập lôi quang, giờ khắc này khí thế của hắn tăng vọt đến cực hạn. Khương Phàm dương cánh gáy to, vạn vật quy nguyên, năng lượng liên miên bất tuyệt rót vào thân thể, bị hắn cưỡng ép đến trên hai cánh do phần thiên chiến vực biến thành, kích phát ra vạn vật nguyên hỏa cùng bát hoang tuyệt diễm. Hàng vạn tia lôi quang tỏa ra từ khắp cơ thể Nhiếp Cảnh Thiên, dưới sự rung động kịch liệt mà phóng xuất ra lôi chiều cuồn cuộn,
trải rộng ra trăm dặm, bạo động trời cao. Hắn đang thi triển hỗn độn lôi thuật, diễn biến ra một mảnh thế giới lôi điện. Từng tòa sơn lĩnh, từng mảnh hà triều, thậm chí từng viên tinh thần, đều hiển hiện ở xung quanh hắn, lôi triều bạo động, khí tức hỗn độn mông lung, hình thành bức tranh tuyệt thế thần bí lại càng kinh khủng. Khương Phàm phóng thích liệt diễm, quy mô so với trước đó không biết mãnh liệt hơn bao nhiêu lần, liệt diễm như biển, phần diệt thiên địa, yêu hỏa vô tận tái diễn bức tranh vạn cầm thần phục phục thiên. Tuy nhiên ở phía trên cùng của Phượng Hoàng rơi linh, thiên bằng liếm cánh kia đã không còn là hư ảnh chu tước, mà là Khương Phàm phân liệt huyết nhục thần hồn ngưng tụ ra thủy tổ phân thân. Năng lượng ba động tại giờ khắc này, rõ ràng cho thấy toàn bộ hai người đã đạt đến vấn đề Thánh Vương chân chính. Thánh Linh tiến Thánh Vương. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, lại rung động hiện ra ở trên thân hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Nổ. Nhiếp Cảnh Thiên thi triển cấm thuật, khí tức hỗn độn minh mông cuồn cuộn, hỗn độn lôi chiều cuồng kích vô tận, tất cả lôi điện biến thành sông núi tinh thần đã toàn diện sụp đổ, như là thế giới đều đang sôi trào, uy lực và năng lượng vô tận đánh xuyên trời đất, đánh nát hư không. Đây là loại uy thế kinh thế hãi tục, hiển thị rõ uy lực bá liệt của hỗn độn thiên lôi. Khương Phàm không cam lòng yếu thế, hắn chỉ khung trời phía xa. Thủy tổ phân thân dương cánh gáy to, thần uy nghiêm nghị, mang theo uy thế vạn cầm thần phục tuyệt đối, mang theo uy lực yêu hỏa hủy diệt đất trời, trong thế giới hoành hành bạo kích này, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản lại. Oanh! Hai loại năng lượng va chạm, bộc phát ra ánh sáng vô tận, mấy trăm dặm không gian đều bị ánh lửa cùng lôi quang hừng hực tràn ngập ra khắp nơi. Trời đất lắc lư, hư không sụp đổ, duy chỉ có lôi điện cùng biển lửa đã chen chật ních thiên địa, như là đều có thể nghe được tiếng thế giới này gào thét. Thủy tổ phân thân lọt vào trọng kích, nhưng nó không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì, không có bất kỳ e ngại gì, toàn bằng Khương Phàm khống chế, xuyên thủng năng lượng chồng chất, ngang nhiên giết tới trước mặt Nhiếp Cảnh Thiên. Nhiếp Cảnh Thiên vung lên hỗn độn tinh lôi biến thành xiềng xích, hoành kích thiên địa, chặn đánh giết tới gần thủy tổ phân thân. Một bộ thượng cổ tiên dân săn giết thiên thú hình ảnh rung động. Tại thời điểm Nhiếp Cảnh Thiên ngạnh kháng với thủy tổ phân thân, Khương Phàm chân thân đã phá vỡ thiên địa giết tới gần, hiển thị rõ lăng thiên thuật. Ngay lúc này, liệt diễm được phóng thích, liệt hỏa phần thiên, cường quang vô biên, phóng xuất ra hàng vạn sợi hỏa vũ, diễn biến thành liệt diễm chu tước, lít nha lít nhít xen lẫn vào nhau, giống như là biên chế ra đại đạo pháp tắc, hình thành tuyệt thế luyện lô, đều vây thủy tổ phân thân cùng Nhiếp Cảnh Thiên ở bên trong. Thủy tổ phân thân vung lên móng vuốt, như hồng lưu cuồn cuộn, cường quang chói mắt, cuồng bạo đánh lui Nhiếp Cảnh Thiên, sau đó vỗ cánh bay lên không, cùng Khương Phàm chân thân liên thủ, khống chế tuyệt thế luyện lô, muốn cưỡng ép vây khốn Nhiếp Cảnh Thiên. Bọn hắn nơi này đánh nóng này, Bạch Tai chặn đánh Nhiếp Linh Đại cũng cực kỳ điên cuồng, duy chỉ có chiến trường của Cự Ngạc hẳn là càng kinh khủng, lại rõ ràng có chút không quan tâm. Bất luận là Nhiếp Khuê Hùng hay là Sở Vũ, đều là đang toàn lực phóng thích ra lôi chiều, lấy hỗn độn lôi chiều cùng thiên kiếp lôi chiều kinh khủng trấn áp Cự Ngạc, ngẫu nhiên sẽ còn tấn công tượng trưng, lại đều không có ra sức chém giết. Đầu tiên là bọn hắn đều nghe nói qua Cự Ngạc cường hãn, không quá nguyện ý trực tiếp đối mặt, mà là hy vọng đối phương ra tay. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Mặc dù Nhiếp Khuê Hùng tin tưởng thiên tài hậu nhân mà hắn tự mình bồi dưỡng, nhưng rõ ràng Khương Phàm nhanh nhẹn dũng mãnh hơn, cho nên hắn rất không yên lòng trận đối kháng giữa hai người bọn họ, từ đầu đến cuối đều đang phân thần chú ý, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Về phần Sở Vũ, vốn là không có ý định thật liều sống liều chết cùng Cự Ngạc, mà là muốn tìm một cơ hội, cưỡng ép rời khỏi vòng chiến nơi này, đến nơi xa bôn tập Khương Phàm. Khương Phàm mệnh, nhất định phải do hắn tự mình xử lý. Khi mà Khương Phàm đang liên thủ với thủy tổ phân thân hình thành tuyệt thế luyện lô, tim của Nhiếp Khuê Hùng cùng Sở Vũ đều gấp một chút. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chủ tước yêu hỏa bá đạo nhất vấn đề chính là phần thiên diệt địa. Một khi hình thành luyện lô, nhiệt độ cùng uy lực phần diệt kinh khủng ở trong đó cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ được, hơi không cẩn thận liền trực tiếp biến mất ngay. Mà chu tước bá đạo nhất lại thật sự có thể chống lại cùng yêu tổ khác chính là Niết Bàn. Tương đương với hai cái mạng, người tốt không dễ dàng giết chết hắn, hắn đột nhiên toàn thịnh trở về. Cho nên, khi Khương Phàm ngưng tụ liệt ngục thuật, hai vị này lão nhân cũng bắt đầu khẩn trương, không chỉ có khẩn trương với uy lực và năng lượng phần diệt bên trong đó, mà còn lo lắng Khương Phàm sẽ dùng, xá sinh, tự bạo. Quả nhiên,
Sau khi Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân điên cuồng phóng thích, ổn định luyện lô, toàn thân đã bắt đầu phát sáng, giống như là hai vòng mặt trời treo ở giữa không trung, mà hơn vạn con liệt diễm chu tước ngưng tụ luyện lô cũng toàn diện gáy to tại thời khắc này, âm thanh chấn động cửu thiên, nhiệt độ bên trong đã đạt tới cực hạn, như là muốn dung đoạn hết thảy, phần diệt vạn vật. Không gian ở nơi đó sụp đổ, trật tự ở nơi đó mất đi hiệu lực, tất cả đều muốn trở nên yên ắng. Nhiếp Cảnh Thiên bị nhốt trong đó, nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại càng lát dâng trào nhiệt huyết, tăng vọt chiến ý. Hắn đã sớm nghe nói Chu Tước cường hãn, cũng đã sớm muốn lĩnh giáo Chu Tước truyền thừa đã từng uy lẫm thiên khải bách tộc. Bây giờ chính là cơ hội tốt. Mái tóc dài của Nhiếp Cảnh Thiên bay loạn, bên trong sợi tóc đều lấp lóe lôi điện, hắn điên cuồng thiêu đốt chính mình, tế ra một quả lôi cầu hỗn độn từ sâu trong đan điền, khí hải. Vũ khí hỗn độn bên trong lôi cầu rất mãnh liệt, diễn hóa lấy chư thiên vạn vật, như là một tiểu thế giới chân thực. Đẹp đẽ tuyệt luân, giống thế giới thật như đúc. Tuy nhiên, thế giới này không phải thế giới bình thường, mà là thế giới lôi điện, phía dưới là đại dương lôi điện mênh mông, phía trên là bầu trời lôi điện. Lít nha lít nhít lôi chiều trên bầu trời đánh rất xuống, đại dương lôi điện mênh mông lại chồng chất ngập trời. Bên trong cái thế giới lôi điện này, sinh linh, duy nhất chính là hỗn độn lôi chiều sinh sôi ra nhiều loại lôi điện, bọn chúng ở bên trong điên cuồng lan tràn, ở bên trong diễn biến ra yêu thú thậm chí hình người. Bạo động, lại sinh cơ bừng bừng. Vạn vật sinh trưởng, lại như là vạn vật đều là diệt. Nhiếp Cảnh Thiên gào thét dã man, hai tay nâng thế giới lôi điện ầm vang phóng thích ra ngoài, tại giờ khắc này hắn dùng hỗn độn lôi giới bỏ thêm vào luyện lô hình thành ra một không gian lỗ đen. Một cái là luyện lô sắp sụp đổ, một cái là hỗn độn lôi giới hủy diệt vạn vật. Một khi hai nguồn năng lượng triệt để dẫn bạo, uy thế được gia tăng tất nhiên sẽ bộc phát ra ba động hủy diệt không có gì sánh kịp. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ đều muốn cưỡng ép thu tay lại, nhưng Khương Phàm điên cuồng hung tàn, Nhiếp Cảnh Thiên càng không phải là người lương thiện, khi bọn hắn giao xúc ánh mắt trong chốc lát, đều dùng điên cuồng phóng thích hơn. Ầm ầm, luyện lô sụp đổ. Hỗn độn lôi giới được phóng thích. Như là hai thế giới va chạm kịch liệt tại thời khắc này. Một loại nổ vang cực hạn chịu đựng mạnh hơn, trong nháy mắt đã để Khương Phàm cùng Nhiếp Cảnh Thiên mất đi thính giác, càng trong phút chốc tiếng oanh minh đã lan tràn ra hơn ngàn dặm, ngay sau đó lôi hỏa va chạm, diễn biến ra cảnh tượng vạn vật sinh trưởng kỳ diệu, tiếp đó thế giới liền sụp đổ, vạn vật trầm luân, sóng chiều tai nạn ở khắp nơi. Không chỉ có bọn người Sở Vũ đang chú ý kinh hãi tột cùng, mà ngay cả Bạch Tai và Nhiếp Linh Đại ở xa xa đều cực kỳ sợ hãi. Đây là chiến đấu sao? Đây là tự sát. Nhưng, đang tại thời khắc vi diệu, kịch biến này, đang tại thời khắc mà này tất cả mọi người đều phân thần này, đại tặc đột nhiên lộ ra thể hiện hung tàn, ngực bụng nhấc lên, một ngụm phun ra thất thải liên tử, giống như là thiểm điện đánh về phía Nhiếp Khuê Hùng cùng Sở Vũ. Trong lúc nhất thời, hai người một thú đều bị ổn định ở nguyên tại chỗ. Vạn kiếp liên tử, Nhiếp huynh, rút lui. Sở Vũ bị khí tức quen thuộc kích thích đến, hắn ngưng tụ con ngươi, trong nháy mắt đã hoàn hồn, trái tim đều rụt mấy lần. Nhiếp Khuê Hùng kinh động, toàn thân phát động lôi chiều, quả quyết liền muốn rút lui. Cái con cự ngạc đáng chết này, đi lên liền vận dụng hạt sen sao? Bọn hắn còn có thể làm đầu đánh sao bắt đây? Nhưng, sau khi đại tặc phun ra hạt sen, ngay sau đó nó lại phát động lên long khí cuồn cuộn. Diễn biến hồng mông quang minh quét sạch tới, cưỡng ép giam cầm không gian ở trước mặt. Sở Vũ và Nhiếp Khuê Hùng bị đánh thức, sau một khắc liền bị ánh sáng hồng mông gắt gao định ở nơi đó. Sắc mặt hai vị lão nhân lập tức kịch biến, linh văn tỏa cường quang sáng chói, trong chốc lát phóng xuất ra lôi uy mạnh nhất, cưỡng ép dung chuyển loại giam cầm này. Ánh sáng hồng mông thoáng kiên trì liền sụp đổ, không gian khôi phục, bọn hắn cưỡng ép thoát thân, bằng vào lôi chiều. Nhanh chóng diễn biến lôi ngấn. Nhưng, không gian vừa mới giam cầm cuối cùng vẫn để bọn hắn chậm trễ cơ hội đào mệnh quan trọng nhất. Giống, long văn trên trán đại tặc thức tỉnh, giống như là phục sinh thiên long, kéo lấy long khí đánh tới vạn kiếp liên tử. Cùng lúc đó, nó kích phát huyết lân hình thành 18 tấm chắn, giống như là thần long thức tỉnh, chặn đường ở trước mặt của nó. Ầm ầm, hạt sen nổ tung, không gian xung quanh chấn động. Ngay sau đó lôi bạo ra hàng vạn, hàng tỷ tia lôi chiều, xé rách mấy trăm dặm trên bầu trời, lôi chiều cuồn cuộn vô biên vô hạn giáng đến trên bình chướng tại khung trời,
đè ép tàn phá dãy núi rừng rậm, mênh mông vô biên, mỗi một tấc không gian đều mạo có lôi quang kéo qua. Uy thế khủng bố giống như thiên kiếp, giống như lôi đạo pháp tắc, hoành hành tàn phá trong đại dương lôi điện mênh mông đang bạo động. Sở Vũ cùng Nhiếp Khuê Hùng đứng chịu mũi sao, cơ thể bị tạc đến mức huyết nhục văng tung tóe, toái cốt tung bay, tiếng kêu đau đớn thảm thiết lại bị lôi chiều bao phủ, bọn hắn đều hoàn toàn mất đi khống chế, liên tục bay đi trong lôi hải đang tiếp tục rung chuyển. Đường đường là thánh vương, lại những không khác gì những chiếc lá khô, những hòn đá vụn kia. Huyết Lân trước mặt Long Cốt Cự Ngạc cũng lắc lư kịch liệt, sau một lát đều bị lôi chiều bạo động đánh lui, lôi uy kinh khủng bao phủ đại tặc, mang theo nó cùng bay ra ngoài. Về phần Bạch Tai, Lôi Thú, Nhiếp Linh Đại đang chém giết, thậm chí Khương Phàm cùng Nhiếp Cảnh Thiên, cứ việc đều cách xa 200 dặm, thậm chí là càng xa hơn, cũng bị thiên kiếp lôi chiều đột nhiên xuất hiện bao phủ. Đầu tiên là Khương Phàm cùng Nhiếp Cảnh Thiên tự sát va chạm, sau đó lại là vạn kiếp liên tử dẫn bạo. Giữa mấy hơi ngắn ngủi cường quang đã ôn tồn chiều, không thể nghi ngờ là đã đạt đến cực hạn, phạm vi oanh động lên đến hơn mấy ngàn dặm sông núi. Số lượng lớn cường giả bị kinh động, nhao nhao ngắm nhìn đầu nguồn thanh chiều và ánh sáng. Ánh chấp bảy màu, chẳng lẽ là Khương Phàm? Tên điên Khương Phàm kia lại vận dụng vạn kiếp liên tử. Đó là thứ để đồng quy vô tận, người khác là không bước đến đường cùng tuyệt đối không vận dụng, vậy mà hắn lại lấy ra làm vũ khí. Lại còn liên tục dùng. Làm sao ngươi biết hắn không phải là bị bức đến đường cùng? Có người đang săn giết Khương Phàm, khẳng định là như thế. Nhanh nhanh nhanh, đi qua nhìn một chút. Gần đây có hoàng đạo phương nào đến sao? Nếu như Khương Phàm có thể ứng phó, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng hạt sen. Đây là đồ bảo mệnh, càng là đồ muốn mạng, bây giờ nhất định là ai đó đang muốn mệnh của hắn. Nhanh nhanh nhanh, Khương Phàm phải chết sao? Các cường tộc bị kinh động sau khi nghị luận ngắn ngủi thì đều nhao nhao chạy tới đầu nguồn bạo tạc. Hạt sen là dùng như thế này sao? Sở Vũ rách dưới toàn thân, gian nan giằng co. Mặt của hắn cơ hồ toàn nát, máu thịt be bét, trong mắt đều treo ở trên mặt, nhìn dữ tợn đến đáng sợ. Hắn từ đầu đến cuối đều đề phòng hạt sen, nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền phát nổ, lại còn là dưới tình huống hắn không có chút chuẩn bị nào. Phóng thích trong khoảng cách gần như vậy, con thiên long kia liền không sợ chính nó cũng bị cho đánh chết rồi. Khụ khụ. Sở Vũ ho ra đầy máu, không đợi đứng vững lại lảo đảo nhào vào trên mặt đất. Nhưng, ngay một khắc này, linh hồn mệt mỏi đột nhiên cảnh giác lên, có một loại ba động khủng bố đến hít thở không thông đang nhanh chóng tới gần. Thiên long đột kích. Sở Vũ giật mình, hắn không chần chờ chút nào, trước tiên liền thôi động lôi chiều, phát động hoang lôi hủy diệt. Ánh sáng nhấp nháy đầy trời, thanh thế kinh người, chấn động kịch liệt như là đều muốn tách rời không gian xung quanh vỡ nát. Xiềng xích thiên kiếp thai nghén trong khí hải cũng tại thời khắc này gào thét lao ra, rầm rầm quấn quanh ra một thanh lôi kiếm sáng chói, khóa chặt phía sau đánh tới. Lôi kiếm oanh minh, xiềng xích như rồng, hào quang sáng chói để đất trời thất sắc, tràn ngập uy lực thiên phạt càng làm cho càn khôn rung chuyển. Phản kích trong nháy mắt, lại là phóng thích đến cực hạn. Đây chính là chỗ nhanh nhẹn dũng mãnh của cảnh giới Thánh Vương. Thiên Long giết tới, hai cánh chấn động mãnh liệt, cuồng phong gào thét, thế công vận sức chờ phát động tại thời khắc này được phóng thích toàn diện. Long văn hóa rồng, giống như là Thiên Long chân thực mà đẹp đẽ, dương cánh bay lên không, rung ra sóng cả hoa mỹ, những nơi đi qua, không gian chịu đủ lôi chiều tàn phá bừa bãi lại liên miên sụp đổ. Tiểu Thiên Long lại phát ra tiếng long ngâm giống như tổ long. Toàn bộ thân hình hóa thành long ảnh hồng mông. 18 tấm huyết lân vỡ vụn ở phía sau, sau khi nhận trùng kích thì liên tiếp hóa rồng, bao quanh long ảnh hồng mông, nghênh kích lôi kiếm kia của Sở Vũ. Ba động trong chốc lát như là vạn long lên trời, bách thú thần phục, uy lực tuyệt luân. Ầm ầm, chuôi phạt lôi kiếm kia của Sở Vũ mở ra màn trời nhưng lại không thể chịu được thiên long tuyệt sát, rằng co ngắn ngủi, lôi kiếm đứt gãy, xiềng xích vỡ nát. Long ảnh hồng mông cuồng mãnh vô địch, đối diện đánh về phía Sở Vũ. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Sở Vũ lại đánh ra một tấm lôi thuẫn, cường quang đại tác, ầm vang tăng vọt, giống như là một ngọn lôi sơn chặn đường ở phía trước. Đây là bảo khí bản mệnh của hắn, thai nghén mấy ngàn năm trong vạn kiếp lôi trì, mặc dù không tính là bảo khí chấn tộc của Sở gia, nhưng cũng là trọng khí phòng ngự cực mạnh. Ầm ầm, lôi sơn lay động mãnh liệt, trong nháy mắt đã bỏ đầy vết nứt. Sở Vũ kinh hồn lui lại,
ánh mắt đều đang lắc lư. Đây là thế công gì? Rốt cuộc con thiên long này là loại huyết mạch nào? Tuy nhiên, lôi sơn vẫn ổn định, lôi điện cùng xiềng xích vừa hủy diệt long ảnh hồng mông toàn bộ đã sụp đổ trước lôi sơn. Nhưng, Sở Vũ còn chưa kịp hít thở, huyết lân theo sát tới lại giống như là 18 con thiên long, vô tình đánh vỡ nát lôi sơn cứng cỏi, bổ về phía Sở Vũ trong lôi quang đầy trời. Sở Vũ ớn lạnh cả người, toàn thân sôi trào lôi chiều, kinh người nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị một tấm long lân chặn ngang chặt đứt. Huyết thủy phun ra, nội tạng chảy ngang. Sở Vũ kêu gào vô cùng thảm thiết, hắn đau đớn muốn chết, nhưng không còn dám có bất kỳ một khắc dừng lại nào, giống như là thiểm điện lao thẳng đến khung trời, điên cuồng thoát khỏi chiến trường nơi đây. Chạy nhanh thật. Đại tặc thầm nghĩ đáng tiếc, sau khi xác định không phải chạy đến chỗ Khương Phàm, nó liền nuốt một nửa thân thể thánh vương bị rơi xuống, xong xuôi thì lập tức huy động long dực, thôi động 18 tấm huyết giáp thiên long. Đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng ở nơi càng xa xôi. Nó bộc phát huy lực thánh vương đến cực hạn, ánh sáng bảy màu ngút trời, diễn biến ra khí tức hồng mông, hào quang sáng chói rọi khắp mỗi một góc, để chiến trường bị lôi chiều tàn phá đều tràn ngập ánh sáng hoa mỹ. Nhiếp Khuê Hùng bị hạt sen trọng thương tháo chạy hơn 10 dặm, sau khi chật vật nhấc lên, hắn đã quả quyết phóng tới hơn 100 dặm, kéo ra một khoảng cách an toàn để tránh lọt vào tập kích, hắn nắm chặt thời gian liên tục nuốt đan dược để điều trị thương thế. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa lại truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt, đất trời rộng lớn đều đang lay động. Lấy cảnh giới cùng cảm giác của Nhiếp Khuê Hùng, hắn có thể xác định rõ ràng đó là uy thế do hoang lôi bộc phát. Chẳng lẽ, Thiên Long đang bôn tập Sở Vũ? Nhiếp Khuê Hùng không lo được điều dưỡng, hắn vội vã bay lên không, muốn tiếp viện Sở Vũ. Con cự ngạc đáng chết kia, vừa mới bắt đầu đã liền phóng thích hạt sen, lại còn bộc phát trong khoảng cách gần như vậy. Chẳng lẽ nó không sợ đánh chết chính mình sao? Thật sự là vật họp theo loài, hung tàn giống như Khương Phàm. Nhưng, Nhiếp Khuê Hùng vừa mới xông ra được mấy chục dặm thì đã liền nghe được Sở Vũ tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó nơi xa liền không có động tĩnh gì nữa. Không có gào thét, không có hỗn loạn, cũng không có lôi chiều oanh minh. Kết thúc. Sở Vũ chết rồi. Mặc dù Nhiếp Khuê Hùng không tin, nhưng không dám khinh thường, hắn lập tức dừng lại. Bỗng nhiên khẽ hấp một hơi, lôi điện còn đang tàn phá bừa bãi giữa không gian này lập tức tràn vào trong thân thể của hắn, vài trăm dặm đều nhanh chóng an tĩnh. Hỗn độn thiên lôi có thể diễn biến vô số lôi chủng, cũng có được năng lực thôn phệ vạn lôi thế gian thần bí. Cơ thể hắn nở rộ cường quang, từ tạng phủ đến hài cốt, lại đến huyết nhục, đều tràn ngập lít nha lít nhít lôi điện. Sau một khắc, tất cả lôi chiều đều tụ tập đến linh văn trên trán. Nơi đó giống như là có hàng vạn tia lôi đình, hàng vạn mảnh lôi vân chiếm cứ, càng ngày càng hừng hực, không gian xung quanh đều phát ra trận trận gào thét. Mà khi lôi chiều biến mất cũng để cho hắn thấy rõ ràng tình huống nơi xa. Sở Vũ mất rồi. Không còn bóng dáng. Nhưng thiên long to lớn này dương cánh vài trăm mét lại đang nhấc lên cuồng phong bổ nhào tới phía hắn. Độc giác xuyên trời trên cái đầu kia bộc phát ra thần bí ánh sáng hồng mông, lóa mắt không gì sánh được. Để lôi chiều thất sắc, càng làm cho không gian sụp đổ. Nhiếp Khuê Hùng cau mày, quả quyết kích phát linh văn. Ầm ầm tiếng vang, đất trời lay động, thiên kiếp hoang lôi cùng hỗn độn thiên lôi trong lôi vân trên trán giao hòa với nhau, bạo phát ra một loại ánh sáng hủy diệt để chúng sinh run rẩy. Lôi chiều cuồng kích, thế như dòng lũ, thảm liệt xé mở không gian, như là trong chớp mắt liền đón nhận thiên long. Thiên long chui lên bên trên sừng đại tặc tỏa ánh sáng tới cực hạn. Như là có hàng ngàn hàng vạn con sông ánh sáng cực kỳ sáng chói, toàn cảnh là sán lạn, mỗi một mảnh cường quang đều giống như ẩn chứa chúng sinh đại đạo. Ầm ầm, long giác được phóng thích toàn lực, hàng ngàn hàng vạn con sông ánh sáng quét ngang khung trời, như là tái hiện thiên địa pháp tắc, tái tạo hình thức ban đầu của thế giới, trực diện quét tới lôi chiều. Răng rắc giòn vang, vô cùng một ngạt, quỷ dị không gì sánh được, hai loại năng lượng cực hạn cứ như vậy giao hòa cùng một chỗ. Ngay sau đó, va chạm cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa, lôi chiều minh mông, cường quang tỏa sáng, trên trời dưới đất đều tràn ngập ánh sáng hủy diệt. Bây giờ là một đối một, không có người đến quấy rầy chúng ta, tiểu lão đầu nhi, chơi hết mình đi. Tiếng đại tặc hét lớn vang động cả trời, nó huy động hai cánh, thôi động huyết lân, đuổi giết Nhiếp Khuê Hùng. Sở Vũ đâu, chết hay là chạy trốn? Nhiếp Khuê Hùng nhấc lên hỗn độn lôi chiều. Khuấy động uy lực và năng lượng cường hãn nghênh kích đại tặc.
Tại thời điểm hai thánh vương toàn lực giết tới cùng nhau, Bạch Tai cùng Nhiếp Linh đại tháo chạy đến bên ngoài mấy trăm dặm đều cố nhịn đau đớn, giết tới nhau. Mặc kệ chiến trường nơi xa như thế nào, nhưng chiến trường bọn hắn cần chính bọn hắn kết thúc. Nhiếp Linh đại khống chế lôi hùng, trải rộng ra lôi hải lĩnh vực chiếu sáng khắp nơi, đánh vỡ nát núi rừng, thể hiện ra chiến ý cực mạnh. Bạch Tai đối diện đụng đến, toàn thân bao trùm lấy bạch cốt khải giáp cứng rắn, chống cự lại lôi chiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống, lôi thú gào thét, Nhiếp Linh đại thét lớn, lập tức khởi xướng cường công. Nhưng, đúng vào lúc này, Bạch Tai đột nhiên thả đầu lâu thiên nhân được phong tồn ra. Thân cao trăm mét, khôi ngộ oai hùng, sôi trào ra cuồn cuộn cốt khí, như là thiên nhân chân chính tái nhập nhân gian, đón lấy lôi chiều cùng hỗn độn lôi chiều của lôi thú và Nhiếp Linh đại, cưỡng ép tiến lên, cuồng lực đánh lui xích hải lôi thú táo bạo. Xích hải lôi thú mang theo thân thể hùng tráng tháo chạy hơn 10 dặm, ngay cả Nhiếp Linh đại ở phía trên đều suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Đầu lâu bạo kích trọng quyền thật sự là quá cứng quá mạnh. Xích hải lôi thú mãnh liệt đong đưa thân thể, vừa muốn bão nổi, ba bộ đầu lâu cao tới trăm mét đã liên tiếp giết tới, gắt gao khống chế nó. Mặc dù bọn chúng chỉ là đầu lâu, nhưng hài cốt lại vô cùng tráng kiện, lộ ra khôi ngô hùng tráng, xương cốt toàn thân chảy xuôi khí tức thiên nhân, càng khuấy động ra long uy. Xích hải lôi thú quả quyết phát động lôi chiều, điên cuồng oanh kích, mưu toan tránh thoát khỏi trói buộc. Nhiếp Linh đại bị kinh đến, đầu tiên nhìn thấy có loại phương thức hàng phục xích hải lôi thú thô lỗ này. Nàng vung lôi thương lên, hỗn độn lôi chiều hội tụ đến mũi thương, đây là một loại võ pháp cực đạo, có thể áp xúc lôi chiều khủng bố mà bạo động đến một chỗ, kích phát từ mũi thương, trong chớp mắt bộc phát ra uy thế, có thể đạt tới một loại trình độ phá diệt kinh người, cơ hồ không gì có thể cản. Nhiếp Linh đại không phải đang tập kích ba bộ hài cốt, mà là ở trên lưng lôi thú dậm chân phóng tới, đâm về phía Bạch Tai đang lao tới lôi thú. Bạch Tai huy động cốt sực, thừa chế cơ hội xích hải lôi thú bị khống cưỡng ép đột tiến, giết tới trước mặt lôi thú. Còn Nhiếp Linh đại tập kích, hắn không có để ý, chỉ là tiện tay một kích, cánh tay tái nhợt đã lập tức đưa ra 66 khối cốt đao, xoay tròn nghênh kích Nhiếp Linh đại. Đây không phải là cốt đao, mà là răng rồng. Răng rồng sau khi bị hắn tế luyện, thai nghén tại bên trong xương cốt của hắn. Giờ phút này đột nhiên phát động ra, long khí cuồn cuộn, răng rồng sắp hàng chỉnh tề, như là tái hiện ra cái đầu cự long, gầm thét đánh về phía Nhiếp Linh đại. Sắc mặt Nhiếp Linh đại kịch biến, như là đột nhiên trực diện với một cái đầu cự long, nhưng lôi thương vẫn không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lôi quang ngưng tụ được bộc phát trong nháy mắt. Uy lực một kích này, gần như đạt tới uy lực thánh vương. Keng, đầu rồng run rẩy kịch liệt, tán loạn ngay tại chỗ, răng rồng gào thét nhấc lên, nhưng trường thương của Nhiếp Linh đại cũng điên cuồng lắc lư. Tại chỗ áp chế tách hai tay của nàng ra, mất khống chế bay lên, ngay cả nàng cũng đều bị tung bay. Giữa một cái chớp mắt này, ba bộ hài cốt toàn bộ đều phát lực, bỗng nhiên kéo căng kéo lấy xích hải lôi thú, giống như là muốn ngũ mã phanh thây nó. Bạch Tai không hề giảm tốc độ, một đầu đâm vào trong mồm xích hải lôi thú đang gào thét, bạch cốt lĩnh vực được kích phát, ba động âm trầm giá lạnh trùng kích xương cốt toàn thân. Hài cốt cứng rắn tràn ngập lôi điện của xích hải lôi thú lúc này đã bò đầy vết nứt, giống như là nhận lấy trùng kích vô hình, toàn thân vỡ vụn. Giống. Xích hải lôi thú gào lên đau đớn, lôi chiều phóng thích về cực hạn, giống như là ngàn vạn cây roi lôi điện, cuồng bạo quật lấy xung quanh hài cốt thiên nhân. Xương cốt cứng cỏi của hài cốt thiên nhân lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, khung xương đều kịch liệt ba động, giống như là tùy thời muốn tách rời. Nát cho ta. Bạch Tai đứng ở trong miệng cự thú mà hét lớn, điên cuồng thôi động bạch cốt lĩnh vực. Một loại ba động giống như biển động, chồng chất, liên miên bất tuyệt, trùng kích đến toàn bộ hài cốt của xích hải lôi thú. Răng rắc, toàn bộ hài cốt của lôi thú đều vỡ vụn, cơ thể to béo lập tức mất đi lực lượng, ngay sau đó, mảnh vỡ hài cốt lại bạo động, giống như là ngàn vạn cốt đao, xé mở ra thịt, cắt vỡ vụn nội tạng. Nhanh tránh thoát, người đang làm gì? Nhiếp Linh đại một lần nữa triệu hồi trường thương, cuốn lên lôi chiều, lập tức liền đánh nát một bộ hài cốt ở trước mặt mình. Nhưng ở lúc này, một màn thê thảm đã phát sinh, toàn thân xích hải lôi thú vỡ vụn, máu me đầm đìa, ba bộ thiên nhân hài cốt tăng vọt lực lượng, bên trong tiếng vang phốc phốc quái dị, xé mở, vô cốt lôi hùng. Một màn đầy máu kinh hồn nhiếp phách. Nhiếp Linh đại trắng bệch sắc mặt,
cứ việc chinh chiến thiên khải mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua một màn thảm liệt như vậy. Bạch Tai phóng lên trong máu thịt đầy trời, trọng trưởng răng rồng, đánh về phía trước một kích. Tới phiên ngươi, Nhiếp Linh Đại vung tay nâng thương, như lôi long xuất huyên, kéo lấy mênh mông lôi chiều, nghênh chiến răng rồng. Âm âm, theo trận bạo tạc mãnh liệt, Nhiếp Linh Đại chật vật tháo chạy, nhưng giờ phút này nàng cũng không phải muốn tiến công thật, mà là cố ý mượn nhờ cơ hội để tháo chạy, sau khi nhấc lên, toàn thân đại tác lôi chiều, phóng lên tận trời, thoát khỏi về nơi xa xôi. Đại tặc, cô ta đang đi tới chỗ ngươi. Bạch Tai không lo được bắt giết linh hồn lôi hùng, hắn khống chế đầu lâu thiên nhân, đuổi theo Nhiếp Linh Đại. Vạn kiếp liên tử đột nhiên dẫn bạo, cũng ngay lập tức đánh bay Khương Phàm cùng Nhiếp Cảnh Thiên. Hai người đều hứng chịu thương tổn nghiêm trọng, cũng đều kích phát chiến ý càng mênh mông. Thiên địa đại táng, vạn vật quy hư. Nhiếp Cảnh Thiên phô bày truyền thừa táng diệt hắn ẩn giấu, vung tay lên, đột nhiên giống như là bắt lấy thế giới này. Đát trời như vạn trượng đại mạc, gợn sóng kịch liệt, vô hình lan tràn uy lực pháp tắc. Nhiếp Cảnh Thiên cộng minh cùng đất trời, giao hòa cùng càn khôn, cơ thể đều trở nên phiêu miểu mơ hồ, như là hóa thân thành thương thiên, khống chế tồn vong vùng thiên địa này. Khương Phàm cũng ngay lập tứ tế khởi thương sinh cung, giơ lên ngọc tỷ truyền quốc, một mảnh ánh sáng kinh thế từ bộc phát cơ thể Khương Phàm, hàng ngàn tia hào quang, hàng vạn tia thủy thải, rạng rỡ nở rộ ngay giữa không gian đang sụp đổ này. Thương sinh cung nặng nề hùng vĩ, ngưng tụ uy lực tạo hóa, tụ tập ý niệm của dân chúng, hình thành sát sinh tiễn. Ánh sáng cường thịnh giống như là thần linh mở mắt, khóa chặt nam tử phía trước. Đây là lần đầu chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo giằng co với nhau, đây càng là lần đầu hủy diệt cùng bảo vệ chống lại nhau. Khương Phàm tự tin nương tựa theo ngọc tỷ truyền quốc tăng trì, hẳn là có thể uy hiếp được Nhiếp Cảnh Thiên. Nhưng, thời điểm hai bên đang hiện ra truyền thừa của riêng phần mình, Khương Phàm đột nhiên hoảng hốt, giống như ý thức bị rời khỏi, cực hạn phát ra, không còn thuộc về thân thể, mà là cộng minh cùng thế giới, cùng giao hòa dân chúng. Đối với dân chúng, đối với tự nhiên đều có cảm ngộ mới. Chúng sinh tạo hóa, đã là ý niệm của chúng sinh, lại ngậm uy lực tạo hóa. Ý niệm của chúng sinh, ý là phúc lợi của dân chúng, là lời cầu nguyện của chúng sinh, đại biểu cho ý niệm vận mệnh của sinh linh vạn vật. Uy thế tạo hóa, ý chỉ sinh trưởng, thay đổi, phát triển, tiêu vong của tự nhiên, là tự nhiên tạo nên kỳ tích, là tự nhiên sinh sôi đại thế. Giờ khắc này đột nhiên xuất hiện hoảng hốt, là cảm ngộ siêu nhiên hơn, càng là đắm chìm ở bên trong giao hòa hơn, để ý thức Khương Phàm rời khỏi phạm trù huyết nhục, tồn tại ở các ngõ ngách thế giới, có thể tiếp nhận ý niệm của chúng sinh, gảy đi diễn biến tự nhiên, thần bí lại khó lường, huyền diệu đến khó hiểu. Nhiếp Cảnh Thiên xuất hiện hoảng hốt, như là đặt mình vào trong bóng tối vô tận, quan sát thế giới trong suốt tươi đẹp. Nhìn, trời đất, như bình tĩnh vô hình, tại thời khắc này như là trở nên có hình có chất, như sóng nước dập dờn, như kim loại cứng rắn. Hắn thường xuyên len lén cảm ngộ thiên địa đại táng, mỗi lần đều là vạn vật quy hư sau khi giữ dằn hủy diệt, là hắc ám vô biên, là đất trời khó khăn, chưa bao giờ yên tĩnh cảm ngộ giống như bây giờ. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa như là thần linh, vẫy tay một cái liền có thể để cẩm tú phồn hoa này triệt để táng diệt, sau đó từ bên trong táng diệt, diễn biến tân sinh. Hai người đều phát sinh đốn ngộ ở giữa hơi giây, sau đó đều liên tiếp khôi phục tỉnh táo, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, khí thế đều bỗng nhiên tăng vọt. Giờ khắc này, bọn hắn đều rõ ràng ý thức được trình độ khủng bố của năng lượng kích phát mà mình trưởng khống, một khi phóng thích, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vô tận. Nhưng, bọn hắn đã không khống chế được mình, xác thực nói như là bị chính truyền thừa nắm bọn hắn trong tay. Giờ khắc này, không giống như là hai người bọn họ đối kháng, càng giống là đối kháng giữa chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo. Nhiếp Cảnh Thiên phát sáng toàn thân, lên tiếng hét to, hắn huy động cánh tay mãnh liệt, phạm vi vài trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm đều giống như pha lê nhận phải đè ép, răng rắc giòn vang, bò đầy lít nha lít nhít vết nứt hắc ám tĩnh mịch. Hư không pháp tác vô hình đều vỡ vụn. Một loại uy lực tai nạn hủy diệt thẩm thấu ra từ trong cái khe, một mảnh mê quang quỷ dị như có vạn vật đang trở lại hỗn độn, dâng trào ra từ trong bóng tối. Ầm ầm, ngàn dặm không gian ầm vang sụp đổ, triệt triệt để, không có bất kỳ cái gì còn sót lại, giống như là cự thú vô hình, một ngụm nuốt vào vùng đất trời này, tựa như là thượng thương mênh mông, phất tay xóa đi mảnh càn khôn này.
Nhiếp Linh Đại cùng Bạch Tai đang phóng tới, Long Cốt Cự Ngạc cùng Nhiếp Khuê Hùng đang hỗn chiến, thậm chí Sở Vũ đang chạy trốn nơi xa, đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị năng lượng đất trời sụp đổ xâm nhập, cơ thể vỡ vụn, quy về hắc ám. Cùng lúc đó, Khương Phàm khống chế Thương Sinh Cung, tụ tập uy lực tự nhiên đang sinh sôi, tiếp nhận chấp niệm cầu nguyện của dân chúng, ngưng tụ ra trường tiễn hừng hực ánh sáng, bên trong tràn ngập chấp niệm sát sinh, cũng bao quanh tự nhiên diễn biến tạo hóa. Bởi vì là chúng sinh tạo hóa tiếp nhận ý chí của Khương Phàm, đang tự mình thúc dục, cho nên, năng lượng của Ngọc Tỷ Truyền Quốc như là dòng lũ vỡ đê, nhận dẫn dắt kinh khủng, dung nhập ánh sáng lên đến trường tiễn. Một tiếng bạo động, quang tiễn xuyên qua hắc ám, chống cự lại uy lực táng diệt, lao đến trước mặt Nhiếp Cảnh Thiên. Sau đó, Khương Phàm bị hắc ám thôn phệ, bị đất trời mai táng. Nhiếp Cảnh Thiên thì bị quang tiễn xuyên qua thân thể, bị chúng sinh thẩm phán, bị tự nhiên vứt bỏ. Gặp phải một trận chiến, kết thúc vượt qua dự liệu của bọn hắn. Các cường giả đang hội tụ đến nơi này đều lục tục ngo ngoe dừng lại, khiếp sợ nhìn không gian sụp đổ trầm luân ở phương xa, lâm vào hắc ám, quy về hỗn độn. Hình ảnh kinh khủng đánh vào thị giác, chạm sâu vào trong linh hồn để bọn hắn sợ hãi. Rất nhiều cường giả thậm chí hoảng hốt, cảm giác giống như là lâm vào mộng cảnh. Cảnh tượng trước mắt không thật sự như vậy, không tuyệt vọng như vậy. Mà đối với rất nhiều tán tu mà nói, loại khái niệm táng diệt này mạnh hơn võ pháp, cho dù là trong mộng cảnh cũng sẽ không xuất hiện, điều này cũng làm cho bọn hắn ngây ngốc ở tại chỗ, thất thần thật lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể giải thích cho ta được hay không? Rốt cuộc là ai đang săn giết Khương Phàm mà lại làm ra động tĩnh như thế này? Khương Phàm đâu, đã chết rồi sao? Đất trời đều quy hư, nếu hắn còn có thể sống được, ta thật là phục đấy. Ai đồng quy vô tận cùng Khương Phàm? Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến xung quanh, lỗ đen, nghị luận ầm ĩ, cũng không dám tùy tiện tới gần. Có người thử dò xét, nhưng ý thức giống như là luồn vào trong hư vô vô tận, cái gì cũng điều tra không được. Có người thử phát động ánh sáng, lại bị bóng tối vô tận thôn phệ. Cho đến nửa ngày sau. Một tia hào quang nhỏ yếu từ trong bóng tối lao ra, ngay sau đó rơi xuống, chật vật đập vào trong cánh rừng tươi tốt. Là Sở Vũ. Đầu tiên là một nửa thân thể bị chém, sau đó lại là bị năng lượng táng diệt bao phủ, nửa người trên còn sót lại của hắn thì be bét máu thịt, đập xuống đất cơ hồ giống như là bầy thịt nhão, còn lộ ra cả xương, nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng Sở Vũ trung quy vẫn là cường giả cảnh giới Thánh Vương, ý chí cứng cỏi, vẫn gian nan duy trì tỉnh táo. Hắn run rẩy kích phát nhẫn không gian lấy đan dược nhét vào trong miệng máu me nhảy nhụa, luyện hóa hấp thu, khép lại thương thế. Ngươi là... Năm vị tán tu gần đó tới chỗ hắn, sau khi nhìn thấy thịt nát xương nát đầy đất thì hít vào từng ngụm khí lạnh. Ta là Sở Vũ, nguyên là lão tổ thánh vương của vạn đạo thần giáo, bây giờ là trưởng lão đế tộc. Các ngươi mang ta rời khỏi, ta tất có thâm tạ. Sở Vũ mệt mỏi nói nhỏ, trước đó rất khinh thường thừa nhận phụ thuộc là đế tộc. Bây giờ không thể không dùng để trấn nhiếp. Năm vị tán tu hai mặt nhìn nhau, có chút hoài nghi. Con mắt còn sót lại của Sở Vũ hơi rung nhẹ, tiếp cận năm người trước mặt. Ta bị thương, nhưng ta vẫn thánh vương. Các ngươi dám giở trò lung tung, ta đánh chết các ngươi. Cứu ta, đây là mệnh lệnh. Năm người khẽ cắn môi, giơ lên túi không gian, cẩn thận từng ly từng tí bao đến giống như thịt nhão Sở Vũ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắc ám vẫn chiếm cứ không tiêu tan, nơi đó giống như là bị thế giới vứt bỏ, hoang vu giá lạnh, nhưng không lâu sau đó, Thiên Long mang theo cơ thể rách dưới vỡ vụn lân giáp, từ bên trong gian nan bỏ đi ra, trên lưng là Bạch Tai đang nằm hấp hối. Khương Phàm đâu, tên điên kia đã làm gì, suýt chút nữa đã đưa tiễn ta rồi. Cơ thể đại tặc không ngừng chảy máu, chật vật úp sấp trên đỉnh núi trước mặt, ngắm nhìn hắc ám, chờ đợi Khương Phàm. Nhưng đã đợi lại đợi. Không chỉ có không có chờ đến Khương Phàm, ngược lại còn chờ ra Nhiếp Khuê Hùng và Nhiếp Linh Đại, cùng cường địch từ đằng xa chạy tới, Thiên Hoang Thần Cung. Không biết qua bao lâu, Khương Phàm khẽ nhúc nhích tầm mắt, chậm rãi mở mắt ra, một mảnh hào quang sáng chói lộng lẫy chiếu vào hốc mắt. Đập vào mắt là một gốc đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, nguy nga hùng vĩ. Trên cành cây cứng cáp có phù văn thần bí uốn lượn, tỏa ra ánh sáng sáng rỡ. Phù văn lan tràn từ thân cây đến chạc cây, thẳng đến lá cây. Ánh sáng năm màu, trông vô cùng lộng lẫy.
Trong tán cây tươi tốt treo đầy linh quả, có sán lạn như hoàng kim, có xanh thẳm như biển, có bạch ngọc xinh đẹp, cũng có đen như mực. Bọn chúng có hình thái khác nhau, màu sắc đều chói lọi, đều giống như có linh tính, thậm chí ánh sáng nở rộ còn bày biện ra hình dáng giống như linh tước, xà mãng, hùng sư, sinh động như thật. Ảo giác sao? Ta đang ở đâu? Khương Phàm thoáng hoảng hốt, ánh mắt hơi rung nhẹ, liếc nhìn về hai hài đồng đứng cách đó không xa. Một người cười ha hả nhìn hắn, lung lay ngón tay, giống như đang chào hỏi. Một người đang từ trên cây dẫn xuất một chạc cây, quấn chặt lấy một người đẫm máu khác ở trên đất, đưa vào trong tán cây với màu sắc lộng lẫy. Cái người đầy máu kia giống như đã tỉnh, mệt mỏi dãy giụa, nhưng chạc cây lại như là như độc xà chui vào trán của hắn, bắt đầu từ linh văn khuếch tán đến toàn thân. Người đó đau đớn mệt mỏi than nhẹ, rất nhanh đã không có động tĩnh, cơ thể sau đó từ từ mọc ra mầm nhánh xanh nhạt, cho đến khi bao trùm toàn thân. Đó là Nhiếp Cảnh Thiên sao? Khương Phàm từ từ ngưng tụ con ngươi, muốn khôi phục tỉnh táo. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, đang ở bên trong tán cây tùm treo đầy linh quả kia, chứ cái người đầu máu vừa mới bị mang lên, lại còn có càng nhiều trà cây hình người, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, lít nha lít nhít trà cây hình người, treo đầy tán cây, có chút đã không có động tính, có chút vẫn còn đang đau đớn ngọ nguậy. Trên đại thụ nguy nga hoa mỹ, ngoại trừ bên trong linh quả bay ra tiếng chim hót nhẹ nhàng, tiếng thú giống hùng hồn ra thì còn có lít nha lít nhít tiếng kêu rên thê lương. Đây không phải thánh thụ, rõ ràng chính là địa ngục quỷ thụ. Ta đã chết rồi sao? Ta đã vào địa ngục. Khương Phàm theo bản năng liền muốn kích phát đại diệu thiên kinh, phóng thích chú tước yêu hỏa. Nhưng, khi Nhiếp Cảnh Thiên chết đi, trong ý thức suy yếu đau đớn của hắn rất nhanh đã bị ánh sáng hừng hực mở ra, như có hàng vạn viên tinh thần, không gian chiều dâng, đánh thẳng vào ý thức, kích động linh hồn. Ầm ầm, toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, mãnh liệt lao ra như con đê vỡ bờ, nương theo nhiệt độ nóng bỏng cùng uy lực phần diệt, hóa thành một con chu tước vô cùng to lớn, bao phủ đỉnh núi. Một tiếng gáy to bén nhọn vang vọng trong cấm khu, truyền khắp 10 vạn dặm sơn hà tại thế giới mới, bay vào thần dụ chi hải, thần khấp chi hải, thần hữu chi hải, thậm chí là tới gần đại lục. Giờ khắc này, bất luận là cửu châu thập tam hải, hay là cửu địa dưới u minh địa ngục, thậm chí là thiên khải chiến trường trên 9 tầng trời, đều nghe được một tiếng gáy to như có như không, đều cảm nhận được một loại không gian dung chuyển vi diệu. Khương Phàm đã lâm vào hôn mê, nhưng Đan Hoàng lại rõ ràng cảm nhận được thay đổi tại thời khắc này, giống như thần uy chu tước yêu hỏa của Khương Phàm bị chân chính tỉnh lại. Chu tước yêu hỏa, triệt để thăng hoa thành diệt thế phần thiên viêm, đã thức tỉnh tiềm lực thần viêm. Thiên địa đại táng đã thuộc về Khương Phàm, thế giới lần nữa chọn Khương Phàm làm người thừa kế sao? Vì sao vẫn là Khương Phàm? Là bởi vì Khương Phàm giết chết Nhiếp Cảnh Thiên sao? Hay là bởi vì Khương Phàm đã dung hợp hai loại đại táng là Sơn Hà và Nhật Nguyệt tinh thần, hấp dẫn thiên địa đại táng cùng là đại táng tự nhiên? Cũng có thể là bản thân diệt thế phần thiên viêm đã có được uy lực đặc biệt phần diệt thiên địa, phù hợp với điều kiện truyền thừa của thiên địa đại táng chăng? Chư thiên lục táng đã đến cái thứ ba, tất cả còn đều là hệ thống táng diệt thế giới. Kỳ tích thật, đây cũng là sứ mệnh rồi. Đan Hoàng thăm thẳm than nhẹ, ý niệm xuyên qua Khương Phàm, nhìn về hài đồng non nớt dưới gốc đại thụ che trời kia. Hài đồng mặt giãn ra mỉm cười, nhẹ giọng một câu, truyền vào ý thức. Lão đầu nhi, đã lâu không gặp, lễ vật chuẩn bị cho ngài, ngài có hài lòng. Đan Hoàng có chút hoảng hốt, vừa nhìn về phía trời đại thụ nguy nga che, đột nhiên, hắn hiểu được rất nhiều. Rất nhiều. Thì ra, thần quang nở rộ ngập trời bên trên giới Nguyên Sơn lại là đến từ một gốc đại đạo thánh thụ. Khó trách trong thế giới mới bảo lưu lấy nhiều cổ thụ thần bí như vậy, còn có thể tồn lưu từ thượng cổ đến bây giờ, thì ra nơi này không chỉ là thế giới yêu thú, mà còn là thế giới thụ yêu. Là đại đạo thánh thụ đang bảo vệ bọn chúng, là đại đạo thánh thụ đang chống đỡ thế giới cổ lão mênh mông 10 vạn dặm. Xác thực mà nói, cái cây này đã không còn xem như thánh thụ, mà là thần thụ chân chính. Đây xem như một gốc đại đạo thụ yêu sau cùng của thế gian. Đại đạo thần thụ, không chỉ có linh trí từ khi ra đời, còn dựng dục ra linh thể, chi phối thế giới mới mênh mông. Trách không được thế giới mới muốn săn giết cường tộc phía ngoài. Trách không được thế giới mới muốn khiêu chiến thiên hạ. Thì ra là chủ nhân nơi này cần chất dinh dưỡng tẩm bổ thân cây,
cần tập kết uy lực truyền thừa, diễn biến thần uy càng mạnh. Đan Hoàng thông cổ hiểu kim, đọc nhiều sách vở nên kiến thức uyên bác, hắn đã đọc qua vô số lịch sử, nhưng vẫn bị bí mật của thế giới mới làm cho khiếp sợ. Đại đạo thánh thụ vốn là đến từ thời kỳ hoang cổ, đều dùng nhân tộc yêu tộc để giữ lại truyền thừa. Một gốc đại đạo thánh thụ, trên lý luận có thể ký kết 2-3 loại truyền thừa, mà trước mắt cái cây này không thể nghi ngờ là đã ngưng tụ đến hàng vạn loại. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây đều không phải là đại đạo thánh thụ, càng không phải là đại đạo thần thụ, mà là thụ linh dị biến hoàn toàn mới. Một thần linh nắm trong tay vô số truyền thừa. Đây sẽ là dạng tồn tại kinh khủng gì? Là ai gieo nó? Là ai đã dẫn phát dị biến nghịch thiên như thế này? Đan Hoàng suy nghĩ ngàn vạn lần, đột nhiên nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên tới nơi này, nhìn thấy vực sâu thiên táng ở dưới giới Nguyên Sơn. Nơi đó rủ xuống vô số dễ dà, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy phi phàm. Chẳng lẽ, đó chính là rễ cây của đại đạo thần thụ? Chẳng lẽ, là năng lượng thiên táng từ vùng đất quỷ bí đó, đã dẫn phát đại đạo thần thụ dị biến? Đây là một gốc thụ yêu từ mọc ra vùng đất thiên táng, có thể hấp thu đến năng lượng phía dưới hay không? Nói như thế, ai mới là trưởng khống giả chân chính của thế giới mới? Yêu đồng đi đến bên cạnh Khương Phàm, nằm nhoài hắn bên tai nhẹ giọng một câu. Ngươi nên rời khỏi, chờ mong ngày chúng ta gặp mặt. Đan Hoàng thăm thẳm khẽ nói. Hài tử, ngươi biết nguyên nhân ta phong ấn ngươi, ngươi. Không nên thế này. Ngài vì tạo nên ta mà bỏ tính mệnh, ta rất cảm kích, cho nên ta để lại cho ngài cửu khiếu thông linh quả, trả lại ngài ân tình tái tạo. Ân tình của ngài dành cho ta, xóa bỏ. Nếu như ngài an phận, chúng ta xem như thầy trò. Nếu như ngài còn dám có ý đồ đối với ta, chúng ta từ biệt là được, không tiếp tục liên quan. Là người thân, là kẻ thù, ngài, tự xem mà làm. Yêu đồng vỗ nhẹ nhẹ gương mặt Khương Phàm, nói cho Đan Hoàng nghe. Đan Hoàng trầm mặc, đáp lại yêu đồng chỉ có thở dài một tiếng. Tiễn khách, yêu đồng đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp non nớt mang theo nụ cười ngọt ngào, nhưng này trong đôi mắt thâm thúy lại lóe ra ý lạnh làm cho người ta hồi hộp. Giới chủ trong tán cây đang trấn áp nhiếp cạnh thiên, diễn biến hỗn độn thiên lôi truyền thừa, tùy ý phất phất tay. Bùn đất dưới thân Khương Phàm nhúc nhích, dâng lên dây leo sáng chói, lôi hắn vào hư không, ném ra khỏi giới Nguyên Sơn. Phía dưới giới Nguyên Sơn đang yên lặng, trong vực sâu hắc ám u lãnh, cái đầu lâu to lớn lơ lửng kia chậm rãi mở hai mắt đang nhắm chặt ra. Đôi mắt sáng chói, giống như tinh thần chuyển động, bên trong khuấy động bức tranh tuyệt thế kinh khủng. Có máu tung bay giữa đất trời, có mưa lớn như thác nước, có vạn đạo sụp đổ, càn khôn chôn vùi. Tại hư vô cùng hỗn loạn, có cự nhạc nguy nga giống như trụ trời, nở rộ mê quang hồng mông, chống ra ánh sáng sau cùng của thế giới, có đồ đằng che trời, vạn dân triều bái, tiếng hò hét trải rộng ra ý nguyện của chúng sinh, càng có tế đàn lên trời, nghịch loạn càn khôn, phong thưởng mấy triệu thần ma. Đôi mắt kia chậm rãi chuyển động, mang theo thanh âm ù ù chấn động đất trời. Nhìn về hướng Khương Phàm rời khỏi. Lúc Khương Phàm tỉnh lại là đang nằm ở bên bờ vực, bên ngoài thế giới đã là đêm khuya, nhưng bình chướng tại thế giới mới còn đang tỏa ra hào quang sáng chói, chiếu ánh lấy mênh mông dãy núi. Ta đang ở đâu? Trong thoáng chốc Khương Phàm nhớ tới tình cảnh quỷ bí trước khi hôn mê, lập tức đánh thức ngồi xuống. Ngươi còn sống, cũng đã an toàn. Trong đầu truyền đến giọng nói của Đan Hoàng. Khương Phàm tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể. Thương thế đã khỏi hẳn, tinh khí thần vô cùng thịnh vượng, trái tim đang nhảy lên. Không chỉ có hoảng hốt với tình cảnh vừa rồi giống như là nằm mơ, mà ngay cả tình cảnh chém giết cùng nhiếp cạnh thiên trước đó cũng là như nằm mơ. Đan Hoàng nói, ngươi đã đạt được thiên địa đại táng của nhiếp cạnh thiên. Nhiếp cạnh thiên chết rồi, là ta giết, cuộc chiến này hôm nay cứ mơ mơ hồ hồ. Khương Phàm lau trán, cố gắng khôi phục tỉnh táo. Tại sao ta lại ở đây? Lúc hôn mê, giống như thấy được chút vật kỳ quái. Là giới chủ thế giới mới cứu được ngươi, lại ngươi đưa đến nơi này. Đan Hoàng khẽ nói đơn giản, trong thanh âm lại lộ ra vẻ phức tạp cùng sầu lo. Ngài gặp qua vị giới chủ kia rồi. Khương Phàm không nghe ra Đan Hoàng có vấn đề. Thấy qua, một trong 12 yêu tổ sao? Không phải yêu tổ. Đó là cái gì? Một loại mà ta cũng chưa thấy qua. Thứ gì? Là gốc cây kia sao? Nó, mời ta giữ bí mật. Đan Hoàng không muốn nhiều lời,
không chỉ có lo lắng dã tâm của gốc thần thụ kia, mà còn lo lắng lấy yêu đồng cùng thụ linh kia xen lẫn cùng một chỗ. Yêu đồng không chỉ là tâm huyết suốt đời của hắn, còn phong tồn lấy càng sâu bí mật. Hắn là tạo nên yêu đồng mà chết, cũng là cam nguyện chịu chết, nhưng không nghĩ tới. Tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng yêu đồng vẫn đã thức tỉnh. Mặc dù là cách thân thể Khương Phàm, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy yêu đồng cái sự lạnh nhạt cùng lạ lẫm trong đôi mắt lấp lóe kia. Đan Hoàng rất rõ ràng, đối với Khương Phàm, đối với thế giới này, yêu đồng đều chính là uy hiếp chí mạng. Khương Phàm không có hỏi tới giới chủ, mà là hưng phấn nhắm mắt lại yên lặng cảm ngộ thiên địa đại táng. Ý thức trong phiêu miểu hoảng hốt lên, như là cùng càn khôn giao hòa, phiêu nhiên ở thế giới bên ngoài, có thể phất tay đánh nát không gian, có thể táng diệt đất trời mênh mông. Mà, thiên địa đại táng còn giống như tồn tại liên hệ kỳ diệu cùng nhật nguyệt tinh thần đại táng và sơn hà đại táng của hắn. Thật giống như thời điểm trước đó gặp được Nhiếp Cảnh Thiên, trong đầu xuất hiện hình ảnh bầu trời dâng cao, địa tầng chìm xuống, thiên địa hỗn độn sơ khai. Mà mai táng ba vị trí đầu trong chư thiên lục táng, thật ra là sơn hà đại biểu tầng dưới của thế giới, không gian đại biểu tầng trung của thế giới, nhật nguyệt tinh thần đại biểu thượng tầng của thế giới, là hoàn chỉnh hệ thống táng diệt triệt để của thế giới. Nếu như chân chính dung hợp, táng diệt không chỉ là môi trường tự nhiên, thậm chí còn có thể là pháp tắc cùng trật tự. Thánh Hoàng Thiên Phẩm. Khương Phàm đột nhiên kinh hô, linh văn được hắn liên tục tẩm bổ lại phát sinh biến chất, từ Thánh Vương Thiên Phẩm bước vào Thánh Hoàng Thiên Phẩm, ngay cả cảnh giới kẹt tại đỉnh phong thánh linh cảnh, đồng thời chân chính chạm tới cảnh giới Thánh Vương. Nếu chạm tới hàng rào cảnh giới, liền mang ý nghĩa hắn có thể bằng vào tài nguyên cưỡng ép trồng chất đột phá. Đại Tặc và Bạch Tai đâu? Khương Phàm đang muốn chuẩn bị bế quan, đột nhiên phát hiện không thấy hai tên gia hỏa kia. Giới chủ chỉ cứu được ngươi, những người khác không có gặp. Đan Hoàng hất ra tạp niệm, mừng thay cho Khương Phàm. Biến đổi từ Thánh Vương Thiên Phẩm đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm xác thực thật quá khó khăn, bây giờ rốt cuộc Khương Phàm cũng lột xác thành công, đáng để vui mừng. Ta hôn mê bao lâu? Coi như là 3 ngày. Lúc ấy bọn hắn hẳn là cũng bị thương, nếu như bị cường tộc khác ngăn chặn liền phiền toái. Khương Phàm lập tức đứng dậy, tìm kiếm bọn người đại tặc khắp nơi. Ngoài vạn dặm, Long Cốt Cự Ngạc bị cột sắt tráng kiện xuyên qua thân thể, đính tại bên trên tổ nguyên sơn nguy nga. Đầu lâu, cái đuôi, tứ chi cùng thân thể, toàn bộ bị cột sắt đánh xuyên qua. Cột sắt đen kịt giá lạnh, phía trên khắc đầy đường vân giống như rãnh máu, mỗi cái đều dài đến 100 mét. Sau khi xuyên qua Long Cốt Cự Ngạc, gần như không chỉ hấp thu long huyết, cũng đang phóng thích phần đen quỷ bí, giống như nguyền rủa bò đầy toàn thân. Côn sắt cắm mũi nhọn vào tổ nguyên sơn càng giống là hòa làm một thể cùng ngọn núi, mặc cho Long Cốt Cự Ngạc giãy giụa, đều không lay động được chút nào. Một tên nam tử khô gầy đứng trên cột đá xuyên qua đầu cự ngạc, mở ra hai tay, nhắm hai mắt, cẩn thận nắm cột sắt trong tay. Về phần Bạch Tai, cũng bị hắc thiết như thế này đóng trên tổ nguyên sơn, nhưng cột sắt chừng 1 mét, phần đen quỷ dị lan tràn bên trong huyết nhục cùng hài cốt, giam cấm năng lượng chuyển động. Hai nam nữ tử khoác áo bào đen đang vòng quanh Bạch Tai cẩn thận nghiên cứu linh văn cùng năng lượng đặc biệt của hắn, còn có chút hăng hái thảo luận. Ầm ầm, lôi chiều cuồng kích, mở ra đất trời mở tối, đi tới phía trước tổ nguyên sơn. Nhiếp Khuê Hùng từ trong lôi chiều đi tới, sắc mặt âm trầm. Vẫn không có tìm được Khương Phàm. Chết rồi sao? Nam tử khô gầy trấn áp cự ngạc thản nhiên mở miệng. Nhiếp lão, không phải ngài ngóng trông Khương Phàm chết sao? Không cần tìm, đều 3 ngày, phải chết. Nếu như còn sống, chính hắn sẽ tìm tới. Hai vị nam nữ kia thuận miệng nói, tiếp tục khống chế hắc thiết, trấn áp Bạch Tai. Nhiếp Khuê Hùng nói, có lẽ Khương Phàm đã chết rồi, cũng có thể là đã phế đi. Bây giờ rất có thể chính là lúc đang suy yếu. Sớm tìm tới, sớm xử lý. Nam tử khô gầy trấn áp cự ngạc khô cằn cười. Ngài tìm Khương Phàm hay là tìm Nhiếp Cảnh Thiên? Ngài lo lắng Nhiếp Cảnh Thiên rơi xuống trên tay Khương Phàm. Nhiếp Khuê Hùng cau mày, quả thật có chút lo lắng, bởi vì hắn cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Không gian đột nhiên liền sụp đổ phạm vi lớn, giống như toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào hủy diệt. Khí tức không cách nào nói rõ vào thời khắc ấy lại khiến cho hắn có cảm giác hồi hộp. Hắn biết đây không phải là do Nhiếp Cảnh Thiên làm, nói cách khác rất có thể là Khương Phàm dẫn nổ năng lượng, hoặc là vũ khí nào đó.
nhưng tình huống Khương Phàm lúc đó, có vẻ như không cần dẫn phát loại thế công tự sát này, không chỉ có nuốt Khương Phàm cùng Nhiếp Cảnh Thiên, mà ngay cả cự ngạc cùng thuộc cấp đều từ bỏ. Cho nên, đến bây giờ, hắn đều không nghĩ ra rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Nhiếp Linh Đại Từ đi từ hướng khác gấp gáp trở về, lắc đầu đối với Nhiếp Khuê Hùng. Không tìm được bóng dáng Khương Phàm. Chờ đi, nếu như Khương Phàm còn sống, tất nhiên sẽ tìm kiếm con cự ngạc này. Lão nhân gầy còm đến từ hoàng đạo Nam Bộ của Bắc Thái Đại Lục, Thiên Hoang Thần Cung. Bởi vì không bị quản chế tại Bắc Thái Đế Tộc, cho nên bọn họ có mối quan hệ thân mật với Cửu Cực Thần Điện. Khống chế lại cự ngạc, tuyệt đối không được để nó thoát khỏi. Nhiếp Khuê Hùng âm trầm sắc mặt đi đến trước mặt cự ngạc, gắt gao nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đánh nát con cự yêu này. Sở Vũ là chết, hay là phế đi? Lão nhân gầy còm là nhân vật cấp lão tổ của Thiên Hoang Thần Cung, tên là Ân Sát. Tốt nhất là chết rồi. Đường đường là Thánh Vương, lại không kiềm chế nổi một con cá sấu. Nhiếp Khuê Hùng hồi tưởng lại tình huống lúc đó, càng muốn chụp toàn bộ tội danh đến Sở Vũ trên thân. Nếu như không phải Sở Vũ phân thần chú ý Khương Phàm nơi đó, mà là toàn lực ứng phó cự ngạc, liền có thể phát hiện hạt sen trước tiên, cho bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui. Nếu như sau khi chuyện xảy ra, Sở Vũ có thể toàn lực phản kích, cuốn lấy cự ngạc, hắn cũng có thể kịp thời đuổi tới, liên thủ chế phục cự ngạc. Ân Sát liếc mắt nhìn Nhiếp Khuê Hùng, không tiếp tục tra hỏi quá nhiều, hắn có thể nhìn ra được, trận chiến gặp phải cùng Khương Phàm kia đánh rất chật vật, cũng đánh rất tồi tệ. Nhiếp Cảnh Thiên thật có khả năng giữ nhiều lành ít, nếu không lấy lòng dạ vị điện chủ tiền nhiệm Nhiếp Khuê Hùng này, tuyệt đối sẽ không lo lắng thành bộ dáng này. Linh văn loại hài cốt, thiên hạ hiếm thấy, có thể tu luyện tới thánh linh cảnh, giống như đều không có nghe nói qua. Khương Phàm từ đâu tìm được một bảo bối như thế này? Một phụ nhân hơi mập đứng ở trước mặt Bạch Tai, dùng lưỡi dao tùy ý giải phẫu da thịt, xem xét hài cốt đang nhúc nhích ở bên trong. Đừng nhìn bộ dáng nàng bình thường, nàng lại là phó cung chủ đương đại của Thiên Hoang Thần Hoàng, tại Bắc Thái Nam Bộ nàng đều có hung danh hiển hách, càng là truyền nhân trực hệ của vị lão tổ Ân Sát này, Ân Nguyệt Minh. Nhiếp Linh Đại nhìn Bạch Tai đang hôn mê, thần tình nghiêm túc. Hắn đối với hài cốt khống chế đến cực cao, tùy tiện đã chấn vỡ vụn xích hải lôi thú. Khương Phàm có thể tìm tới người như vậy làm cận vệ, xác thực là may mắn. Cung chủ thứ hai của Thiên Hoang Thần Cung, Ân Ly Hận nói. Thương Huyền là tổ địa nhân tộc, chủng loại linh văn rất phong phú, rất nhiều linh văn xuống dốc nói không chừng liền sẽ tại thời kỳ nào đó đột nhiên xuất hiện thức tỉnh, sinh ra thánh phẩm thậm chí thiên phẩm. Sinh ra thánh phẩm ngược lại có khả năng, linh văn xuống dốc đột nhiên xuất hiện thiên phẩm rất khó, trừ phi là kỳ tích. Thật ra, ta ngược lại là cảm thấy, hắn hẳn là một thánh phẩm, bị Khương Phàm cưỡng ép thúc thăng thành thiên phẩm. Loại chuyện biến đổi linh văn này dưới tình huống bình thường là không thể nào phát sinh, nhưng rất nhiều bảo bối Khương Phàm cướp được từ Thượng Thương Cổ Thành, nhất là ba cái đế chảo. Ba đế chảo không phải bị cướp đi sao? Đế chảo bị cướp đi, chẳng lẽ sau khi Khương Phàm đạt được không có rút đế huyết ra sao? Nhiếp Linh Đại ngắt lời nói. Triệt để phong ấn hắn, chờ sau khi Khương Phàm xuất hiện, trước tiên giết hắn. Ân Nguyệt Minh đứng dậy, vỗ vỗ côn sắt. Người bị Thiên Hoang Thần Cung chúng ta trấn áp cho tới bây giờ đều không có tiền lệ thoát thân. Chờ đi, chỉ cần Khương Phàm đến, đừng nói cái đầu lâu hình người này, ngay cả con cá sấu lớn kia, ta cũng có thể hủy nát đi ở ngay trước mặt hắn. Khương Phàm cẩn thận tìm thật lâu, từ khi trời tối đen đến lúc hừng đông, lại đến trời tối, nhưng vẫn không có tìm được cự ngạc và Bạch Tai, ngược lại là gặp Kim Vô Song. Hơn 10 ngày, bên cạnh Kim Vô Song lại một lần nữa tập kết được ba thế lực, bao gồm hai chi đội ngũ hoàng tộc, cùng Bất Hủ Thần Sơn của Thái Sơ Hoàng Đạo vừa mới chạy đến. Bất Hủ Thần Sơn là tồn tại cực kỳ đặc thù tại Thái Sơ, nơi đó có được kỳ lân thú văn, Mạc gia cùng kỳ lân yêu tộc. Sớm tại thời kỳ thượng cổ, kỳ lân yêu tộc cường hãn đã từng mấy lần xưng hùng, từng sinh ra các loại bá chủ đặc biệt như Mạc kỳ lân, Bạch kỳ lân, còn nuôi dưỡng chiến nô nhân tộc có được kỳ lân thú văn, hình thành khế ước quan hệ yêu làm chủ, người làm nô, đặc thù. Sau khi thời đại biến thiên, yêu tộc kỳ lân đã từng là bá chủ trải qua kiếp nạn, nhanh chóng suy sụp, cuối cùng chạy ra khỏi đại lục Cửu Long, lưu vong thiên hạ, thậm chí xuất hiện tình cảnh xấu hổ thế gian không kỳ lân, chỉ còn kỳ lân thú. Vận mệnh những người đã từng là nhân nô của kỳ lân cũng có rất nhiều thăng trầm,
có lúc từng xuống dốc, hoàn toàn biến mất, có khi thì quật khởi như kỳ tích, trong đó lấy Mạc Gia là nhất, định cư tại Thái Sơ Bất Hủ Sơn, tạo ra danh hoàng tộc. Lại về sau, Mạc Gia bí mật mời chào số lượng lớn kỳ lân thú vào Bất Hủ Sơn. Vì để cải thiện cục diện khó xử của kỳ lân yêu tộc, cao tầng Mạc Gia đã chế định tộc quy, tự sát thức, quy định mỗi một thời đại sau này đều phải chọn hai vị thánh văn, chủ động từ bỏ ký ức cùng cơ thể tại sinh tử cảnh, triệt để hóa thân thành kỳ lân, dùng cái này để lớn mạnh kỳ lân yêu tộc. Chính là Mạc Gia điên cuồng, cùng hoàn cảnh đặc thù của Bất Hủ Sơn để kỳ lân yêu tộc tái hiện huy hoàng. Kỳ lân yêu tộc chủ động thay đổi quan hệ chủ tớ, ký kết minh ước sinh tử. Tức là, không còn là chủ tớ, mà là đồng bạn. Bất Hủ Sơn, cũng tại 900 năm trước đã chân chính bước lên vấn đề hoàng đạo, bây giờ xem như là hoàng đạo trẻ tuổi nhất khắp thiên hạ. Nhưng bằng vào sự cường hãn của kỳ lân yêu tộc, bọn hắn vẫn đứng vững bước chân tại Thái Sơ Đại Lục. Đương nhiên, Bất Hủ Thần Sơn có thể bước lên vấn đề hoàng đạo, còn được Thiên Khải Chiến Trường tán thành, thật không thể bỏ qua công lao của Thái Sơ Đế Tộc. Cũng không phải Thái Sơ Đế Tộc coi trọng Bất Hủ Thần Sơn, mà là cố ý buồn nôn Long Tộc. Hắn chính là Khương Phàm, thật đúng là để cho chúng ta đụng phải. Một nữ tử khoác áo choàng đỏ ngồi trên lưng một con hỏa kỳ lân toàn thân xích hồng, hơi có vẻ kiêu ngạo đánh giá Khương Phàm. Mái tóc của nàng dài như áo choàng, mỹ lệ xinh đẹp, sinh ra một khuôn mặt mị hoặc, giống như là yêu tinh, vóc người bốc lửa dùng nhuyễn giáp bó sát người thỏa thích bày ra, đường cong chập trùng, xinh đẹp đến câu hồn. Hỏa kỳ lân thì thần tuấn oai hùng, liệt diễm không ngừng cuồn cuộn trên toàn thân. Trong kỳ lân yêu tộc, hỏa kỳ lân không thể nghi ngờ là nóng nảy nhất, hiếu chiến nhất, cũng là cực kỳ cường hãn. Ở hai bên hỏa kỳ lân thì là hai con thổ kỳ lân, nhìn ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng cái khí tức mênh mông hùng hậu này ngược lại càng thêm áp bách. Hắn chính là Khương Phàm, chủ nhân Thương Huyền chuyển thế. Chủ nhân Thương Huyền chỉ là khoa trương, hắn cũng không có chân chính thống ngự Thương Huyền. Nói thần hoàng chuyển thế là có thể. Trên lưng thổ kỳ lân theo thứ tự là hai vị trung niên một nam một nữ, cũng đang quan sát Khương Phàm. Sao hắn lại tự đi một mình, con cự ngạc cùng thị vệ kia của hắn đâu? Hoàng tộc khác tiếp cận Khương Phàm, cũng đang cảnh giác xung quanh. Bọn hắn đã tận mắt chứng kiến qua Khương Phàm săn giết miếu chủ thần miếu, cũng chứng kiến qua cự ngạc hóa thiên long, đánh bại Kim Vô Song. Nếu không có ở nơi này, không phải là bị giết, thì chính là bị thú triều tách ra. Kim Vô Song quét mắt nhìn xung quanh, không có phát hiện được bất cứ khí tức ẩn tàng gì. Nàng hừ lạnh một tiếng, mang theo hoàng kim chiến kích đi đến phía trước, bên trong đồng tử hoàng kim như là có mặt trời nhấc lên, cường quang chói mắt. Khương Phàm, mấy ngày không gặp, tinh thần sa sút nhỉ. Đường đường là thần hoàng chuyển thế, ngay cả một tên thị vệ phục vụ cũng bị mất. Thật sự đáng thương. Khương Phàm cười nhạt nói. Kim cô nương nhìn thần thái sáng láng. Mấy ngày nay hẳn là được phục vụ rất dễ chịu rồi nhỉ. Thô bỉ. Ánh mắt Kim Vô Song đột nhiên lạnh lại, bộc phát cường quang, xông ra hai thanh kiếm quang, giống như là kim kiếm chân thực, đâm rách không gian, tạo nên gợn sóng màu vàng. Đều phải chết, còn coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Loại người lấy mạnh lấn yếu như người đây, nhìn cũng không giống là kẻ tuân theo cấp bậc lễ nghĩa. Hai mắt Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, xông ra hai ánh lửa. Trực tiếp hóa thành chu tước, dương cánh bay lên, phần diệt trời cao, oanh kích kim kiếm. Mặc dù cảnh giới của Khương Phàm kém xa Kim Vô Song, nhưng đôi mắt này lại chính là thần nhãn chân chính, phối hợp diệt thế phần thiên viêm vừa mới biến đổi, đã lập tức được tăng vọt uy thế. Ầm ầm, hàng vạn tia kim quang tỏa sáng, liệt diễm hừng hực được tuôn ra, giống như thủy triều bao phủ khắp nơi. Hai nguồn năng lượng kịch liệt đánh chúng chôn vùi lẫn nhau, kim kiếm chém chu tước. Chu tước làm vỡ vụn kiếm, rầm rầm rầm. Tiếng vang rung động mấy trăm dặm mênh mông. Thật mạnh. Khuôn mặt nữ tử khoác áo choàng đỏ bên trên kỳ lân có chút động, mặc dù chỉ là thăm dò đơn giản, nhưng có thể tùy tiện chống đỡ một kích của Kim Vô Song, cũng không phải là việc mà ai cũng có thể làm được. Dù sao đó cũng là Kim Vô Song, là thiên kiêu bất bại của Thái Sơ Đại Lục, là chủ nhân hoàng đạo trẻ tuổi nhất, ngay cả đế tộc đều đang mật thiết chú ý chiến thần tương lai. Đối với những người sinh sống tại Bắc Thái Đại Lục như bọn hắn mà nói, Kim Vô Song thống ngự Hoàng Kim Thiên Phủ, còn chói mắt hơn mặt trời. Kim Vô Song ta từ trước tới giờ không lấn yếu, có thể bị khi phụ đều là mình không đủ mạnh.
huyết dịch hoàng kim lao nhanh trong cơ thể Kim Vô Song, giống như lôi minh biển động, bộc phát ra ba động khủng bố. Nàng nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người, phong hoa tuyệt đại, nhưng so với nam tử lại đều muốn dũng mãnh hơn, chiến kích trong tay chấn động, nàng giống như là thiểm điện lao thẳng đến Khương Phàm. Nói hay lắm. Khương Phàm kích phát bản thân, cảnh giới đã chạm đến Thánh Vương hàng rào được gia tăng gấp 5 lần, thực lực tăng vọt đến trình độ khủng bố. Hắn giống như là một tuyệt thế luyện lô ầm vang đứng vững, bộc phát ra ba động khủng bố phần thiên diệt địa, không gian đều kịch liệt nổi lên gợn sóng. Hắn ngưng tụ phần thiên chiến vực, hóa thành liệt diễm chiến đao, ngang nhiên bổ về phía Kim Vô Song. Oanh! Ầm ầm! Hai người đối diện va chạm đến nhau, điên cuồng giết đến cùng một chỗ. Không có thăm dò, không có luận bàn, bắt đầu liền thẳng tới đỉnh phong, bí thuật cường hãn, truyền thừa bá đạo, đều phóng thích toàn diện tại thời khắc này. Bọn hắn oanh động tại bình chướng trên bầu trời, chôn vùi tại mặt đất, tại núi cao rừng rậm. Bọn hắn giết tới sôi trào, giết tới cuồng bạo. Liệt diễm tuôn ra, kim quang vô biên, càng giết đến thiên địa thất sắc, đêm tối như ban ngày. Thái sơ cường tộc nhao nhao lui lại, tránh khỏi trận đại chiến kịch liệt bộc phát ngoài ý muốn này. Mái tóc vàng của Kim Vô Song giống như ánh nắng sáng lạn đang nhảy nhót, chiến ý như thủy triều, cuồng bổ mãnh kích, đánh ra thế công như sóng to gió lớn. Huyết dịch màu vàng lao nhanh trong cơ thể còn muốn táo bạo hơn so với lôi triều hừng hực, tiếp tục nở rộ kim quang còn mạnh hơn so với cương khí phong bạo, toàn thân đều đang tràn ngập uy lực cùng ba động khủng bố. Trong các đòn tấn công, bất luận một đòn nào cũng đều là một kích xé rách thiên địa. Nàng có chút ngoài ý muốn, thậm chí là chấn kinh. Mặc dù lúc trước Khương Phàm đã đánh chết miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu, nhưng đó là do vạn kiếp liên tử trùng kích, tạo cho Khương Phàm cơ hội săn giết. Khương Phàm điên cuồng thả ra thực lực đỉnh phong thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tương xứng để giết cùng Hạo Diệp miếu chủ, nhưng hôm nay hắn vậy mà lại có thể chính diện chém giết cùng với nàng mà không rơi vào thế hạ phong. Khương Phàm lại mạnh hơn sao? Chỉ mới 10 ngày mà thôi. Chẳng lẽ hắn đã đạt được cơ duyên mới rồi? Sau mấy trăm lần va chạm, con người hoàng kim của Kim Vô Song đột nhiên hừng hực, má ngọc mỹ lệ lãnh ngạo đột nhiên hiển hiện sát cơ, hoàng kim chiến kích bổ ngang Khương Phàm. Khương Phàm lại bình tĩnh vung mạnh đao. Nhưng, khi chiến kích đang phách chạm hỏa đao, trong chốc lát, Kim Vô Song đột nhiên tuột tay thả chiến kích, thân như du long, đối diện giết tới trước mặt Khương Phàm. Hai tay khấu chặt, sán lạn như mặt trời, một kích đánh về phía ngực, một kích đánh về phía yết hầu. Keng! Khương Phàm phát động phần thiên chiến đao đánh bay hoàng kim chiến kích, hai tay Kim Vô Song giống như trọng chùy thì rắn chắc đánh vào ngực cùng yết hầu Khương Phàm. Răng rắc giòn vang, ngực Khương Phàm vỡ vụn, yết hầu đứt gãy, cơ thể run rẩy kịch liệt mà tháo chạy. Kim Vô Song nhanh chóng huy động hai tay, diễn biến ra một cái vòng sáng to lớn, nhanh chóng khuếch tán tại không trung. Một tiếng vang rền ầm vang, đất trời đều nổ tung. Hoàng kim thánh quang minh thần bí giống như có hàng tỷ tia xung điện, tràn ngập đất trời che mất Khương Phàm. Đây là hoàng kim thánh quang minh đặc hữu của hoàng kim thiên phủ, lực sát thương lớn đến khủng bố, mà còn là có tốc độ ánh sáng cực hạn, khi phóng thích cơ hồ chính là có thể trong nháy mắt liền bao phủ chúng mục tiêu, không chỗ nào có thể trốn. Loại chiêu thức này bình thường có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu tại chiến trường, thậm chí diệt sát cường địch. Nhưng, Khương Phàm bị trọng thương tháo chạy, đồng thời liền kích phát ra tinh không đại táng, cho nên khi mà vòng sáng được thả ra, trong chốc lát, xung quanh hắn đã phun trào ra hắc ám tĩnh mịch, trải rộng ra tinh không vô tận. Hoàng kim thánh quang minh tràn ngập đất trời giáng lâm xuống, lại chiếu vào tinh không, hoàn toàn biến mất, không còn bóng dáng. Ngược lại là tinh thần trong tinh không mênh mông trong lúc bất chợt đã thức tỉnh, mãnh liệt lắc lư, hư không run rẩy. Bọn chúng nhanh chóng phóng đại, xẹt qua hư không, vượt qua không gian giống như đột nhiên xuất hiện trong thế giới thật sự. Mỗi ngôi sao đều giống như cự nhạc, hoành không bạo kích, nghịch thiên mà lên, trong ánh mắt rung động của đám người ở xa liền bao phủ đến Kim Vô Song. Ngay sau đó, ầm ầm, tất cả tinh thần đều nổ tung, tinh thần tiêu tan, tai nạn tuôn ra. Kim Vô Song không sợ hãi, toàn thân bộc phát kim quang kinh khủng, giống như đại dương mênh mông đang cuồn cuộn. Chồng chất nhấc lên những con sóng lớn, mãnh liệt đập về bốn phương tám hướng, cơ hồ muốn táng diệt trận bạo tạc khủng bố của nàng, đều đón đỡ ở bên ngoài. Nương môn nhi này thật mạnh. Khương Phàm không thể không bội phục, trách không được bằng chừng ấy tuổi đã có thể tiếp quản hoàng kim thần tộc.
không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, năng lực ứng biến cực mạnh, mà đối với diễn dịch võ pháp cùng việc vận dụng năng lượng hoàng kim đều là đăng phong tạo cực. Cái này không chỉ cần phải có thiên phú, càng cần điên cuồng tu luyện đến quên mình hơn. Khương Phàm, ngừng ở đây. Bầu trời bạo động năng lượng, kim vô song đã xuất hiện ở nơi đó, cũng không hao tổn gì. Tay nàng cầm hoàng kim chiến kích, phía sau cuồn cuộn kim quang, diễn biến ra cung điện màu vàng, quần sơn màu vàng, biển người màu vàng, chính là mê ảnh của hoàng kim thiên phủ. Theo kim vô song bộc phát ánh sáng, mê ảnh thiên phủ từ hư vô biến thành chân thực, lan tràn ra uy thế ngập trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chấn cho ta. Kim vô song phất tay đẩy một khích, cung điện hoàng kim, quần sơn hoàng kim, còn có tộc nhân hoàng kim đều lập tức lao ra. Giống như hoàng kim thiên phủ vượt qua thời không mà đến, chấn áp thẳng đến Khương Phàm. Ầm ầm, khung trời lay động, không gian bạo động. Địa tầng chìm xuống, như là vạn vật trên thế gian đều muốn bị triệt để hủy diệt. Không ai có thể chống đỡ lại loại khí tức tuyệt vọng gần như một hoàng đạo áp xuống tới như thế này. Cái cổ của Khương Phàm nứt gãy, ngực thì vỡ vụn, đau đớn khó chịu, nhưng không có bất kỳ ý lùi bước gì, một bên thôi động huyết mạch khôi phục thương thế, một bên diễn biến phần thiên chiến vực, hóa thành tuyệt thế thiên đao. Ầm ầm, thiên đao thành hình, Khương Phàm được bao viên bảo vệ đến bên trong. Đao thể dài đến trăm trượng, sôi trào lên liệt diễm ngập trời, giống như là núi lửa hoang cổ đại bạo phát, thanh chiều cuồn cuộn, cường quang mãnh liệt, lay động vùng không gian này. Diệt thế phần thiên viêm hóa thành chu tước dương cánh, liệt diễm cuồn cuộn, dẫn dắt thiên đao, vạn vật nguyên hỏa hóa thành cự yêu mình người đuôi rắn, quay quanh thiên đao, ngẩng đầu lên trời rít gào, bát hoang tuyệt diễm thức tỉnh, dâng lên bức tranh vạn vật chém giết, chúng sinh tiêu tan, tuyệt vọng, bao vây lấy phần thiên chiến đao. Có ba loại thần viêm giúp đỡ, uy thế thiên đao trong chốc lát đã tăng vọt đến cực hạn. Ngay sau đó cường thịnh bắn ra tế thiên thức, như uy lực thôn tính, cưỡng ép hội tụ khí tức tai nạn tinh thần vừa mới thả ra, trong chớp mắt thiên địa hắc ám đã trải rộng ra mênh mông tinh quang. Giờ khắc này, phần thiên chiến đao đã trở nên tuyệt luân, như là một thiên thần thức tỉnh đánh tới từ hoang cổ, đánh ra một kích vô tình rạch ra hoàng kim thiên phủ, dẫn phát thủy triều bạo tạc kinh khủng. Bao phủ hoàn toàn khung trời cùng dãy núi, mười phương mênh mông đều là cường quang, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi, uy lực tuyệt vọng càng mãnh liệt làm cho người ta hít thở không thông. Các cường giả bất hủ sơn không thể không lần nữa lui lại, còn muốn thấy rõ ràng tình huống bên trong thế nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy. Ngay cả kim vô song đều bị bạo tạc mãnh liệt vén lui mấy ngàn thước, đánh tới bình chướng trên khung trời. Khương Phàm lại bằng vào uy thế phần thiên chiến vực bá đạo. Cưỡng ép ổn định lại tại chỗ. Phần thiên chiến vực diễn biến cường thế, hóa thành hai cánh nặng nề, một kích mãnh liệt, cương phong oanh minh, như côn bằng bay lượn cửu thiên, mang theo chiến uy vô biên, cái khiêng năng lượng cứng rắn đang bạo động, giết tới trước mặt kim vô song. Có chút ý tứ. Kim vô song ngưng tụ con ngươi, kim quang toàn thân thiêu đốt như liệt diễm. Nàng nắm chặt chiến kích quét ngang xuống, kim quang sáng chói, cuồng phong mênh mông. Ngay cả bình chướng trên bầu trời ở sau lưng đều phát ra tiếng ken két giòn vang. Bành! Khương Phàm nâng móng vuốt bạo kích chiến kích, dâng lên thần mang, như là hàng vạn thanh kiếm khí chảm phá thương thiên. Hai người lại lần nữa giết tới cùng một chỗ, so với trước đó càng điên cuồng hơn, càng cường thịnh hơn. Nhưng lần này, Khương Phàm lại thay đổi hình thức tấn công. Kim chảo phía bên phải giống như thần binh, không cố kỵ gì mà hoành hành bạo kích, hai cánh phách chảm. Vạn vật nguyên hỏa bên trái, bát hoang tuyệt diễm thì ở phía bên phải, phối hợp với phần thiên chiến vực, giống như là hai thanh thiên đao, khởi xướng mãnh kích tuyệt thế tay trái nắm chặt, ngưng tụ uy lực sơn hà táng diệt. Khương Phàm toàn diện bạo kích, rất nhanh đã chế trụ được kim vô song. Sau mấy chục hiệp ngắn ngủi, móng vuốt phía bên phải Khương Phàm đột nhiên bắt lấy chiến kích, tay trái phun trào khí tức tai nạn kinh khủng, hung hăng ấn về phía mặt kim vô song. Tại thời khắc kinh biến, kim vô song vẫn dũng mãnh không sợ, nàng cũng không để ý tới sẽ tránh né, ngược lại còn là tấn công mạnh hơn, gắt gao đè ép chiến kích hoành hành về phía trước, chấn mở móng vuốt của Khương Phàm, phốc phốc, đánh xuyên lồng ngực của hắn. Khí tức tai nạn của Khương Phàm thì ầm vang dẫn bạo tại trước mặt của nàng, nổ đến nàng máu me đầy mặt, thịt bay tứ tung, lộ ra hài cốt giống như hoàng kim đổ bê tông. Chiến kích suýt chút nữa đã đâm xuyên trái tim Khương Phàm. Bạo kích thì làm bị thương đầu của kim vô song. Hai người kinh hồn,
nhao nhao rút lui ra phía sau. Sắc mặt Khương Phàm dần trở nên nghiêm trọng, kiếp này đến nay còn chưa từng gặp được đối thủ nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, hơn nữa còn là nữ tử. Có thể lấy thánh linh cảnh làm tổn thương ta, người chính là người đầu tiên. Mặt Kim Vô Song cuồn cuộn máu tươi, khí thức hoàng kim minh mông phun trào, đoàn tụ lại khuôn mặt xinh đẹp. Mắt nàng bắn ra đầy hung quang, hiện ra sát ý, đã lĩnh giáo thực lực chân trí của Khương Phàm, tiếp theo chính là giết Khương Phàm. Ầm ầm, tiếng vang trầm muộn từ trong thân thể Kim Vô Song phát ra tới, kim thân trong khí hải thức tỉnh. Một người giống nàng lại cường hãn hơn nàng gấp hai lần. Đôi mắt phượng của Kim Vô Song đang mở hí tán phát ra tinh hoa bốn phía, khí thế được dâng lên, toàn thân đều đang tỏa ra ánh sáng hoàng kim, từ trong ra ngoài, hóa thành màu vàng, giống như là một kim nhân, thực lực tấn mãnh tăng vọt, từ thánh vương cảnh tới gần thánh hoàng. Hoàng kim chiến khu, siêu cấp chiến khu có thể vượt cấp khiêu chiến hiếm thấy, mà cùng ngày nàng kế nhiệm tộc trưởng, cũng đã từng bằng vào việc giao hòa cùng kim thân, ngạnh kháng qua ba kích của cảnh giới thánh hoàng, nhất cử đặt vững cái danh bất bại. Oanh! Kim Vô Song bộc phát khí thế, trong nháy mắt đã để quần sơn bạo động, kỳ lân ở xa xa đều âm thầm hồi hộp, sinh ra sợ hãi. Kim thân giao hòa, chiến khu như hoàng kim rèn đúc, lóa mắt đến cực điểm, ngay cả lông tóc đều là màu vàng. Đây mới thật sự là Kim Vô Song. Nữ tử áo đỏ bên trên kỳ lân sợ hãi thán phục càng hâm mộ, mỗi thời đại đều có thể quật khởi một truyền kỳ, đè ép thiên kiêu một thế. Truyền kỳ thời đại này không thể nghi ngờ chính là Kim Vô Song. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Kim Vô Song vũ động chiến kích, lay động đất trời, vạch ra một đường ánh sáng dài mấy ngàn trượng, những nơi đi qua, không gian đều giống như muốn sụp đổ. Khí thế tại thời khắc này như là thật có mấy phần tư thái thánh hoàng. Khương Phàm không dám khinh thường, nhưng cũng rất muốn thử thực lực Kim Vô Song nằm trong trạng thái này một chút. Một tiếng vang thật lớn. Thông thiên tháp xuất hiện ở phía trên Khương Phàm, cường quang vẩy xuống như thác nước, đường vân thần bí như đại đạo triều thiên nhanh chóng lan tràn lên phía trên, một loại uy lực thông thiên giam cầm càn khôn, dơ cao dơ lên trời bộc phát ra. Ánh sáng hoàng kim sáng chói lại bị thông thiên tháp chống đỡ, không có để lại mảy may chút vết tích nào. Đó là vũ khí gì? Kỳ Lân và các cường giả của bất hủ thần sơn cảnh giác tòa bảo tháp kia, khí tức rất cổ quái, giống như là tòa thiên thần thức tỉnh. Đang quan sát dân chúng, lại như là một tòa trụ trời, nâng đỡ bầu trời. Thực lực chênh lệch, vũ khí không lấp đầy được. Khương Phàm, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Kim Vô Song nhanh chóng thi triển, đạp không mà đi, giống như là thiểm điện kim sắc, cường thế giết tới Khương Phàm, hoàng kim chiến kích dâng lên phong mang, thế như hàng vạn tia lôi đánh với trời, bá liệt kinh người. Khương Phàm thôi động thông thiên tháp hộ thể, chống cự đả kích chí mạng. Diễn biến phần thiên chiến đao, tái chiến với Kim Vô Song. Kim Vô Song có hoàng kim thiểm lượt, Khương Phàm càng có lăng thiên thuật, hai người giống như thiểm điện cuồng đánh với nhau, giết tới sôi trào tại không trung. Ánh sáng hoàng kim trên cơ thể Kim Vô Song càng tăng lên, rõ ràng là đang nắm trong tay quyền chủ động, cường thế công kích, áp chế gắt gao ở Khương Phàm. Mỗi một kích đều giống như con sông hoàng kim lao nhanh, thao thao bất tuyệt. Một loại chiến phá thương thiên khí khái. Một loại cảnh giới chỉ có ta vô địch. Nàng càng đánh càng vô cùng dũng mãnh, kim hà bành trướng, thậm chí so với trận chém giết thiên long trước đó còn nhiều hơn mấy phần điên cuồng và dã tính. Nàng, không cho phép mình thất bại lần nữa, huống chi lại còn là đang đối mặt với một thánh linh. Khương Phàm càng đánh càng cố hết sức, càng đánh càng cảm thấy nguy hiểm, thật sự là có chút ăn không tiêu, cũng tìm không thấy cơ hội thích hợp tập kích nghịch chuyển cục diện. Thôi. Xác thực đánh không lại nương môn này. Tình huống của nàng hầu như đều là muốn chuẩn bị trùng kích cảnh giới thánh hoàng. Khương Phàm không lại dây dưa, một tiếng bạo hưởng, thông thiên tháp từ tầng đầu tiên đến tầng thứ 5 toàn bộ đều thức tỉnh, theo đường vân bên ngoài lan tràn, khí tức hư vô trong nội bộ tầng đầu tiên trùng kích uy lực u minh tầng thứ 2, vạn quỷ gào thét, xiềng xích hoành hành, chấn động uy lực sơn hà tầng 3 và 4, núi lớn oanh minh, sông lớn cuồn cuộn. Kích thích đến chúng sinh khó khăn trong cổ hải minh mông tại tầng thứ 5. Trong nháy mắt, các loại dị tượng mơ hồ xuất hiện, hình thành tổ hợp kinh khủng, uy lực kỳ diệu, cường đại vô địch. Sắc mặt Kim Vô Song hơi biến đổi, không rõ tình huống nên quả quyết rút lui. Kim cô nương, qua đã nghiền là được rồi, chờ ta tiến đến cảnh giới thánh vương, lại cùng ngươi chiến thống khoái. Sau lưng Khương Phàm hiện ra hắc ám vô biên,
Đại tinh lấp lóe, tinh hà lao nhanh, giống như là trải rộng ra bức tranh tinh thần, hắn lui lại hai bước, mang theo thông thiên tháp dung nhập hư không. Khương Phàm, người đây là muốn chạy trốn sao? Ta cảm thấy sỉ nhục thay ngươi. Kim Vô Song tăng vọt chiến ý, kim thân cùng chân thân cộng minh với nhau, cũng cùng chiến kích giao hòa, giờ khắc này khí thế lại lần nữa tăng vọt, cùng với một tiếng kêu to, ánh sáng hoàng kim ở phía sau lập tức cuồn cuộn, cùng điện thiên phủ một lần nữa hiển hiện, nhưng lần này bọn chúng không phải tràn ngập đất trời tập kích, mà là tràn toàn bộ vào thân thể Kim Vô Song. Hoàng kim chiến khu của Kim Vô Song run rẩy dữ dội, kim quang mãnh liệt tựa như là phát ra từ trong mỗi lỗ chân lông. Khí thế khủng bố của nàng lại lần nữa tới gần cảnh giới Thánh Hoàng, như là triệt để hóa thân thành Hoàng Kim Thiên Phủ, sau đó đánh ra một đòn như đập tan trời đất đến Khương Phàm. Không có bất kỳ sự xinh đẹp gì, chiến kích quét ngang, cường quang vô biên, sơn hà thất sắc, đất trời gào thét. Một mảnh ba động khủng bố quét về vùng tinh vực kia. Chẳng lẽ ngươi quên ngày đó là ai thi triển vũ khí không gian chạy trốn? Hôm nào lại đấu cùng ngươi, gặp lại sau. Tinh thần tiêu tan, hắc ám giao hòa, trước khi một kích bá đạo đánh tới, Khương Phàm đã lập tức biến mất khỏi tại chỗ. Nhưng, một kích này quá kinh khủng, kim quang sáng chói vẫn mượn nhờ hắc ám khép kín một khe hở cuối cùng, chiếu xuyên qua tinh không mờ mịt. Phốc phốc, Khương Phàm bị mười mấy tia ánh sáng xuyên qua cơ thể, nội tạng, xương cốt, đều bị đánh xuyên, máu tươi phun ra tinh không. Thật mạnh, đan hoàng đều bị kinh động. Thiên phủ thần tộc. Chí tôn hoàng đạo mạnh nhất Thái Sơ, cũng là lực lượng Thái Sơ đế tộc dùng để kiềm chế Phật đạo. Bọn hắn, xác thực rất mạnh. Lúc trước tại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, Thái Sơ đế tộc không có trực tiếp nhúng tay, là người của Hoàng Kim Thiên Phủ phát khởi chặn đánh, bọn hắn. Thành công kéo Tu La cùng quân đoàn của Bách Chiến Thiên Vương lại. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn sóng nhiệt, huyết nhục hài cốt sinh sôi, nhanh chóng khép lại thương thế bị xỏ xuyên. Hắn biết Hoàng Kim Thiên Phủ rất mạnh. Ngoài ý muốn chính là thực lực của vị Kim Vô Song này, cơ hồ tương xứng với Tử Kim Cự Long. Đáng chết, vậy mà chạy. Kim Vô Song tức giận, từ khi tiến vào thế giới mới đến nay giống như luôn không thuận lợi. Trước đó tại Thái Sơ cùng Thiên Khải, phàm là ra tay tuyệt đối sẽ không thua trận, chớ nói chi là để cho kẻ địch chạy. Kết quả đầu tiên là thua Thiên Long cùng cảnh giới, bây giờ lại là để Thánh Linh cảnh Khương Phàm chạy trốn. Đối với chiến tích bất bại của nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục. Tên Khương Phàm này quả nhiên không đơn giản, hắn lại có thể bằng vào cảnh giới Thánh Linh để cho nàng toàn lực ứng phó, không thể không dùng kim thân đến chém giết. Mặc dù Khương Phàm có cưỡng đề cảnh giới, nhưng nếu như thật sự bước lên Thánh Vương, tất nhiên là uy hiếp lớn. Đúng vào lúc này, tại khung trời xa xa đột nhiên nổi lên ba động, trải rộng ra tinh thần sáng chói, Khương Phàm lại trở về. Không phải tìm Kim Vô Song, mà là để lại một câu nói, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Các kỳ lân, các ngươi hẳn là đã nghe nói qua Thượng Thương Cổ Thành xuất hiện di cốt hồng hoang tổ kỳ lân. 9 cái đầu lâu, Khương Phàm ta có được 7, tổ nguyên chí tôn cốt, cũng đang trên tay Khương Phàm ta. 2 cốt quan trọng của hồng hoang tổ kỳ lân, ta có được 67 khối. Kỳ lân tộc xuống dốc đã lâu, hy vọng trọng trấn huy hoàng đang ở trên người của ta. Các vị, ta chờ đáp án của các ngươi. Khương Phàm, trở về nhận lấy cái chết. Kim Vô Song quả quyết dâng lên kim quang, nhưng không đợi nàng phóng thích, bầu trời nơi đó đã liền trở lại bình tĩnh, Khương Phàm biến mất không còn bóng dáng. Tổ nguyên chí tôn cốt. Hỏa Kỳ Lân nhìn qua phương hướng Khương Phàm biến mất, phát ra âm thanh trầm thấp. Hai con thổ Kỳ Lân đụng đụng ánh mắt, cũng toát ra thần tình phức tạp. Bọn chúng đương nhiên biết tin tức Thương Huyền xuất hiện hồng hoang tổ Kỳ Lân, nhưng đó là Thương Huyền tổ địa. Cách Thái Sơ xa xôi, lại là rơi xuống trong tay Khương Phàm cùng một ít hoàng đạo, bây giờ bọn chúng không có lực lượng đến cướp đoạt. Tổ nguyên chí tôn cốt là cái gì? Nữ tử trên lưng tên Hỏa Kỳ Lân là Mạc Giao, muội muội nhỏ nhất của gia chủ Mạc Gia, mặc dù xinh đẹp nhưng tính cách lại nóng nảy, đến bây giờ đều không có thành thân. Chí tôn cốt sinh ra ở trên người hồng hoang tổ Kỳ Lân, có được lực uy tín thống ngự Kỳ Lân yêu tộc, tương đương với quyền trưởng của hoàng giả. Nghe nói tổ nguyên chí tôn cốt có thể kích phát ra tổ mạch Kỳ Lân yêu tộc, nhất định sinh ra tổ Kỳ Lân, tỷ lệ sinh ra Mạc Kỳ Lân rất lớn. Hỏa Kỳ Lân cùng thổ Kỳ Lân đều ngẩng đầu lên trời, hồi ức lại những huy hoàng đã từng. Hồng hoang tổ Kỳ Lân, cái danh xa xôi mà thần thánh biết bao nhiêu, là đỉnh phong của Kỳ Lân yêu tộc,
càng là kiêu ngạo của kỳ lân yêu tộc, càng làm cho chiến thú cấp yêu tổ là long tộc đều kiêng kỵ. Mạc Giao vừa muốn nói chuyện, Kim Vô Song đã từ đằng xa trở về, nhắc nhở. Không nên bị Khương Phàm mê hoặc, hắn xác thực có được rất nhiều bảo cốt, nhưng căn cứ sau đó Hoàng đạo Thiên Khải hỏi ý các Hoàng đạo Thương Huyền, lúc ấy bên trên di cốt tôn kỳ lân kia cũng không có bất cứ tổ nguyên chí tôn cốt gì cả. Mặc dù Khương Phàm đạt được rất nhiều bảo cốt, nhưng khẳng định đều đã cho đám thuộc cấp kia của hắn dùng, há có thể giữ lại đến bây giờ. Hỏa kỳ lân bọn chúng trầm mặc, sau đó xác thực đã nắm thông tin đế tộc điều tra qua, không có bất kỳ miêu tả gì liên quan tới chí tôn cốt, nhưng Khương Phàm đột nhiên nói ra, vẫn để bọn chúng sinh ra kỳ vọng. Dù sao đó cũng là tổ nguyên chí tôn cốt, vô cùng có khả năng tái hiện huy hoàng cho kỳ lân yêu tộc. Bọn chúng thật sự đã xuống dốc quá lâu rồi. Mạc Giao có thể cảm nhận được các được kỳ lân đang dao động, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, để tránh Kim Vô Song cảnh giác. Khương Phàm lại còn có thể khống chế tinh không, phóng thích tinh thần, vượt qua không gian. Vũ khí đó đó của hắn là gì, hay là võ pháp? Khẳng định là vũ khí. Khương Phàm là chu tước truyền thừa, há có thể thao túng tinh thần. Kim Vô Song cau mày, muốn săn giết Khương Phàm. Xem ra cần vũ khí loại không gian đặc thù, có thể giam cầm không gian trong phạm vi mấy trăm dặm, hoặc là cường giả đặc thù, có thể ảnh hưởng đến hư không chiến trường. Mạc Giao nhẹ nhàng đụng đụng hỏa kỳ lân, nhắc nhở bọn chúng chú ý cảm xúc, tiếp tục nói sang chuyện khác. Con thiên long kia Khương Phàm đâu? Thật chẳng lẽ gặp bất trắc rồi? Khương Phàm ẩn nấp hành tung, tiếp tục tìm kiếm đại tặc và bạch tai trong rừng rậm. Ba ngày sau, ngoài ý muốn gặp người của Thiên Kiếm Thần Tông. Phó Hành không đưa ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm. Ta nên xưng hô ngươi là thần chủ, hay là Lục Du công tử? Khương Phàm cười nhạt nói. Chúng ta hẳn là không quen biết nhau. Xem ra là chúng ta nhận lầm, thần chủ đây là vội vã đi đâu? Tìm ta đồng bạn. Nếu như ngươi muốn tìm là con cá sấu kia thì chúng ta đã thấy qua. Ở đâu? Ngươi đi nhầm phương hướng rồi, trở về lại đi, đại khái. Khoảng 15.000 dặm, nơi đó có một ngọn tổ nguyên sơn, phía trên trấn áp một con cự ngạc. Trấn áp, quả nhiên đã gặp phải bất trắc. Khương Phàm nói tiếng cảm ơn sau đó liền quay người muốn rời khỏi, lại bị Phó Hành không gọi lại. Ngươi không muốn biết là ai bắt đi nó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cửu cực thần điện. Đúng là cửu cực thần điện, điện chủ tiền nhiệm Nhiếp Khuê Hùng. Thống lĩnh đương đại Nhiếp Linh Đại. Ngoài ra còn có lão tổ Thánh Vương Quy Ẩn của Thiên Hoang Thần Cung, Ân Sát, cùng hai vị phó cung chủ đương thời là Ân Nguyệt Minh và Ân Ly Hận. Thiên Hoang Thần Cung tới. Khương Phàm đã lập tức hiểu, chỉ dựa vào Nhiếp Khuê Hùng thật đúng là chưa hẳn chấn được đại tặc cùng bạch tai, nhưng có thêm Thiên Hoang Thần Cung, tình huống sẽ muốn nghịch chuyển. Bởi vì linh văn truyền thừa của Thiên Hoang Thần Cung là Thiên Nguyên, nghe coi như bình thường. Nhưng kỳ thật sự là chủng linh văn cực kỳ tà ác. Bọn chúng có thể giam cầm tất cả nguyên lực giữa trời đất, bao gồm cả linh lực tự nhiên, năng lượng cầu nguyện, cũng bao gồm cả huyết dịch, hài cốt, thậm chí là linh hồn. Trong lịch sử Thiên Hoang Thần Cung vạn năm trước, còn từng sinh ra thần linh, tự xưng là Thiên Nguyên Thần Tôn, liền có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc lưu truyền. Đại tặc và bạch tai gặp được bọn chúng, chắc chắn sẽ lâm vào khốn cảnh, lại phối hợp với hỗn độn thiên lôi bá đạo. Kết cục cũng có thể nghĩ. Phó Hành không nhắc nhở. Bọn hắn trấn áp cự ngạc cùng thị vệ của ngươi, nhưng không có giết chết bọn hắn, hẳn là đang chờ ngươi đi qua. Còn có người khác không? Năm ngày trước chúng ta có đi qua nơi đó, không nhìn thấy hoàng tộc khác. Cho đến trước mắt, cường tộc từ Bắc Thái Đại Lục tới, giống như cũng chỉ có cửu cực thần điện cùng Thiên Hoang Thần Cung. Khương Phàm nhìn đội ngũ Thiên Kiếm Thần Tông, hơi trầm ngâm. Lấy ra mấy khối tinh thạch từ trong thông thiên tháp, vung tay đánh về phía cổ vân thiên. Đây là từ hỗn độn tinh thạch tìm được từ trong nhụy hoa của thôn thiên yêu hoa, có thể kích phát tiềm lực huyết mạch yêu thú. Không nhiều, một chút tâm ý. Còn nữa, trong vòng một tháng, mang theo người của hải thần đảo, rời khỏi thế giới mới. Nói xong, Khương Phàm quay người biến mất trong rừng rậm mênh mông. Hỗn độn tinh thạch. Cổ vân thiên kinh ngạc nhìn tinh thạch kích cỡ tương đương ngón cái trong tay, trong thế giới mới lại có linh thạch như thế này. Ra tay còn rất hào phóng. Bằng vương mang theo vẻ mặt phức tạp, kích phát huyết mạch yêu thú. Đây là đang nhắc nhở nó sao? Trong vòng một tháng rời khỏi, hắn lại biết gì rồi? Phó Hành không hơi nhíu mày lại,
Lúc trước Khương Phàm đã từng nhắc nhở hắn trong 3 lần chăng nên rời khỏi, bọn hắn đúng hạn làm theo, tránh khỏi được một trận kiếp nạn, bây giờ lại nhắc trước, là thuận miệng nói, hay là đã biết chính xác thứ gì? Chẳng lẽ, giữa Khương Phàm cùng thế giới mới tồn tại quan hệ nào đó? Mạnh Bình nói, hắn cứ xông tới như vậy, cửu cực thần điện cùng thiên hoang thần cung là minh hữu, hỗn độn thiên lôi cùng thiên nguyên linh văn càng là phối hợp tuyệt hảo. Hai vị thánh vương liên thủ thậm chí có thể chặn đánh 3 vị thánh vương, Khương Phàm đây không phải chịu chết sao? Bằng vương nói, chúng ta có nên đi qua nhìn hay không? Cổ Vân Thiên hơi hơi do dự. Thả chậm tốc độ, không cần theo quá gần. Giờ khắc này, cự ngạc đang bị trấn áp bên trên tổ Nguyên Sơn, Nhiếp Khuê Hùng và Nhiếp Linh Đại thì đang lo lắng chờ đợi. Khương Phàm còn chưa tới sao? Mặc dù bọn hắn đều có địa vị tôn quý, lòng dạ thâm trầm. Nhưng bây giờ thật sự rất gấp. Dù sao rất có thể Khương Phàm đang khống chế Nhiếp Cảnh Thiên trong tay. Nhiếp Cảnh Thiên, đó là thiên tài ngàn năm khó gặp một lần, lại còn là truyền nhân Cửu Thiên Thần Điện bồi dưỡng chuẩn bị hướng đến Thánh Hoàng, mà còn là đã thấy hy vọng. Nếu như không hiểu thấu lại hao tổn ở chỗ này, bọn hắn đều chính là tội nhân của Cửu Cực Thần Điện. Tràn tin tức ra đi, nếu như Khương Phàm còn sống, nhất định sẽ tới. Ân Sát ngồi trên đầu cự ngạc, định thần cảm ngộ trấn áp côn sắt đang giam cấm thân thể cự ngạc, cũng đang hấp thu năng lượng. Thông qua côn sắt phản hồi, con này cự ngạc quả nhiên là thiên long, kỳ quái là còn hòa với huyết khí cự long. Thiên long lại chung dung cùng huyết mạch cự long rồi. Loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này quả thực là kỳ tích. Khó trách con này cự ngạc có thể đánh bại Kim Vô Song của Hoàng Kim Thiên Phủ. Đương nhiên, nếu như một lần nữa, Ân Sát không tin cự ngạc sẽ còn lại thắng Kim Vô Song, lúc ấy hẳn là do Kim Vô Song khinh địch. Đánh cược không, trong vòng 3 ngày Khương Phàm sẽ đến. Ân Nguyệt Minh nhìn qua xung quanh rừng rậm, tại khu vực biên giới của Tổ Nguyên Sơn được ánh sáng bao phủ, đang có rất nhiều đội ngũ cường giả chiếm cứ ở đó. Bọn hắn bởi vì một mực chờ không được Khương Phàm, vào 3 ngày trước đã đặc biệt tản tin tức ra ngoài, để càng nhiều người biết bọn hắn đang trấn áp cự ngạc, cũng đang chờ đợi Khương Phàm. Trong mấy ngày này không ngừng có cường tộc đuổi tới, đều muốn xem bọn hắn dụ sát Khương Phàm như thế nào. Ân Ly Hận nói, theo ý ta, rất có thể Khương Phàm đã đến, nhưng xuất hiện hay không xuất hiện lại là một chuyện khác. Nếu như trong tay Khương Phàm có Nhiếp Cảnh Thiên, hẳn là sẽ xuất hiện thương lượng cùng chúng ta, nếu như trong tay hắn không có thì sao? Ta không phải nguyền rủa Nhiếp Cảnh Thiên chết, ta nói là Khương Phàm khôn khéo càng xảo trá, trong tay không có con tin. Cho nên sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Nhiếp Linh Đại trầm giọng nói. Khương Phàm tốt nhất không có giết Nhiếp Cảnh Thiên, bằng không hắn tới chính là nhặt xác cho người của hắn. Ân Nguyệt Minh liếc mắt nhìn Bạch Tai đang hôn mê ở sau lưng. Chỉ cần thấy được Khương Phàm lộ diện, trước tiên chặt đầu cốt văn này, ép một chút khí thế của hắn. Phật quang phổ chiếu ở phương Bắc, xua tan hắc ám trong đêm khuya, đi tới vùng núi này. Đám tăng lữ cưỡi Hoàng Kim Hùng Sư, trong con mắt đều chuyển động Phật ấn, ngắm nhìn Tổ Nguyên Sơn xa xa. Cửu Cực Thần Điện, Thiên Hoang Thần Cung, bọn hắn tới rất nhanh nhỉ. Bọn hắn lại hàng phục được con thiên long kia. Hỗn độn thiên lôi quả nhiên bá đạo, có thể đánh tan Khương Phàm, trấn áp thiên long. Đây là chuyện xảy ra lúc nào, tại sao chúng ta lại không có nhận được bất cứ tin tức gì? Đám người Hứa Như Lai rất bất ngờ. Thiên Long cao ngạo vậy mà liền bị trấn áp như thế này. Tử Ngữ Yên nhìn quanh dãy núi trong màn đêm. Khương Phàm là không tới thật, hay là ẩn nấp rồi? Chỉ dựa vào chính hắn, giống như không đủ để khiêu chiến Cửu Cực Thần Điện cùng Thiên Hoang Thần Cung. Hứa Như Lai nói, Khương Phàm hẳn là sẽ không từ bỏ Thiên Long, nhưng Cửu Cực Thần Điện liên thủ với Thiên Hoang Thần Cung, còn khống chế con tin, Khương Phàm muốn phá cục. Khó khăn. Tử Ngữ Yên nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có nên nhúng tay hay không? Hứa Như Lai lắc đầu. Cửu Cực Thần Điện cùng Thiên Hoang Thần Cung đều là hoàng đạo của Bắc Thái Đại Lục, chúng ta không nên đối kháng. Tử Ngữ Yên lại nói. Nếu như là Thái Sơ hoàng đạo chúng ta khống chế Khương Phàm, chúng ta sẽ nhúng tay sao? Hứa Như Lai nhìn qua Tổ Nguyên Sơn nơi xa, lại trầm mặc. Trên một ngọn núi cao cách đó không xa, Huyền Quy chở bọn người Dương Biện đi, tức giận nhìn qua tình cảnh tại Tổ Nguyên Sơn. Cự ngạc bị cột sắt xuyên qua thân thể, tàn nhẫn đính ở trên núi, cơ thể to béo trước đó bây giờ đã khô quắt gầy yếu,
mà cơ hồ còn không có động tĩnh. Mặc dù có thể nghĩ đến còn chưa có chết, nhưng khẳng định là cái chủng loại đau đớn dở sống dở chết kia. Chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Huyền Quy cố nén giận, vội vàng sao động chợt vỗ đỉnh núi. Dương Hồng Liệt nhắc nhở. Tuyệt đối không nên xúc động, ta vừa mới nghe ngóng, nơi đó có điện chủ tiền nhiệm Cửu Cực Thần Điện Nhiếp Khuê Hùng và lão tổ Thánh Vương Thiên Hoang Thần Cung, một kẻ khống chế hỗn độn thiên lôi, một kẻ có thể giam cầm nguyên lực, bằng vào chút thực lực ấy của chúng ta, bất kỳ mưu kế gì cũng đều không làm nên chuyện cả. Còn có những côn sắt định trụ cự ngạc kia, cũng không phải vũ khí trấn áp bình thường, mà là cấm nguyên tả văn trụ. Bọn chúng không chỉ là đang trấn áp cự ngạc cùng bạch tai, còn thông qua đặc biệt, uy lực thiên nguyên, dung nhập vào bên trong tổ nguyên sơn, trở thành một bộ phận pháp trận, tương đương với lợi dụng pháp trận tại thế giới mới trấn áp cự ngạc và bạch tai, cũng có thể lợi dụng pháp trận ở bầu trời chống cự tập kích có khả năng gặp phải. Huyền Quy phẫn hận nói. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang tốt mà làm sao lại bị bắt rồi. Dương Biện nhìn quanh dãy núi, vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Phàm không thể nào vứt bỏ mặc kệ bọn hắn. Lúc ấy hẳn là cũng nhận lấy trọng thương. Dương Hồng Liệt nói. Coi như Khương Phàm tới, cũng không cứu được bọn hắn. Trực tiếp đối mặt đều không có phần thắng, huống chi còn bị khống chế con tin. Dương Biện nói. Thánh Tổ, ngài vất vả đến gần đó đi dạo, nhìn xem có thể đụng phải Khương Phàm hay không, hỏi hắn có biện pháp nào, cần chúng ta phối hợp cái gì. Hai ngày sau, Khương Phàm đến nơi này. Dưới sự trợ giúp của tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh, hắn ẩn nấp ở trong hư không, ngắm nhìn tổ nguyên sơn xa xa. Mặc dù cách rất xa, nhưng trong này cường quang sáng chói, đại tặc lại là có hình thể 200 mét, cho nên tình huống cụ thể đều nhìn được rõ ràng. Khương Phàm biết côn sắt đâm vào trên người cự ngạc cùng bạch tai kia là cái gì, muốn dung chuyển bọn chúng, chẳng khác nào muốn dung chuyển tổ nguyên sơn, cho nên cưỡng ép nghĩ cách cứu viện cơ hồ là không thể nào. Nếu như muốn đàm phán, trong tay Khương Phàm không có Nhiếp Cảnh Thiên, chẳng khác nào không có thẻ đánh bạc để lợi dụng, mà bọn người Nhiếp Khuê Hùng nhìn thấy trong tay Khương Phàm không có Nhiếp Cảnh Thiên, khẳng định bi phẫn muốn tuyệt, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Ngươi có cách gì không? Đông Hoàng Như Ảnh cũng không có cách nào, đây cơ hồ là tử cục. Không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Liều mạng, liều mạng chính là chịu chết. Không được, ta không thể để cho ngươi tùy hứng làm bậy. Ta không phải liều mạng bây giờ. Chờ ta tiến đến cảnh giới Thánh Vương. Thánh Vương há lại dễ dàng đến như vậy. Trước kia không dễ dàng, bây giờ thì dễ dàng. Ta không biết ngươi muốn dùng cách gì thúc đẩy sinh trưởng cảnh giới, nhưng từ Thánh Linh Cảnh đến Thánh Vương Cảnh cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nếu như bọn hắn chậm chạp đợi không được ngươi, tất nhiên sẽ tra tấn bạch tai cùng cự ngạc, cũng có khả năng sẽ trực tiếp chém giết bạch tai, kích thích ngươi đi ra. Trước khi không xác định Nhiếp Cảnh Thiên sống hay chết, bọn hắn sẽ không tùy tiện giết người. Khương Phàm ngắm nhìn phương xa, trong đôi mắt lấp lóe cường quang, sát ý cuồn cuộn. Bọn hắn có hai con tin, chỉ cần khống chế thiên long càng có giá trị, bạch tai trong mắt bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như người chậm chạp không xuất hiện, bạch tai liền có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy liền đừng cho bọn hắn có tâm tư giết bạch tai. Người có chủ ý gì? Ta đi bế quan. Tỉ muội các ngươi tìm kiếm những yêu chủ thế giới mới kia, kích thích bọn chúng tụ tập đến nơi này. Bọn chúng đang lùng bắt, truy sát kẻ xông vào, hội nghị giống như vậy, chính là cơ hội tốt mà bọn chúng chờ. Chỉ cần đánh nhau, Cửu Cực Thần Điện cùng Thiên Hoang Thần Cung liền không có tinh lực xử trí bọn người bạch tai. Như thế này có thể làm sao? Không được cũng phải được, đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ tới. Trước hết để cho cự ngạc cùng bạch tai lại chịu khổ một chút, nhịn mấy ngày. Chỉ cần ta tiến vào Thánh Vương Cảnh, ta xem cái thế giới mới này còn có ai có thể ngăn được ta. Trước đó Khương Phàm xác thực không có hy vọng xông vào cảnh giới Thánh Vương, nhưng bây giờ đã đạt được thiên địa đại táng, linh văn lại biến đổi đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm, cảnh giới càng là đã thật sự chạm đến Thánh Vương, hắn tương đương đã đẩy ra cánh cửa Thánh Vương, liền chờ một nguồn năng lượng mạnh mẽ thôi động, bước một bước dài tiến vào. Về phần nguồn năng lượng mạnh mẽ này, thì chính là, Long Tinh, cùng Long Nguyên, mà Khương Phàm chuẩn bị cho Tử Kim Cự Long, Hàn Ngạo trước đó, cũng là hai bộ phận quý giá nhất của Tử Kim Cự Long. Lại phối hợp lĩnh hội thôi động do Thiên Địa Đại Táng mang tới, cùng Thiên Địa Đại Táng, Sơn Hà Đại Táng cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng giao hòa, hẳn là có thể bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai lầm.
tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh trao đổi ánh mắt, mặc dù không biết Khương Phàm sẽ làm như thế nào để đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ thật không có cách nào khác. Sau khi Khương Phàm rời khỏi, hai tỷ muội lại lặng yên vượt qua vũ trụ, bắt đầu tìm kiếm các yêu chủ của thế giới mới. Bên trên Tổ Nguyên Sơn, bọn người Nhiếp Khuê Hùng đã đợi lại đợi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có đợi được Khương Phàm xuất hiện, ngược lại càng ngày càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo sau khi nhận được tin tức lại nhao nhao chạy tới nơi này, ngay cả rất nhiều tán tu cũng đều đến xem náo nhiệt. Ba ngày sau, nếu không, chém hắn. Nhiếp Linh Đại cảm giác rất có thể Khương Phàm đã đến, chỉ là không biết nên xuất hiện như thế nào, vẫn luôn đang do dự. Nếu như kéo đến thời gian lâu, thật bị Khương Phàm nghĩ đến một loại biện pháp không thể tưởng tượng nổi nào đó, vậy thì phiền toái. Ân Nguyệt Minh nói, ngay cả các ngươi cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, nói không chừng Khương Phàm cũng đã chết rồi. Khương Phàm là Chu Tước, có thể niết bàn trùng sinh, tuyệt đối không thể nào tùy tiện chết được. Hắn nhất định còn sống, Nhiếp Cảnh Thiên nhất định đang ở trên tay hắn nhất định ở gần đây. Nhiếp Linh Đại thái độ vô cùng kiên định, nhưng càng giống như đang an ủi mình. Nếu ngươi đã muốn thử, vậy thì cứ chém hắn. Chỉ cần Thiên Long còn trong tay, gia hỏa này sống hay chết không quan trọng. Ân Ly Hận đi đến trước mặt Bạch Tai, chế trụ đầu của hắn, dùng sức kéo lên, lấy ra một thanh đoản đao sắc bén từ trong nhẫn không gian, đặt đến trên cổ Bạch Tai. Các cường giả tụ tập ở xung quanh đều lần lượt tới gần trong mấy ngày này, đi đến trong lãnh địa Tổ Nguyên Sơn được ánh sáng bao phủ, gần đây khoảng cách cũng chưa tới trăm dặm. Một màn này lập tức gây nên sự chú ý của bọn họ, bầu không khí nhanh chóng trở nên sao động. Rốt cuộc cũng muốn ra tay sao? Kích thích thật. Nếu còn không hành động, bọn hắn đều không có hứng thú chờ đợi. Khương Phàm, ta biết ngươi đã đến. Nếu như ngươi nhất định không chịu xuất hiện, ta không thể làm gì khác hơn là dùng chút thủ đoạn. Giọng của Ân Ly Hận hòa với năng lượng, quanh quẩn trong núi rừng rộng lớn, truyền ra rất rất xa. Nhiếp Linh Đại cùng Ân Nguyệt Minh ra hiệu dưới, hai người dõi nhìn ra xa, tìm kiếm lấy tận lực thân ảnh, cũng đang dò xét lấy những bí ẩn kia nơi hẻo lánh. Ta chờ ngươi một giờ, nếu như trong vòng một giờ không ra, ta sẽ cắt đầu của hắn, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, đối phó với loại người như ngươi đây, thì nên dùng loại thủ đoạn này. Ân Ly Hận vừa dứt lời, đoản đao sắc bén liền rạch yết hầu Bạch Tai ra, máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ trên tảng đá Tổ Nguyên Sơn. Bạch Tai hô hấp không khoái, thức tỉnh từ trong đau đớn. Hắn suy yếu lại đau đớn, kịch liệt giãy giụa, lại bị Hắc Thiết Định Trụ gắt gao. Hắc Thiết Trụ không chỉ có khống chế cơ thể, còn cầm cố biển xương của hắn lại. Hắn suy yếu mà bất lực, giống như biến thành người bình thường. Tạp toái, lão tử chụp chết hắn. Huyền Quy tức giận muốn điên, suýt chút nữa muốn đập ra đi. Chịu đựng. Hai mắt Dương Biện đỏ ngầu lên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn, là cái thế lực gì? Huyền Quy tức giận đến cả lăm. Cửu Cực Thần Điện và Thiên Hoang Thần Cung của Bắc Thái Đại Lục, đều là hoàng đạo truyền thừa đã lâu. Dương Biện cau mày, đây đều là siêu cấp hoàng đạo tích lũy nội tình đến vạn năm thậm chí là vài vạn năm. Khương Phàm, đi ra, hắn là cận vệ của ngươi, ngươi muốn cho nhìn hắn bị đương chúng chém đầu sao? Hắn vì ngươi vào sống ra chết, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn chết ở trước mặt ngươi? Một giờ, ta chỉ cho ngươi một giờ, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Ân Ly Hận nói một giờ, nhưng không có một mực chờ lấy, đoản đao trên tay cứ tới tới lui lui, cưa, cái cổ Bạch Tai, cắt ra, cắt yết hầu, thực quản, khí quản, mạch máu, một mực cắt tới xương cốt, giống như cưa một khúc gỗ, kéo kẹt mà cưa. Bạch Tai co rúm toàn thân, lại gắt gao mím chặt bờ môi, quả thực không có phát ra chút âm thanh nào, hắn gian nan ngoan cường chịu đựng. Hắn không muốn để cho Khương Phàm sốt ruột, càng không muốn để cho hắn hoàng mất mặt. Chỉ sau mười mấy phút, máu tươi toàn thân Bạch Tai đều khô từ yết hầu, sinh mệnh ba động yếu tới cực điểm, như là lúc nào cũng có thể chết đi. Máu tươi chảy xuôi, linh hồn bị trấn áp, năng lượng đã ngưng kết, để Bạch Tai tại trong hoảng hốt như là lảo đảo đi đến cái chết. Lạnh, một loại giá lạnh không cách nào nói rõ. Thậm chí trong ý thức Bạch Tai còn xuất hiện ảo giác mông lung, giống như đang nhìn lại cuộc đời mình. Hừ, vẫn rất có khí phách. Ân Ly Hận hừ lạnh, tiếp tục không vội vã cưa chỗ xương cổ.
Thủ đoạn tàn nhẫn dưới ánh sáng mênh mông tại Tổ Nguyên Sơn chiếu ánh rõ ràng truyền khắp dãy núi rừng rậm, kích thích mỗi một cường giả vây xem. Ngay cả đám tăng lữ tu Di Sơn đều nhìn không được, chủ động đến cảnh cáo. Nhưng bất luận là Nhiếp Khuê Hùng hay là Ân Sát, đều không có bất cứ ca si ý tứ muốn hiểu gì, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, vẫn tiếp tục nhìn dãy núi, tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm, cũng đang sẵn sàng trận địa đón địch, để phòng Khương Phàm tập kích. Một giờ, Khương Phàm, người thật không ra sao? Thị vệ có nghĩa vụ bảo hộ chủ tử càng có trách nhiệm che chở thị vệ. Người đường đường là chủ nhân thần triều, chẳng lẽ không hiểu cái đạo lý sao này? Ha ha, ta giống như đã hiểu nguyên nhân kiếp trước người bị chúng bạn xa lánh. Người thật sự là đáng đời. Một màn này hôm nay, chúng ta sẽ dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại, mang đến Cửu Châu Thập Tam Hải, để cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, là Khương Phàm ngươi như thế nào đối đãi thuộc cấp đồng sinh cộng tử của mình như thế nào. Thấy chết không cứu, vô tình vô nghĩa, ta cũng muốn nhìn, từ nay về sau, ai còn nguyện ý bán mạng vì ngươi, ai còn nguyện ý kết minh cùng ngươi. Khương Phàm, hôm nay ngươi xem như không lộ diện, ta cũng có thể để cho ngươi chết ở trong nghị luận của thiên hạ. Ân Ly Hận bỗng nhiên kéo đầu Bạch Tai xuống, đoạn đao cắt xương cốt ra, dưới sự cố ý của tất cả mọi người, cả cái đầu Bạch Tai cứ sống sờ sờ mà bị cắt xuống. A! À, Huyền Quy và đám người cứng tại ở tại chỗ, từ trong cổ họng nhấp nhô ra tiếng gào thét, trợn mắt trừng trừng, hai mắt sung huyết. Nhiếp Linh Đại, Ân Nguyệt Minh đều đưa ánh nhìn về phía nơi này. Nhìn xuống. Dương Biện gắt gao nắm chặt nắm đấm, áp chế lửa giận đang muốn dâng lên. Nhiếp Linh Đại và Ân Nguyệt Minh không hề quan tâm quá nhiều, tiếp tục quét mắt xung quanh, tìm kiếm vết tích khả nghi. Ân Ly Hận đứng dậy, giơ cao đầu Bạch Tai lên, biểu hiện ra với nơi xa. Khương Phàm, hôm nay chỉ là chém đầu hắn, ngày mai có khả năng sẽ cưa tứ chi của hắn, ngày kia. Quất hắn hồn, ta muốn nhìn xem ngươi có thể nhịn được mấy ngày, ngươi có thể vô tình vô nghĩa tới trình độ nào. Khương Phàm đâu, thật không lộ diện sao? Khương Phàm xác thực hung ác, đối với mình đủ hung ác, đối với người một nhà càng ác hơn. Lần này Khương Phàm rời khỏi xí thiên giới, hình như chỉ mang theo một thánh linh này, hẳn là thuộc cấp tâm phúc, vậy mà hắn lại có thể trơ mắt nhìn bị người khác chặt đầu. Cự ngạc bị khống chế, thuộc cấp bị khống chế, Khương Phàm lẻ loi một mình, là thật không dám xuất hiện. Nhưng cứ xem như không thấy như thế, quả thật có chút quá mức. Thật vô tình vô nghĩa. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều nghị luận ầm ĩ, mặc dù thủ đoạn của Ân Ly Hận có chút tàn nhẫn, nhưng xác thực hữu hiệu. Khương Phàm lộ diện, tất nhiên bị quản chế, không chết đều có thể bị kéo lấp ra. Nếu như không lộ diện, thật có khả năng để lại tiếng xấu, thấy chết không cứu, mà thanh danh của Khương Phàm vốn cũng không tốt, nếu như tùy ý để tiếng xấu lan xa, thật sự có thể truyền khắp thiên hạ, đối với phát triển tiếp theo sau này của Khương Phàm khẳng định cực kỳ bất lợi. Còn không có tìm được Khương Phàm sao? Dương Biện nhìn Dương Hồng Liệt lặng lẽ trở về, cau mày. Khương Phàm giống như không có ở nơi này. Dương Hồng Liệt đã cố hết sức đi tìm, nhưng thật sự không có tra được bất cứ bóng dáng nào, mà rất nhiều cường giả đều đang bí mật điều tra Khương Phàm, cũng không có phát hiện vết tích nào cả. Ta thật không hy vọng Khương Phàm đến, nhưng... Dương Biện vẫn ngắm nhìn xung quanh, càng ngày càng nhiều cường tộc tụ tập, nếu như một mình Khương Phàm lộ diện, không cần Cửu Cực Thần Điện liên thủ với Thiên Hoang Thần Cung, mấy hoàng đạo còn lại bên kia đều có thể hung tợn nhào tới. Nhưng nếu như không ra, đám hỗn đản kia thật có khả năng giết Bạch Tai. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, khi tia nắng ban mai ngày thứ hai chiếu thấu thiên hải, xuyên thấu qua bình chướng thế giới mới, Ân Ly Hận ở bên trên Tổ Nguyên Sơn đã không kịp chờ đợi mà nắm cánh tay Bạch Tai lên, dưới từng tiếng lăng mạ cực kỳ kích thích, dùng đoạn đao cưa hạ cánh tay Bạch Tai. Hắn làm rất chậm, một giờ cưa một cái cánh tay, một giờ cưa một cái chân. Mặc dù Bạch Tai bị chém đầu, nhưng linh hồn mệt mỏi vẫn còn đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt đau đớn. Bởi vì linh văn của Bạch Tai đặc biệt, đối với xương cốt có khống chế tuyệt đối lại tinh diệu, cho nên mỗi khớp xương đau đớn cũng thường nghiêm trọng gấp trăm lần nghìn lần xa so với người bình. Nhưng, hắn từ đầu đến cuối đều không có cầu xin tha thứ, linh hồn mệt mỏi càng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn đang nhẫn nhịn, gắt gao chống đỡ. Ngay cả rất nhiều người vây xem đều âm thầm bội phục. Đây Cora thật đúng là một ngạnh hán. Mà Khương Phàm, vẫn không có xuất hiện. Ngay cả Nhiếp Khuê Hùng cũng hoài nghi,
có phải Khương Phàm đã hạ quyết tâm từ bỏ hai bộ hạ này hay không? Dù sao đối với Khương Phàm mà nói, mệnh của chính hắn vẫn quan trọng hơn, nhưng dính đến vấn đề thanh danh, chẳng lẽ Khương Phàm cũng muốn bỏ đi không thèm để ý rồi? Trước lúc trời tối, ngay cả ma tộc cũng đều đến nơi này, còn có bọn người Kim Vô Song, Mặc Giao. Khi bọn hắn đến đã khiến xung quanh tổ nguyên sơn oanh động không nhỏ, càng tụ tập nhiều người, đối với Khương Phàm mà nói là càng nguy hiểm, cái giá xuất hiện lại càng lớn, tỷ lệ xuất hiện không thể nghi ngờ là càng nhỏ. Dù sao bây giờ Khương Phàm cũng là lẻ loi một mình. Nhưng, trước tờ mờ sáng, thời điểm Ân Ly Hận chuẩn bị rút linh hồn bạch tai ra, chuyện ngoài ý liệu lại như là phát sinh trong dự liệu. Một đám khách không mời mà đến tới. Kim Sí Thiên Bằng. Kim Sí Thiên Bằng cảnh giới Thánh Vương mang theo các yêu chủ loại mãnh cầm như Liệt Dương Điểu, Thôn Thiên Tước, Kim Văn Khổng Tước. Xuất hiện ở phía đông nam. Ánh sáng rực rỡ rọi khắp hắc ám, lại như đám mây che trời, bao phủ dãy núi rừng rậm. Sự xuất hiện của bọn nó không chỉ có để Nhiếp Khuê Hùng cùng Ân Sát ở bên trên tổ nguyên sơn khẩn trương lên, mà dãy núi các cường tộc trong rừng rậm cũng đều nhao nhao tụ tập, sẵn sàng chiến đấu. Ân Ly Hận cũng không tâm tư lại tra tấn bạch tai, hắn kích phát linh văn sẵn sàng trận địa đón quân địch. Thiên Bằng. Bằng Vương ngóng nhìn phương xa, trong ánh mắt khó nén sự hâm mộ. Kim Bằng đã là huyết mạch mạnh nhất bằng tộc, cũng là loại bằng dễ dàng nhất thức tỉnh tổ mạch, bước lên vấn đề Thiên Bằng. Kim Sí Thiên Bằng tới, hẳn là các yêu chủ khác cũng sẽ tới. Kim Vô Song nắm chặt hoàng kim chiến kích, cảnh giác các yêu chủ. Sắp loạn rồi. Hứa Như Lai và các tăng lữ chống lên Phật Quang, uy hiếp Kim Sí Thiên Bằng. Chẳng lẽ đây là mục đích của Khương Phàm? Nhiếp Khuê Hùng kích phát hỗn độn lôi chiều, cảnh giác Kim Sí Thiên Bằng ở xa xa. Thời điểm hắn khuếch tán tin tức ban đầu, chính là lo lắng chuyện náo oanh động, đến lúc đó chắc chắn thú triều của thế giới mới sẽ bị hấp dẫn mang theo. Nếu quả như thật sự nhấc lên hỗn chiến, Khương Phàm liền có cơ hội ra tay. Không cần quá khẩn trương, thú triều hẳn là sẽ càn quét bên ngoài đầu tiên. Kim Vô Song, Tu Di Sơn cùng Phật Môn và những kẻ kia đều không phải là dễ trêu. Ân Sát ngoài miệng nhẹ nhõm, nhưng trên tay thì một khắc cũng không có nhàn rỗi, hắn khống chế 8 cây cấm nguyên tà văn trụ trấn áp cự ngạc, đồng thời cũng giao hòa cùng năng lượng của tổ nguyên sơn, cảnh giác hỗn loạn lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhiếp Khuê Hùng nhắc nhở. Nếu như, ta nói là nếu như, thú triều thật muốn vây công chúng ta, không cần liều mạng, mang theo cự ngạc rút lui. Không phải sợ thú triều, là không muốn bị Khương Phàm thừa dịp loạn tập kích. Ân Sát hừ lạnh. Hắn cuối cùng cũng chỉ là thánh linh, chúng ta sợ sệt hắn tập kích. Ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ta còn khống chế tà văn trụ, liền không có ai có thể làm bị thương chúng ta, càng đừng nghĩ mang cự ngạc đi. Kim Sí Thiên Bằng không có tới gần nơi này, nhưng trong đôi mắt màu vàng óng thấu xương này lại tập trung vào đám người kia ở bên trên tổ nguyên sơn từ cách rất xa. Kim Vô Song và các cường giả hoàng đạo đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn biết rõ Thiên Bằng cường hãn. Liệt Dương Điểu cùng Thôn Thiên Tước và các loại khác ở phía sau kia càng không có người lương thiện, ai cũng không muốn trở thành mục tiêu. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại một mảnh thú triều khác xuất hiện ở phương xa. Là đằng xà dẫn đầu các loại mãnh thú như Thái Thản Cự Viên, Thái Thản Cự Mãng, Bích Ngọc Long Tượng, Băng Tuyết Long Sư. Sáng sớm ngày thứ hai, Đào Một cũng đã mang theo các loại yêu thú như Thủy Kỳ Lân, Hoàng Kim Hùng Sư tới nơi này. Ba mảnh thú triều ở riêng ba phương hướng, ba yêu vương, 43 yêu thú thánh linh, 79 bán thánh, 200 cao giai niết bàn, đội hình kinh khủng ép tới tất cả cường giả đều không thở nổi. Mặc dù đội hình của tất cả hoàng tộc hoàng đạo coi như mạnh hơn, nhưng bọn hắn đến từ cá địa khu khác nhau, có chút chưa quen thuộc, có chút càng có ân oán hơn, có chút còn chuẩn bị xem kịch, ai cũng không nguyện ý liều mạng. Trận rằng co khẩn trương cứ yên lặng kéo dài ba ngày như vậy. Đang lúc mọi người phỏng đoán thú triều đang chờ cái gì, thì bất chợt ở phương xa, hải triều che trời, dán chặt lấy bình chướng mà đang lao nhanh, trùng điệp, từng con sóng lớn va chạm, thanh thế ù ù rung động khắp trời đất, xa xa nhìn lại như là thiên hải nghịch chuyển. Giống. Xa xa, hải triều vừa mới xuất hiện, ba mảnh thú triều chiếm cứ ở chỗ này toàn bộ đều bắt đầu sao động, cuồng dã gào thét, rung động dãy núi, để tất cả cách cường giả hồi hộp không thôi. Giống như không tốt lắm, đều giữ vững tinh thần. Bên trong hải triều là cái gì, ai có thể dò xét đến khí tức trong đó hay không? Nơi đó giống như có một cự thú,
hình thể cực kỳ to lớn. Khí tức thánh vương, có khí tức thánh vương. Ta biết thú triều không thể nào chỉ là đến nhìn. Trong thế giới mới rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu yêu thú. Hoàng tộc hoàng đạo các phương cũng bắt đầu táo động, ngay cả bọn người Nhiếp Khuê Hùng bên trên Tổ Nguyên Sơn cũng đều đang khẩn trương. Ầm ầm. Mênh mông hải triều dán chặt lao nhanh đến bình chướng trên bầu trời lại đột nhiên rơi xuống, giống như là đại dương chỉnh thể rơi xuống, tràn ngập đất trời bao phủ núi rừng, những ngọn núi cao nguy nga đều bị sóng lớn va chạm mà mãnh liệt lay động, cây rừng cao ngất cũng không chịu nổi một kích mà đột ngột nhảy lên, theo thủy triều sông ngang, sông thẳng về phía trước. Thủy triều mênh mông vô tận, bao phủ cả mảnh rừng núi, giống như là muốn biến đại địa thành hải triều vô tận. Giống. Một con cự thú theo hải triều rơi xuống, nổ lên đầy trời bọt nước. Các ngươi nhìn, đó là cự thú gì? Đám người kinh hô, như là nhìn thấy một hòn đảo đen nghịt rớt xuống, giống như là một con cá voi, nhưng hình thể lại quái dị, cái đầu to lớn cơ hồ chiếm cứ đại bộ phận thân thể, hai cái vây cá khổng lồ giống như hai cánh, toàn thân bao trùm lân giáp đen kịt, hiện ra ý lạnh tùm. Cự côn, đó là cự côn. Vô số cường giả hít vào từng ngụm khí lạnh. Cự côn và thiên bằng đều là huyết mạch trực hệ của côn bằng yêu tổ, cự côn xưng bá đại dương mênh mông, thiên bằng tranh hùng ở bầu trời, đều là bá chủ cực kỳ khủng bố trong yêu tộc.